Hội nghị hôm nay chỉ có một vấn đề là nghiên cứu vấn đề nhân sự ở các quận, huyện, Ninh Lăng ta. Thị ủy vốn dự định đợi sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh nhân sự, nhưng theo tình hình kinh tế của Ninh Lăng, cùng với kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh vào kinh tế Ninh Lăng, tôi và đồng chí Mục Cương đã tiến hành khảo sát cán bộ tại các cục, quận, huyện Ninh Lăng, cũng đã báo cáo với Bí thư Dư Hồng. Sau khi thông báo với thị trưởng Gia Huy, thị ủy quyết định triệu tập hội nghị thường ủy, trọng điểm nghiên cứu vấn đề điều chỉnh nhân sự. Theo thông lệ, hội nghị thường ủy chỉ diễn ra khi có vấn đề quan trọng, yêu cầu không ai được vắng mặt. Vấn đề nhân sự đương nhiên là rất quan trọng, nhưng chỉ riêng nó khiến tất cả các thường vụ thị ủy phải có mặt đông đủ thì hơi hiếm thấy. Căn cứ theo khảo sát của ban tổ chức cán bộ cùng với nhu cầu thực tế, hôm nay chủ yếu nghiên cứu vấn đề lựa chọn bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, phó bí thư và phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm, cùng với trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Khuê Dương, ngoài ra còn lựa chọn phó cục trưởng cục thủy lợi và chủ nhiệm quỹ tín dụng thị xã. Đồng chí thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm Lưu Vĩnh Trung do nguyên nhân sức khỏe nên không thích hợp đảm nhiệm chức vụ. Đồng chí Lưu Vĩnh Trung cũng đề nghị thị ủy cho mình điều lên Ninh Lăng mà chữa bệnh. Thị ủy đã suy nghĩ và đồng ý đồng chí điều lên thị ủy công tác. Cho nên huyện ủy Hoa Lâm thiếu một phó bí thư, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm. Ban tổ chức cán bộ đã đưa ra mấy lựa chọn và gửi tới các đồng chí. Bây giờ mời các đồng chí đọc, do đồng chí Mục Cương đề xuất, hy vọng mọi người cẩn thận suy nghĩ. Tương Uẩn Hoa nhìn lướt qua mọi người, trên thực tế mấy vấn đề này hai hôm trước mọi người đã biết. Ban tổ chức cán bộ đưa ra mặc dù trên danh nghĩa chỉ có Kỳ Dư Hồng và Mục Cương biết, cơ bản xác định liền thông báo cho Mạch Gia Huy. Là phó bí thư nên y cũng có quyền đưa ra ý kiến của mình. Mọi người trong phòng hội nghị đều mở tài liệu xem, mọi người đều cảm thấy hứng thú với tài liệu này, hy vọng có thể từ tài liệu nhìn ra vấn đề gì đó. Trưởng ban Mục, bắt đầu đi. Tương Uẩn Hoa đợi 5 phút rồi nói. Được, vừa nãy phó bí thư Tương đã nói cụ thể. Thị ủy vốn không nên tiến hành điều chỉnh nhân sự vào lúc này, nhưng do tỉnh có ý kiến với sự phát triển kinh tế Ninh Lăng, vì đảm bảo kinh tế Ninh Lăng không kém quá xa các đơn vị bạn, sau đây tôi xin giới thiệu các sự lựa chọn. Mục Cương nghiêm túc nói. Đồng chí Yến Tu Hòa, bí thư huyện ủy Vân Lĩnh điều sang thị xã Thiên Châu, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã làm xong tất cả trình tự. Đồng chí Yến Tu Hòa rất nhanh sẽ sang Thiên Châu cho nên chúng tôi đề nghị do đồng chí Thế Quần thay thế. Huyện Vân Lĩnh là huyện lớn của Ninh Lăng chúng ta, kinh tế phát triển chậm, đồng chí Yến Tu Hòa khiến huyện Vân Lĩnh có biến hóa. Bây giờ huyện Vân Lĩnh đang đứng trước thời kỳ quan trọng. Dù từ góc độ ổn định tâm lý cán bộ hay là phát triển kinh tế thì tôi cho rằng đồng chí chủ tịch huyện Đỗ Minh Tùng là thích hợp nhất. Đồng chí Thế Quần mặc dù có trình độ lý luận cao nhưng thiếu kinh nghiệm cơ sở, không thích hợp với chức bí thư huyện ủy. Mục Cương vừa giới thiệu xong, Kim Vĩnh Kiện là người đầu tiên đứng ra phản đối. Ý kiến của đồng chí Vĩnh Kiện rất quan trọng, nếu trên tỉnh có cái nhìn với sự phát triển không cân bằng của Ninh Lăng chúng ta càng phải suy nghĩ nhiều về lựa chọn nhân sự. Bí thư huyện ủy là lãnh đạo cao nhất huyện, có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, có thể nói chọn tốt sẽ khiến kinh tế huyện phát triển, nhưng không tốt sẽ chậm mấy năm. Theo tôi cho rằng đồng chí bí thư huyện ủy phải có kinh nghiệm cơ sở. Nếu nói Kim Vĩnh Kiện mãnh liệt phản đối thì Mục Cương còn có thể phản đối. Nhưng Mạch Gia Huy nói như vậy thì y dù là trưởng ban tổ chức cán bộ cũng không dám trực tiếp chống đối. Mạch Gia Huy làm thị trưởng 4 năm, khi Mạch Gia Huy lên làm thị trưởng thị xã, Mục Cương còn là chủ tịch huyện Thổ Thành, có thể nói là cấp dưới trực tiếp, nên vẫn có chút cảm giác. Tương Uẩn Hoa ngồi ngay ngắn ở đó, không hề phản đối, không ủng hộ, điều này càng làm Mục Cương thấy sợ một chút. Mặc dù hai hôm trước đã trao đổi ý kiến, nhưng Mục Cương biết tính cách của Tương Uẩn Hoa nên có chút lo lắng. Mặc dù thái độ của Kỳ Dư Hồng rất kiên định, thậm chí còn tỏ vẻ tỉnh ủy cũng ủng hộ điều chỉnh nhân sự, hơn nữa sau đó còn giữ Tương Uẩn Hoa lại nói chuyện. Nhưng Mục Cương biết tính cách Tương Uẩn Hoa rất cứng rắn. Quyển 5, chương 79, giao thủ 2. Kỳ Dư Hồng nhìn quanh các thường vụ, cuối cùng dừng lại trên người Tương Uẩn Hoa. Tương Uẩn Hoa bỏ bút xuống. Đồng chí Thế Quần không phải chưa có kinh nghiệm cơ sở. Năm 9-11 đồng chí này đã làm trưởng ban tuyên giáo một năm, đương nhiên kinh nghiệm cơ sở kém hơn đồng chí Đỗ Minh Tùng. Tôi đề nghị do đồng chí Đỗ Minh Tùng làm bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, do đồng chí Thế Quần làm phó bí thư, quyền chủ tịch huyện Vân Lĩnh, như vậy sẽ đảm bảo sự phát triển của huyện duy trì liên tục. Nghiêm Lập Dân nhìn lướt qua Kỳ Dư Hồng rồi tỏ thái độ. Ý kiến này tôi đồng ý với phó bí thư Tương. Đồng chí Thế Quần còn trẻ,
nếu như rèn luyện ở chức chủ tịch huyện thì sẽ nhanh chóng trưởng thành hơn. Ngay sau đó Lý Trọng Sơn và Trương Thiên Phóng đều đồng ý. Kim Vĩnh Kiện và Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Kỳ Dư Hồng có chút yên tâm, xem ra lúc quan trọng Tương Uẩn Hoa cũng ủng hộ mình. Tương Uẩn Hoa kịp thời tham gia là tốt, nếu y tiếp tục giữ im lặng thì dù mình sẽ đứng vào thế hoàn toàn đối lập với Mạch Gia Huy. Nhưng không tỏ thái độ thì đề nghị của Mục Cương nhất định sẽ bị bác bỏ. Trước khi hội nghị diễn ra, Tương Uẩn Hoa đã tỏ vẻ phản đối việc Lang Thế Quần làm bí thư huyện ủy Vân Lĩnh, cho rằng kinh nghiệm công tác không đủ, làm bí thư huyện ủy không ổn. Nhưng Mục Cương kiên trì mà Kỳ Dư Hồng cũng ủng hộ nên Tương Uẩn Hoa giữ ý kiến. Tương Uẩn Hoa cũng nhắc Kỳ Dư Hồng là trong hội nghị sẽ có tranh cãi. Đồng chí Mai Anh Hoa có lý luận chính trị cao, có kinh nghiệm cơ sở phong phú, tác phong làm việc chắc chắn, quen thuộc công tác quần chúng, làm phó chủ tịch thường trực Tào Tập đã biểu hiện đột xuất, cho nên tôi đề nghị làm phó bí thư, quyền chủ tịch huyện Hoa Lâm. Lão Mục, trong việc lựa chọn chủ tịch huyện Hoa Lâm thì tôi không đồng ý. Mạch Gia Huy lạnh lùng nói. Đồng chí Phương Chí Quốc công tác ở Hoa Lâm nhiều năm, quen thuộc công việc, huyện Hoa Lâm có thành tích xuất sắc, kinh tế tăng trưởng nhanh hơn các quận, huyện khác, mấy hạng mục lớn được tiến hành, điều này là do toàn bộ cán bộ cơ sở huyện phấn đấu và cố gắng. Phương Chí Quốc là phó bí thư phụ trách đảng, đàn, ở phương diện này không thể không có công. Hơn nữa đồng chí Phương Chí Quốc làm ở Hoa Lâm nhiều năm, vì đảm bảo xu thế phát triển của Hoa Lâm, tôi cho rằng đồng chí Phương Chí Quốc đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện là thích hợp nhất. Đồng chí Gia Huy, đồng chí Phương Chí Quốc mặc dù công tác nhiều năm ở Hoa Lâm, nhưng căn cứ theo chúng tôi biết thì sự phát triển kinh tế đáng mừng của Hoa Lâm năm qua là dưới sự lãnh đạo của hai đồng chí bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện, nhất là đồng chí Triệu Quốc Đống có biểu hiện rất xuất sắc. Mấy hạng mục lớn đều có quan hệ với đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi cho rằng nên lựa chọn đồng chí Triệu Quốc Đống, đây coi như khẳng định công việc của đồng chí Triệu Quốc Đống. Lý Trọng Sơn đột nhiên nói xen vào khiến không khí trở nên khẩn trương. Gõ Mạch Gia Huy này mà không được sao, là phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, mặc dù khi đưa ra lựa chọn thì y không có quyền lên tiếng mấy, nhưng khi chối bỏ một người lại có nhiều cách thức. Mỗi lần đều coi như con bài sát thủ của Kỳ Dư Hồng. Người này nói tuy không cụ thể nhưng ai cũng nghe ra đây là chối bỏ Phương Chí Quốc, đổ công lao sang hết cho Triệu Quốc Đống. Mạch Gia Huy cũng không phản cảm gì mấy với Triệu Quốc Đống. Một cán bộ kiêm nhiệm từ sở giao thông xuống mà biểu hiện xuất sắc như vậy là quá tốt. Tương Uẩn Hoa khi trao đổi ý kiến cũng khẳng định Triệu Quốc Đống. Mặc dù Mạch Gia Huy không rõ Tương Uẩn Hoa và Triệu Quốc Đống có quan hệ gì nhưng y hiểu có nhiều vấn đề. Nếu đồng chí Trọng Sơn đã nói đến việc lựa chọn các thường vụ ở Hoa Lâm, tôi cảm thấy đồng chí Triệu Quốc Đống là một cán bộ trẻ tuổi từ tỉnh phái xuống nhưng có tác phong làm thật như cán bộ cơ sở. Hai hạng mục quốc lộ, thêm khu du lịch đủ để chứng minh tầm nhìn, năng lực và tác phong làm việc của đồng chí Triệu Quốc Đống. Tôi nhớ có lần Bí thư Dư Hồng đã nói khi đối xử với cựu cán bộ thì tuổi, thậm chí thân phận không phải nhân tố quyết định. Đồng chí Triệu Quốc Đống mặc dù là phía xuống nhưng biểu hiện tốt, tăng thêm trọng trách cho đồng chí này là cần thiết. Mạch Gia Huy từ từ nói. Lãnh đạo tỉnh khi tới Hoa Lâm thị sát cũng đánh giá cao năng lực và thành tích của đồng chí Triệu Quốc Đống. Cho nên tôi đề nghị đồng chí Triệu Quốc Đống làm thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch thường trực huyện Hoa Lâm, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế Hoa Lâm. Mục Cương và Kỳ Dư Hồng chưa tỏ thái độ thì Tấn Như Phong lúc này lại đột nhiên lên tiếng. Tôi đồng ý với thị trưởng Mạch. Tấn Như Phong đột nhiên nói xen vào làm mọi người giật mình. Triệu Quốc Đống này có quan hệ gì với Tấn Như Phong mà lại khiến đối phương lên tiếng thế này? Mạch Gia Huy kinh ngạc và thầm nghĩ không ngờ Tương Uẩn Hoa này hành động nhanh như vậy, được Tấn Như Phong ủng hộ. Kỳ Dư Hồng và Mục Cương đều giật mình, không ngờ Mạch Gia Huy còn kéo được một phiếu của Tấn Như Phong mà không ai ngờ tới. Thị trưởng Mạch nói rất chính xác, huyện Hoa Lâm phát triển mạnh như vậy không thể không nhắc tới biểu hiện của đồng chí Triệu Quốc Đống. Tôi đồng ý việc đồng chí Triệu Quốc Đống làm phó chủ tịch thường trực. Một khu vực phát triển kinh tế thì có liên quan lớn tới lãnh đạo. Đồng chí Mai Anh Hoa khi làm phó chủ tịch thường trực Tào Tập cũng có biểu hiện xuất sắc. Tôi cảm thấy đồng chí Mai Anh Hoa nếu đảm nhiệm chức quyền chủ tịch huyện Hoa Lâm thì sẽ càng thúc đẩy kinh tế huyện Hoa Lâm phát triển. Trương Thiên Phóng nói vậy khiến ai cũng phải giật mình. Mạch Gia Huy và Kim Vĩnh Kiện nghiến răng nghiến lợi. Mao Bình và Chu Xuân Tú nhìn Mạch Gia Huy, sau đó nhìn người vừa lên tiếng. Trương Thiên Phóng, sao có thể? Nhưng nó đã xảy ra. Mặc dù Trương Thiên Phóng không phải người của Mạch Gia Huy, nhưng lâu như vậy thì Trương Thiên Phóng vẫn đứng về phía Mạch Gia Huy. Lần này sao lại như vậy,
đây là đâm sau lưng Mạch Gia Huy, làm Mạch Gia Huy hít thở khó khăn. Mạch Gia Huy hiểu Tương Uẩn Hoa có điểm giới hạn, chỉ ủng hộ ai mà y thấy hợp lý. Dù là mình hay Kỳ Dư Hồng đều như vậy. Cho nên Mạch Gia Huy không hy vọng Tương Uẩn Hoa toàn lực ủng hộ. Nhưng y cũng biết Kỳ Dư Hồng nếu muốn Tương Uẩn Hoa hoàn toàn ủng hộ là không thể. Một phó bí thư phụ trách đảng, đàn nếu thật sự mất nguyên tắc và dựa vào bí thư hay thị trưởng thì đó không phải phó bí thư đủ tư cách. Bởi vì như vậy nên Mạch Gia Huy mới dám can đảm khiêu chiến Kỳ Dư Hồng. Mặc dù đối phương là bí thư nhưng khi đưa ra đấu trong hội nghị thường ủy thì y tin vẫn khống chế được tình hình. Nhưng Trương Thiên Phóng tỏ thái độ làm Mạch Gia Huy cảm thấy đội hình của mình tan vỡ. Mao Bình và Chu Xuân Tú là kẻ kiên định ủng hộ y, nhưng nếu như thấy Mạch Gia Huy không khống chế được tình hình thì sẽ không hề do dự vứt bỏ. Mạch Gia Huy cố làm cho mình tỏ ra bình tĩnh, y biết mình phải bình tĩnh. Nếu không hai người Chu Xuân Tú và Mao Bình thay đổi thái độ thì chết. Tương Uẩn Hoa cũng thấy nguy hiểm, y cũng không ngờ Trương Thiên Phóng lại đột nhiên đứng về phía Kỳ Dư Hồng như vậy. Điều này làm Tương Uẩn Hoa cảm thấy hơi ngại Kỳ Dư Hồng. Bí thư thị ủy đúng là khác, xem ra Mạch Gia Huy đã có đối thủ rồi. Ý kiến của đồng chí Thiên Phóng rất chính xác, tôi đồng ý. Tương Uẩn Hoa nói rất đơn giản, đề tài này dù tranh chấp nữa cũng không hay, quyết đoán chấm dứt là kết quả tốt nhất đối với đôi bên. Trong công tác đồng chí Phương Chí Quốc cũng có thành tích, nhưng thực tế do Dương Phương Chí Quốc công tác ở Hoa Lâm lâu ngày, điều chỉnh sang một nơi khác sẽ tốt hơn. Tôi đề nghị sau khi Ninh Lăng lên cấp sẽ điều chỉnh công việc của đồng chí Phương Chí Quốc. Mạch Gia Huy thở dài một tiếng, Tương Uẩn Hoa không hổ là cáo già, chiều này đã thành công hóa giải sức ảnh hưởng của Trương Thiên Phóng, cũng để lại đường lui là điều chỉnh công việc cho Phương Chí Quốc. Chẳng qua Mạch Gia Huy suy nghĩ một chút rồi nói. Đồng chí Uẩn Hoa suy nghĩ rất đầy đủ, tôi đồng ý. Quyển 5, chương 80, quan niệm khác nhau. Khi Tương Uẩn Hoa tuyên bố kết thúc hội nghị, mọi người đều thở dài một tiếng. Các quyết định nhân sự coi như đã xong. Trương Thiên Phóng ngoài dự đoán của mọi người dựa vào Kỳ Dư Hồng, điều này làm cho thế lực của Kỳ Dư Hồng tăng mạnh, đã có lực lượng tương đương với Mạch Gia Huy. Hơn nữa Kỳ Dư Hồng là bí thư thị ủy nên càng có xu thế tiến mạnh thêm. Lý Trọng Sơn, Mục Cương, Trương Thiên Phóng cộng thêm một Nghiêm Lập Dân mơ hồ nghiêng về phía Kỳ Dư Hồng, Kỳ hệ đã bắt đầu hình thành. Mạch hệ mất đi một phiếu của Trương Thiên Phóng nên chỉ còn có ba người Kim Vĩnh Kiệt, Mao Bình và Chu Xuân Tú. Mà Mao Bình và Chu Xuân Tú chỉ là mấy thường vụ xếp sau, hơn nữa sức ảnh hưởng của hai người không bằng mấy nhân vật Kỳ hệ. Có thể nói Trương Thiên Phóng ủng hộ Kỳ Dư Hồng đã khiến nền chính trị Ninh Lăng thay đổi hẳn. Tương Uẩn Hoa về văn phòng liền suy nghĩ về thủ đoạn của Kỳ Dư Hồng. Lý Trọng Sơn không cần nói, tên này vốn mâu thuẫn với Mạch Gia Huy, bị Mạch Gia Huy xa lánh. Kỳ Dư Hồng vừa tới, Lý Trọng Sơn liền thành đồng minh của tên này. Mục Cương bắt đầu cứng lên, Kỳ Dư Hồng lôi kéo Mục Cương đã mất không ít công sức. Ít nhất mấy đề nghị của Mục Cương cũng được Kỳ Dư Hồng toàn lực ủng hộ. Tương Uẩn Hoa biết đây là kết quả tất nhiên, nếu như bí thư không thể khống chế được trưởng ban tổ chức cán bộ thì sao được. Chỉ là Trương Thiên Phóng làm như vậy đúng là làm mọi người có chút giật mình. Trương Thiên Phóng vốn đang quan hệ thân thiết với Mạch Gia Huy, vậy mà thoáng cái đâm sau lưng Mạch Gia Huy. Nếu không phải có Tương Uẩn Hoa đứng giữa giảm sóc thì chỉ sợ Mạch hệ đã lập tức tan rã. Tương Uẩn Hoa tin rằng lần này đã lưu lại bóng ma trong lòng Mao Bình và Chu Xuân Tú. Nếu Mạch Gia Huy không tìm được cách kéo lại tình hình thì chỉ sợ các hội nghị thường ủy lần sau bọn họ sẽ không dễ gì mà không suy nghĩ ủng hộ Mạch Gia Huy. Tương Uẩn Hoa đến bây giờ vẫn không thể hiểu Kỳ Dư Hồng dùng cách gì để lôi kéo Trương Thiên Phóng. Y ngồi một lúc rồi gọi điện ra ngoài. Tương Uẩn Hoa coi như đã biết nguyên nhân. Lý Trọng Sơn đi, Mục Cương thay Lý Trọng Sơn, mà Trương Thiên Phóng sẽ làm trưởng ban tổ chức cán bộ. Tương Uẩn Hoa nghĩ một chút, tỉnh có lẽ thấy được khó khăn của Kỳ Dư Hồng ở Ninh Lăng, mà Trương Thiên Phóng thay thế Mục Cương nhất định là do Kỳ Dư Hồng đề cử. Nếu không Trương Thiên Phóng sao có thể phản lại Mạch Gia Huy như vậy? Tương Uẩn Hoa càng hiểu thêm sai lầm khi thời gian qua mình ít liên lạc với tỉnh, tin tức bế tắc là rất nguy hiểm. Trong phòng hội nghị huyện ủy, Phương Chí Quốc chủ trì hội nghị cán bộ toàn huyện. Phó trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy Lưu Tông Trạch tuyên bố quyết định Mai Anh Hoa làm phó bí thư, quyền chủ tịch huyện, cùng với thông báo quyết định bổ nhiệm Triệu Quốc Đống và Miêu Nguyệt Hoa làm thường vụ huyện ủy. Triệu Quốc Đống ngồi bên trên không thấy mình có gì biến hóa cả, chỉ có một điều làm hắn thấy khác đó là ánh mắt của các cán bộ bên dưới nhìn hắn vừa kính sợ, vừa nịnh bợ. Liêu Vĩnh Trung đi rất nhẹ nhàng,
do vấn đề sức khỏe nên đã khiến y không còn muốn phát triển trong chính trị nữa. Y được điều tới làm phó trưởng phòng nông nghiệp, một chức vụ khá thích hợp. Trong hội nghị thường trực ủy ban lần đầu, Triệu Quốc Đống chú ý thấy vẻ mặt Vi Biểu có chút khó coi, nhưng Tân Tổn Hoán lại khá vui vẻ. Y là người ngoài đảng nên khá lạnh nhạt với mấy vấn đề này. Không nằm ngoài suy đoán của Triệu Quốc Đống, hắn phụ trách mảng công tác của Lưu Vĩnh Trung, ngoài ra thêm mảng thu hút đầu tư chắc chắn rơi vào đầu hắn. Miêu Nguyệt Hoa không thay đổi mảng phụ trách, mảng khoa học kỹ thuật được giao cho Tân Tuần Hoán, còn mảng công nghiệp và giao thông tạm thời do Triệu Quốc Đống phụ trách, đợi Đại hội đại biểu nhân dân tháng tới sẽ bổ sung thêm phó chủ tịch huyện. Mai Anh Hoa mới 37 tuổi, coi như còn trẻ. Trong thị xã Ninh Lăng này coi như cán bộ trẻ tuổi, chẳng qua không thể so sánh với Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, không biết bao giờ cậu đi nhưng ít nhất cậu còn 2 năm. Nói cách khác chúng ta còn làm với nhau 2 năm. Nói như vậy cậu cũng hiểu tôi nếu tới Hoa Lâm thì sẽ không phải ngồi không, cậu và tôi đều còn trẻ, chúng ta nên nhân cơ hội làm tốt công việc ở Hoa Lâm này. Tôi và Bí Thư La đã trao đổi, Bí Thư La hy vọng hai chúng ta có thể đoàn kết. Triệu Quốc Đống ngồi trong văn phòng của Mai Anh Hoa, lặng lặng nghe Mai Anh Hoa nói. Hắn cũng đã tìm hiểu về Mai Anh Hoa, đối phương tốt nghiệp Đại học Trung Nam, phân tới làm ở thị đoàn Ninh Lăng, sau đó được điều xuống là Bí Thư huyện đoàn Phong Đình. Sau đó làm tránh văn phòng huyện ủy Thương Hóa, vào thường vụ, sau đó làm phó chủ tịch thường trực Tào Tập 2 năm rồi tới Hoa Lâm. Một năm qua Hoa Lâm phát triển rất nhanh, nhất là sau khi quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa thông xe sẽ khiến Hoa Lâm có cơ hội lớn để phát triển. Trước khi tôi tới Hoa Lâm, Bí Thư Kỳ đã nói chuyện với tôi, hy vọng chúng ta nhân cơ hội này thúc đẩy kinh tế Hoa Lâm phát triển. Nhất là bây giờ Hoa Lâm đang đàm phán với công ty chế biến thịt nổi tiếng Trung Quốc, cần nhanh chóng ký hợp đồng với bọn họ. Mai Anh Hoa không ngay thẳng như La Đại Hải, nhưng lại thêm vài phần hào sảng, cũng thêm vài phần dã tâm. Vẻ mặt y khá phong phú, hơn nữa nói khá nhiều, giỏi nói chuyện. Không hổ từng làm bí thư đoàn. Chủ tịch Mai, chúng tôi đang tích cực đàm phán với hai công ty. Bọn họ yêu cầu rất cao, đưa ra điều kiện khắt khe với chính quyền huyện Hoa Lâm. Hơn nữa hai công ty này không đưa ra phương án bảo vệ môi trường, đây là nguyên nhân rất quan trọng ngăn cản chúng ta ký hợp đồng với bọn họ. Triệu Quốc Đống có chút khó chịu vì cách nói chuyện áp đặt của Mai Anh Hoa. Chẳng qua hắn suy nghĩ đối phương cũng là có ý tốt, hy vọng Hoa Lâm thu hút đầu tư được các công ty mà thôi. Vấn đề bảo vệ môi trường. Mai Anh Hoa không ngờ Triệu Quốc Đống đưa ra vấn đề này làm y có chút kinh ngạc. Huyện nghèo như Hoa Lâm mà còn yêu cầu nhà đầu tư bảo vệ môi trường sao? Bảo sao công ty Đại Hoa cùng công ty Tam Điệp mãi không chịu ký hợp đồng. Mai Anh Hoa cũng khó hiểu sao hai công ty này cứ muốn chọn Hoa Lâm. Dù sao Phong Đình, Thương Hóa đều có điều kiện không hề kém mà. Xây dựng nhà máy chế biến thịt gia súc khổng lồ nhất định sẽ tạo ô nhiễm lớn. Nếu không có kế hoạch bảo vệ môi trường từ trước thì tôi lo rằng một khi xây dựng xong, nhiều người chúng ta chỉ thấy lợi ích của nhà máy mà bỏ qua ảnh hưởng xấu tới hoàn cảnh sinh thái. Mà có những hậu quả nếu tạo thành thì chúng ta về sau bù gấp trăm lần cũng không thể cứu vãn. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Quốc Đống, cậu có phải lo lắng quá không? Đúng thế. Nhà máy chế biến thịt nhất định không tránh khỏi tạo thành ảnh hưởng đối với môi trường xung quanh, nhưng cũng không đến mức như cậu nói, cũng không phải không thể khống chế mà. Các nhà máy chú trọng lợi ích nên chúng ta cũng phải hiểu cho bọn họ. Hơn nữa có những lúc vì phát triển kinh tế thì phải hy sinh vài thứ. Muốn tốt cả hai vấn đề thì rất khó khăn. Mai Anh Hoa thở dài một tiếng mà nói. Có những lúc chúng ta phải lựa chọn. Chủ tịch Mai. Hoa Lâm có hoàn cảnh sinh thái rất tốt nên khi chúng ta thu hút đầu tư về công nghiệp càng cần thận trọng, tránh phá vỡ môi trường. Trên thực tế ô nhiễm của nhà máy thịt có thể giải quyết được, chỉ cần đầu tư vài thiết bị, đây là hy vọng của huyện đối với bọn họ. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Chủ tịch Mai đến thật đúng lúc, vừa vặn có thể nói chuyện với hai công ty kia. Quyển 5, chương 81, nghĩ mình là mèo bệnh sao? Triệu Quốc Đống nhàn nhã ngồi trên ghế mà xem thời sự Hoa Lâm. Chiều hôm nay, Phó Bí Thư huyện ủy, quyền Chủ tịch huyện Mai Anh Hoa cùng lãnh đạo đảng ủy khu Mã Thủ đã đi thị sát công trình khu du lịch, Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân. Đồng chí quyền Chủ tịch huyện Mai Anh Hoa chiều hôm nay đã cùng hội đàm với Giám đốc Ngân hàng Công Thương thị xã, Lữ Tòng Vinh về việc Ngân hàng Công Thương ủng hộ các công ty trong huyện. Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Triệu Quốc Đống, Phó Chủ tịch huyện Tân Tồn Hoán cũng tham gia. Phó Bí Thư huyện ủy, quyền Chủ tịch huyện Mai Anh Hoa chiều nay. Triệu Quốc Đống lắc đầu,
Trong 13 tin tức về Hoa Lâm thì ngoài bí thư huyện ủy La Đại Hải có một tin. Phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Mai Anh Hoa 4 tin. Phó bí thư huyện ủy Phương Trì Quốc 1 tin. Phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật 1 tin, còn lại đều là các tin tức xã hội. Xem ra Mai Anh Hoa khá tích cực, chẳng qua việc này là bình thường. Sắp tiến hành đại hội đại biểu nhân dân, để y xuất hiện trên TV nhiều giúp dân chúng thấy mặt. Cần phải quen mặt mà, nếu không trong đại hội đại biểu nhân dân có không ít đại biểu chưa từng biết Mai Anh Hoa là ai thì đúng là buồn cười. Công ty Đại Hoa và Tam Điệp có lẽ ngửi thấy mùi gì đó nên số lần tới chính quyền huyện Hoa Lâm tăng lên. Triệu Quốc Đống tất nhiên rõ vấn đề này. Hắn không thèm để ý mà đốc thúc mấy xã, thị trấn phía Bắc và Tây khai hoang đồi núi, trồng cỏ, đồng thời tích cực phối hợp quỹ tín dụng huyện và ngân hàng nông nghiệp giúp đỡ nông dân vay vốn. Theo Triệu Quốc Đống thấy mình thu hút hai công ty này thành công thì coi như hắn đã có vị trí rất quan trọng tại huyện. Dù Mai Anh Hoa khát vọng công ty tới đầu tư nhưng đầu Triệu Quốc Đống không ngu. Ở điều kiện ngang nhau thì bên nào đầu tư nhiều hơn, bảo vệ môi trường tốt hơn thì sẽ nhận. Hai công ty này có lẽ ý thức được điều gì đó nên số lần đến gặp Mai Anh Hoa nhiều hơn là Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống cảnh giác một chút. Khi phát triển việc trồng cỏ ở núi hoang, Triệu Quốc Đống cũng báo cáo chi tiết suy nghĩ của mình với La Đại Hải. La Đại Hải cũng thông tình đạt lý, hiểu được việc bảo vệ môi trường có tầm quan trọng đối với phát triển du lịch của huyện Hoa Lâm. Y yêu cầu Triệu Quốc Đống khi thu hút đầu tư cần phải lo lắng các công ty gây ảnh hưởng tới môi trường, yêu cầu bên phòng bảo vệ môi trường tăng cường kiểm tra các công ty, đồng thời tiến hành khảo sát các công ty. La Đại Hải cũng nói rõ việc thu hút đầu tư do Phó Chủ tịch Thường trực huyện Triệu Quốc Đống phụ trách. Việc đàm phán với hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp do Triệu Quốc Đống phụ trách. Một bên cố gắng đáp ứng yêu cầu của hai công ty, một bên phải giữ lợi ích của huyện Hoa Lâm. Mẫu Đan, chuyện gì thế? Triệu Quốc Đống dựa lưng vào ghế không buồn cử động. Thường Quế Phân bây giờ đã được trực ban ca ngày, buổi tối phần lớn đều do Tiêu Mẫu Đan phụ trách. Không có gì ạ, em đi giặt quần áo giúp ngài thôi. Mẫu Đan nở nụ cười rất vui, mái tóc buông xuống trước ngực. Trời bắt đầu chuyển lạnh nhưng vẫn còn chưa rét hẳn. Ồ vậy cô vào đi, tôi chỉ xem tivi một lát thôi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói, cô bé Mẫu Đan này đúng là thành thật, không có mưu đồ gì. Ngoài tính cách hơi bộc toạc ra thì các vấn đề khác đều tốt. Tiêu Mẫu Đan mặc một chiếc áo cộc trên người, có lẽ đây là đồng phục mà nhân viên phục vụ trước đó đã mực, cô mặc vào khá bó sát người. Chiếc áo lót màu xanh bên trong lộ ra, Triệu Quốc Đống thấy nó khá quyến rũ. Mai Anh Hoa không ở trong nhà khách, chính quyền huyện thuê một nhà bên ngoài cho y. Mai Anh Hoa đây là thấy ở ngoài tiện hơn, không nhiều người nhòm ngó. Cặp mông nở nang hiện rõ lên khi Tiêu Mẫu Đan ngồi xổm xuống. Triệu Quốc Đống vốn đang nhìn tivi không khỏi nhìn sang, thường thường rơi xuống bờ mông của cô. Chiếc quần lót tam giác mơ hồ thấy được ở bên trong. Mẫu Đan, nghỉ chút đi, tối nay cô trực sao? Triệu Quốc Đống nói. Vâng, em không mệt đâu. Việc này đối với người hay làm mệt như em thì quá nhẹ nhàng. Trong tay Tiêu Mẫu Đan cầm một chiếc khăn mà bắt đầu lau xung quanh. Chủ tịch Triệu, ngài nói quốc lộ có thể làm đến bao giờ? Cô hỏi làm gì? Triệu Quốc Đống có chút khó hiểu. Bố em làm thuê ở công trường, cách nhà không xa. Mỗi ngày đều được 8 đồng, bữa trưa còn được bao ăn. Tuy mệt một chút nhưng được tiền mặt, chỉ tiếc quốc lộ Tân Hoa cùng quốc lộ Bồng Hoa làm xong lại không có việc gì làm. Tiêu Mẫu Đan có chút nuối tiếc mà nói. Quốc lộ thì hàng năm đều sẽ làm, chỉ là không chắc con đường nào cũng qua nhà cô. Triệu Quốc Đống ngứa ngáy trong lòng mà nói, ánh mắt không ngừng vòng qua cặp mông cô gái. Cù vận bạch về An Đô, Triệu Quốc Đống lại thiếu thịt. Mặc dù một tháng cũng có thể về một hai lần nhưng nó không khác gì xỉa răng, điều này làm Triệu Quốc Đống đang trai tráng cảm thấy khó chịu. Khổng Nguyệt đã sang Canada, Triệu Quốc Đống tiễn cô. Hai người có chút kinh ngạc phát hiện quan hệ không hề nhạt đi mà còn không muốn xa nhau. Khổng Nguyệt rời đi làm Triệu Quốc Đống cảm thấy mình được giải thoát. Hắn biết mình và Khổng Nguyệt là có duyên không phận, nhưng tình cảm này làm người ta si mê, sau đó sẽ nhạt dần. Cù Vận Bạch cũng nói với hắn rằng cô không thể lấy hắn. Cô thích sống độc thân, cô có thể thành tình nhân của hắn nhưng không ai có thể can thiệp cuộc sống của cô. Cô là một người phụ nữ thích độc lập. Cô thậm chí có thể phân chia rõ tình cảm và nhu cầu sinh lý, cũng có thể giữ được sự tỉnh táo. Tình cảm và nhu cầu sinh lý trộn lẫn nhau để thiêu đốt cơ thể Triệu Quốc Đống. Hắn muốn phát tiết, mặc dù lý trí nói cho hắn phải giữ hình ảnh liêm khiết tại Hoa Lâm này.
nhưng xung quanh suốt ngày có gái xuất hiện thì làm sao chịu nổi. Tiêu Mẫu Đan cũng cảm nhận được ánh mắt sáng rực của Chủ tịch Triệu nhìn mình làm cả người cô nóng lên. Cô có chút bất an giãy giãy người. Chủ tịch Triệu, ngài nói bò cemento lớn nhanh như vậy sao? Triệu Quốc Đống ngẩn ra rồi nói. Sao, nhà cô cũng nuôi ư? Vâng, xã bảo nhà em đi đầu, nói em tốt xấu cũng coi như người nhà nước, quỹ tín dụng xã cũng cho vay, bảo nhà em thử nuôi vài con. Bố em trước đây cũng nuôi vài con, chẳng qua khác với lần này. Vì thế xã mặc dù tuyên truyền nhưng bố em chưa có quyết định, còn muốn em về quyết định thay ông. Ồ, cô quyết định thay ông, cô có chắc không? Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Triệu, ngài nói nó tốt thì chẳng lẽ ngài lừa em sao? Tiêu Mẫu Đan chu miệng nói. Cái này khó nói, nuôi bò, cừu đều có mạo hiểm. Chẳng qua lần này khi thí nghiệm thấy hiệu quả tốt, nhà cô nếu có người thì có thể nhân cơ hội thử xem. Tiền nhiều thì không chắc nhưng tốt hơn là làm ruộng. Triệu Quốc Đống cười nói. Nhưng nếu nhà nào cũng nuôi bò, bò này nghe nói đều để thịt thì ai có thể ăn nhiều như vậy? Nghe nói sẽ xây dựng một nhà máy chế biến thịt nhưng mọi người vẫn không thấy đâu. Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn đúng là không nghĩ tới điểm này. Hắn chỉ lo đấu với hai công ty mà quên mất cảm nhận của dân chúng. Chủ tịch Triệu, em ra ngoài, ngài nghỉ sớm. Tiêu Mẫu Đan dọn xong rồi vội vàng ra ngoài. Triệu Quốc Đống nuốt nước bọt cố khống chế nhu cầu sinh lý. Việc này là quý tộc, mặc dù hắn cũng không cho rằng Tiêu Mẫu Đan sẽ gây phiền phức cho mình, dù là Thường Quế Phân cũng không tác dụng gì. Nhìn ra ngoài cửa sổ, Triệu Quốc Đống uể oải nâng cốc nước lên uống và suy nghĩ đối sách. Có lẽ nên ngả bài. Nếu không huyện không thể kéo được, dân chúng các xã cũng không thể kéo lâu được. Nhất là khi khắp nơi đều trồng cỏ như bây giờ. Hai công ty kia đều được Mai Anh Hoa hứa hẹn gì đó nên thái độ khá kiêu căng. Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng, xem ra bọn họ không rõ chân lý của vấn đề. Mình có lẽ cần cho bọn họ biết, đồng thời cũng cho kẻ kia biết con cọp không phát huy lại nghĩ mình là mèo bệnh. Quyển 5, chương 82, cả rắn lẫn mềm 1. Giám đốc Hà. Xem ra chúng ta đúng là có duyên. Đi một vòng tròn cuối cùng vẫn là hai chúng ta nói chuyện. Anh sao phải khổ như vậy? Không bằng sớm kết thúc, chúng ta tìm một chỗ uống trà có phải hơn không? Ngồi trong phòng hội nghị mà Triệu Quốc Đống khá tùy tiện. Bên huyện Hoa Lâm có phó chánh văn phòng Khổng Trung Hoa, một gã phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch phát triển, một gã phó trưởng phòng đất đai. Chỉ vài người làm cho Hà Như Phi rất tức giận, y đúng là không ngờ gặp kẻ ngang bướng như vậy. Lại còn cứng như trâu, mỗi lần đàm phán với người này đều làm y buồn bực mấy ngày. Y đã nói với Mai Anh Hoa hy vọng đổi người đàm phán nhưng kết quả cuối cùng vẫn vậy. Chủ tịch Triệu, ngài bây giờ tốt xấu cũng là phó chủ tịch thường trực, lẽ ra ngài có thể làm chủ việc này nhưng tại sao chúng ta cứ đàm phán mãi không quyết định được? Chẳng lẽ anh không lo chúng tôi đi nơi khác sao? Hà Như Phi nghiến răng nghiến lợi nói. Phó chủ tịch thường trực chó má gì chứ, ngồi với các anh là đàm phán. Anh coi tôi là nhà kinh doanh cũng được, anh tới Hoa Lâm đầu tư là hy vọng có thể kiếm tiền ở Hoa Lâm. Tôi đại biểu Hoa Lâm hy vọng các anh mang tới tiền thuế và công việc cho Hoa Lâm. Thứ hai phải bảo vệ lợi ích của Hoa Lâm, chỉ đơn giản như vậy. Chẳng lẽ anh cho rằng mình là nhà từ thiện, tôi là ăn mày. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Hà Như Phi bị Triệu Quốc Đống nói như vậy làm tức giận đến tái mặt. Anh! Được rồi lão Hà, chúng ta coi như đã gặp vài lần. Điều kiện tôi đặt ra thế nào anh biết, anh dở trò gì thì tôi cũng rõ. Tôi nói thẳng với anh một câu là phải làm theo lời tôi nói, nếu không thì dừng. Tôi không cần biết anh tìm ai, người khác hứa gì với anh, nó không có hiệu quả với tôi. Tôi ở vị trí này một ngày thì phải làm theo ý tôi. Có giỏi thì đá tôi đi, tôi không thèm để ý, nếu không có bản lĩnh này thì anh bỏ hy vọng của mình đi. Triệu Quốc Đống ngông cuồng mà nói, mấy cán bộ huyện đều há hốc mồm nhìn hắn. Chủ tịch Triệu nhằm vào ai thì bọn họ hiểu. Chủ tịch Mao không ngừng dục, yêu cầu phải hoàn thành đàm phán trước khi Ninh Lăng lên cấp, đây coi như món quà tặng thị xã. Nhưng phụ trách đàm phán là chủ tịch Triệu, thái độ rất cứng. Nghe nói chủ tịch Mao muốn đổi người nhưng cuối cùng vẫn là chủ tịch Triệu. Đừng hy vọng có biến hóa gì. Lão Hà, tôi có thể nói thẳng với các anh, đàm phán với công ty Tam Điệp cũng không khác mấy, bọn họ cũng phải ngoan ngoãn làm theo ý của tôi, nếu không tôi thừa dịp dừng sớm cho nhanh. Triệu Quốc Đống kiêu ngạo nói, công ty Đại Hoa các người là tôi mời từ thị xã tới, công ty Tam Điệp do tôi thông qua quan hệ trên tỉnh mà mời. Nhưng vẫn câu đó, đầu tư thì hoan nghênh,
không cho các người kiếm tiền thì đánh chết các người cũng không tới. Nhưng kiếm tiền không có nghĩa các anh muốn làm gì thì làm ở Hoa Lâm này. Tất cả phải dựa theo yêu cầu của huyện mà làm. Đừng tưởng tìm một hai lãnh đạo, hoặc là nói cho chúng tôi thấy tương lai đẹp một chút là chúng tôi ngoan ngoãn làm theo. Tôi nói với anh, chỉ cần tôi còn ngồi đây thì mơ đi. Hà Như Phi ngơ ngác nhìn tên Triệu Quốc Đống này mà rất khó chịu. Đúng thế, căn cứ theo y biết cả hai công ty đều như nhau, đều do hắn tích cực mời đến. Nhưng không ngờ hắn như chó điên, lúc đầu thì tích cực, nhưng sau khi trụ sở thí nghiệm Hoa Lâm kia mở rộng thì thái độ đổi khác, càng lúc càng cứng rắn, điều kiện càng lúc càng cao, còn cố ý làm hai công ty mâu thuẫn và cạnh tranh. Công ty Đại Hoa đã nghĩ không ít biện pháp, từ sở nông nghiệp đến Ninh Lăng, cuối cùng đến Mai Anh Hoa, tìm được ai đã tìm rồi, hơn nữa còn là người tiếp xúc với vị chủ tịch Triệu này. Nhưng người này không nghe gì cả, dù muốn hối lộ cũng không được. Vẫn đòi điều kia, nhất định phải đòi giá đất cao và bảo vệ môi trường, nếu không miễn bàn. Trên tỉnh, thị xã nói gì cũng không tập đoàn. Đương nhiên việc này có một phần do tỉnh, thị xã không trực tiếp can thiệp. Nhưng nếu một phó chủ tịch huyện bình thường thì chỉ cần lãnh đạo chủ yếu gọi tới là ngoan ngoãn cúi đầu. Nhưng tên này càng bị nói càng kiêu căng, còn trực tiếp nói với mình như vậy, đây là thái độ gì? Chủ tịch Triệu, huyện Hoa Lâm nếu có thái độ này thì chúng ta không thể đàm phán được nữa. Đến lúc đó chủ tịch Mao mà giận thì phải nói rõ, không phải công ty Đại Hoa tôi không ủng hộ mà do các người quá đáng. Hà Như Phi đứng dậy cầm cặp chuẩn bị rời đi, ở tình hình này mà ký kết sẽ là sỉ nhục y. Ngày sau công ty sẽ phải làm theo hết yêu cầu của chính quyền huyện, giá đất không nói nhưng yêu cầu bảo vệ môi trường càng lúc càng cao. Công ty có thể thừa nhận nổi sao? Triệu Quốc Đống xua tay ngăn Khổng Trung Hoa định nói lại, hắn cười cười một tiếng mà nói. Lão Hà, đừng giả vờ trước mặt tôi biết anh muốn đàm phán xong, tôi cũng thế, nhưng tôi đã đưa ra điều kiện, tôi không giống một số người trước lừa anh ký xong, sau đó tìm biện pháp làm khó dễ, có gì nói trước là dễ nhất. Chủ tịch Triệu, huyện Hoa Lâm các người lừa người, chúng tôi không thể đàm phán nữa. Hà Như Phi thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy liền tức giận ngồi xuống. Công ty trước đó đã đưa cho tên Triệu Quốc Đống này 100.000 mà lại bị từ chối. Khoản tiền đó đối với cán bộ cấp huyện là con số khá lớn. Hơn nữa chỉ cần hắn dựa theo yêu cầu lãnh đạo cấp trên làm là được mà. Tiền có thể cầm đầy yên tâm, nhưng người này đã lập tức từ chối. Không thể đàm phán sao? Cứ làm theo ý tôi là được. Công ty Đại Hoa các anh coi như là công ty có danh tiếng trong ngành. Điều kiện của tôi đưa ra chẳng qua theo các chi nhánh của công ty anh tại vùng Duyên Hải mà thôi, tại sao lại không được? Triệu Quốc Đống cười nói. Chủ tịch Triệu, các anh cho rằng Hoa Lâm có thể so sánh với mấy nơi kia sao? Hà Như Phi lạnh lùng nói. Tôi thừa nhận phương án bảo vệ môi trường của nhà máy ở Giang Tô, Thiên Tân cao hơn Hoa Lâm, nhưng đó là thành phố, chỗ anh lại khác. Triệu Quốc Đống trước đó đã tìm hiểu được phương án bảo vệ môi trường của công ty Đại Hoa ở vài nơi, điều này làm Hà Như Phi rất tức giận và phục Triệu Quốc Đống. Cán bộ chuyên nghiệp như vậy thì dù từ góc độ nào cũng là nhân vật tàn nhẫn, khó đối phó. Có gì khác chứ, bọn họ không phải thuộc Trung Quốc sao, không phải do Đảng và Trung ương lãnh đạo sao? Hay là người ở đó cao hơn chỗ chúng tôi nên có đãi ngộ cao hơn? Anh nói không đúng rồi, hoàn cảnh Hoa Lâm tốt như vậy, các anh có thể phá vỡ được sao? Theo lý các anh càng phải có biện pháp bảo vệ môi trường tốt hơn chứ. Lão Hà, anh do tôi mời tới, công ty Tam Điệp do tôi mời tới. Nếu cả hai không đàm phán được thì tôi có thể chọn công ty khác. Tôi đã thông qua người quen ở Bộ Nông nghiệp liên lạc mấy công ty phía đông, bọn họ rất nhanh tới đây khảo sát. Lão Hà, lần trước tôi đã nhắc anh có thêm công ty Tam Điệp, lần này tôi nhắc anh thì chắc có 4-5 công ty. Trụ sở trồng cỏ của Hoa Lâm đã toàn diện trồng trọt, nghe nói mấy hôm trước công ty các anh đã phái người tới mấy xã, thị trấn phía Tây khảo sát, cũng thấy sự tích cực của hộ nông dân khi nuôi bò thịt. Có thể các anh có thể xây dựng ở huyện khác nhưng tìm được nơi thích hợp hơn Hoa Lâm là không thể. Tôi nói đúng không? Hà Như Phi thầm mắng trong lòng, tên đáng chết này đang uy hiếp mình. Nhưng y không thể không thừa nhận đối phương đã nắm trúng chỗ hại của mình. Anh suy nghĩ kỹ đi, cùng với việc cứ kéo dài như vậy thì chúng ta bắt tay hợp tác, sớm hoàn thành hạng mục, kiếm tiền nhanh. Tôi bất việc, anh sớm kiếm tiền có tốt hơn không? Triệu Quốc Đống thân thiết đi tới vỗ vỗ vai Hà Như Phi. Anh em ta nói chuyện theo tình cảm thì tốt hơn không? Tôi nghĩ tổng công ty các anh cũng đang sốt ruột, nếu như bị công ty Tam Điệp hay công ty khác chiếm tước thì tôi nghĩ anh chắc không dễ sống phải không?
Nghe nói hạng mục ở Hà Nam của công ty anh diễn ra rất nhanh, chẳng lẽ năng lực của anh kém người? Hà Như Phi không nói gì mà nhìn ra ngoài. Gặp đối thủ như vậy thì đúng là thất bại. Quyển 5, chương 83, cả rắn lẫn mềm 2. Đây là lần đầu Cù Vận Lam đến văn phòng của vị chủ tịch Triệu này. Dù là chủ tịch công ty Đào Tông Tinh, hay tổng giám đốc công ty đều hết lời khen vị chủ tịch Triệu này. Nói chủ tịch Triệu có cái nhìn độc đáo với ngành du lịch, ánh mắt chiến lược nhạy bén. Cô rất muốn tìm hiểu rõ quy hoạch của vị tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nước suối Thương Lãng Tân Châu, Triệu Trường Xuyên với vị phó chủ tịch thường trực Triệu Quốc Đống này, nhưng lại không tiện trực tiếp hỏi. Hơn nữa trên thực tế nước suối Thương Lãng chỉ gửi bức thư ủy quyền cô làm phó tổng giám đốc ra thì không có qua lại gì. Ngay cả Cù Vận Lam cũng không biết sao mình lại tới làm phó tổng giám đốc công ty này. Chị gái cô đề cử cô đến làm lãnh đạo cao cấp của công ty có vốn đăng ký hơn 80 triệu bằng cách nào. Cô không cho rằng Cù Vận Bạch có bản lĩnh đó. Theo cô nghĩ dù cục trưởng cục du lịch thành phố Ando cũng không có năng lực này. Quan hệ của Cù Vận Lam và Cù Vận Bạch khá bình thường, thậm chí không hòa hợp. Nguyên nhân là do từ nhiều năm trước, ngay cả Cù Vận Lam cũng không rõ sao quan hệ hai chị em lại không hòa hợp. Có lẽ tính cách phản nghịch của cô không phù hợp với tính cách bảo thủ của bà chị. Cù Vận Lam nhìn người rất chuẩn, cô biết chị gái mình đã có quan hệ nam nữ. Một năm trước hai người gặp nhau, Cù Vận Lam còn Cù Vận Bạch làm gái trinh cả đời. Không ngờ một năm sau Cù Vận Bạch lại khác hẳn, từ cách nói chuyện, thần thái đều lộ rõ chỉ người đã có quan hệ mới có. Cù Vận Lam mơ hồ biết một chút về chuyện tình cảm của Cù Vận Bạch. Sau khi bạn học hồi đại học ra nước ngoài, Cù Vận Bạch không còn ham muốn tình cảm nữa, cũng có người được giới thiệu cho Cù Vận Bạch nhưng đều bị cô từ chối. Hơn nữa cho dù lãnh đạo có giới thiệu cũng vô dụng. Cù Vận Bạch luôn dùng cách đơn giản nhất là nói thẳng khiến đối phương lui. Ngay cả Cù Vận Lam cũng nghĩ Cù Vận Bạch sẽ cô đơn đến cuối đời, nhưng không ngờ bây giờ lại thấy Cù Vận Bạch như vậy. Điều này làm Cù Vận Lam tò mò là ai có thể khiến bà chị bảo thủ của mình thay đổi như vậy. Cô cũng đã gặp Triệu Quốc Đống, cô biết chắc đây là người đàn ông đã chiếm trái tim chị mình. Vị chủ nhiệm Triệu này bây giờ đã thành phó chủ tịch huyện. Lúc trước Cù Vận Lam còn nghĩ Cù Vận Bạch nhờ quyền lực của Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm mà giúp cô có một chức trong công ty khai thác du lịch, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại do nước suối Thương Lãng chỉ định làm phó tổng giám đốc. Cù Vận Lam không ngờ chỉ vài tháng mà Triệu Quốc Đống này đã thành thường vụ, còn làm phó chủ tịch thường trực huyện. Cô làm phó giám đốc khách sạn Giang Thành hơn năm nên hiểu rõ ý nghĩa của chức phó chủ tịch thường trực, đây là người chủ trì công việc hàng ngày của chính quyền huyện, chỉ xếp sau chủ tịch huyện. Tên Triệu Quốc Đống này có lai lịch gì mà có thể ngồi vào vị trí này? Triệu Quốc Đống vào văn phòng thấy Cù Vận Lam ngồi đó liền ngẩn ra, sau đó liền bảo thư ký Lâm Đan. Tôi có khách, cậu đi photo mấy bản hợp đồng của hai công ty kia cho các cơ quan chuyên môn, bản gốc để văn phòng ủy ban giữ. Cù Vận Lam nhìn Triệu Quốc Đống, khó trách có thể làm tan chị mình. Người đàn ông đó không có sức hấp dẫn đặc biệt là không thể, nhất là người đàn ông còn ít hơn chị cô vài tuổi. Cù Vận Bạch vẫn ghét người đàn ông không chín chắn, mà tên này lại còn trẻ hơn vài tuổi mà. Ồ, nên gọi chị là giám đốc Cù hay là Vận Lam tỷ? Triệu Quốc Đống cười nói, một bên rót trà cho đối phương. Cù Vận Bạch đã sớm nói với hắn là em gái cô mũi rất thính, thoáng cái nhìn ra vấn đề. Quan hệ của hắn và Cù Vận Bạch sợ không giấu được cô gái này, Triệu Quốc Đống cũng không để ý và không cần giấu. Không cần biết sau này Cù Vận Bạch tính như thế nào. Ít nhất bây giờ cô chưa lấy chồng, hắn chưa lấy vợ, ở bên nhau cũng không ai có thể nói gì cả. Cù Vận Bạch cũng chỉ hơn hắn vài tuổi mà, qua lại cũng không vi phạm đạo đức. Anh gọi chị tôi là gì? Mắt Cù Vận Lam sáng lên. Tôi gọi là Vận Bạch. Triệu Quốc Đống thuận miệng mà nói. Cù Vận Lam cười cười đầy ẩn ý mà nói. Vận Bạch, tôi hình như chưa nghe ai gọi chị ấy như vậy. Bây giờ chị không phải nghe thấy rồi sao? Chuyện gì chẳng có lần đầu. Triệu Quốc Đống hỏi lại một câu. Ừ, nói cũng đúng. Chủ tịch Triệu, tôi không thể không phục sức hấp dẫn của anh, có thể làm tan trái tim chị tôi. Hơn nữa anh còn ít tuổi hơn chị tôi, anh chắc không biết chị tôi không thích thanh niên không chín chắn chứ. Chị Vận Lam, sức hấp dẫn của tôi rất đặc biệt, một hai ngày sau có thể thấy hết. Càng tiếp xúc thì chị càng thấy tôi hơn người. Vận Bạch vì như vậy mà mắc câu đó. Cù Vận Lam này đúng là biết ăn mặc, hắn xuống công trường vài lần. Cù Vận Lam dù mặc đồ bảo hộ cũng khiến nam công nhân phải nhìn tới. Mà khi cô mặc chiếc váy công sở màu lam này thì đúng là quá đẹp. Cổ, ngực, eo, mông, chân đều lộ rõ toàn bộ vẻ đẹp của nó.
Ha ha, Chủ tịch Triệu nói giỏi quá. Được rồi, nói chuyện công việc chứ. Cù Vận Lam vội vàng nghiêm túc nói. Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi tới để bàn với huyện một chút. Công ty chúng tôi chuẩn bị xây dựng khách sạn, nhà hàng bên ngoài Kỳ Lân Quan. Bởi vì liên quan đến việc dùng đất và rừng nên chúng tôi muốn nói trước với huyện, mong huyện ủng hộ. Ừ, nói dự định của bên chị ra xem. Triệu Quốc Đống gật đầu cầm bút ra. Chúng tôi dự định như sau. Triệu Quốc Đống kiên nhẫn nghe kế hoạch của công ty khai thác du lịch. Chủ tịch Triệu, đây là quy hoạch sơ bộ của chúng tôi. Nghe giám đốc Đào nói anh có những ý tưởng độc đáo trong việc khai thác du lịch, tôi cũng nghe chị tôi nói ánh mắt độc đáo của anh trong làm việc này nên giám đốc Đào bảo tôi đến bàn với anh, nghe ý kiến của anh. Ừ, tôi nói thẳng luôn, ý tưởng xây dựng khách sạn 3 sao ở khu du lịch là tất nhiên. Nhưng theo ý kiến cá nhân tôi không nhất định phải làm ngay bây giờ. Thứ nhất, xây dựng một khách sạn du lịch 3 sao sẽ cần tài chính rất lớn, thứ hai thu nhập ban đầu không được bao nhiêu. Tôi biết công ty muốn dựa vào khách sạn này mà tạo thương hiệu cho khu du lịch, nhưng về lâu về dài thì tôi thấy để ở giai đoạn thứ hai thì thích hợp hơn. Cù Vận Lam lẳng lặng nghe đối phương nói. Không biết chị Vận Lam đã nghe nói hình thức du lịch thanh niên và ở trong nhà dân chưa? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi nói. Cù Vận Lam gật đầu nói. Tôi biết, chẳng qua cách này lưu hành ở nước ngoài hơn, trong nước chúng ta chưa mấy nơi áp dụng. Hơn nữa không thích hợp với chúng ta bây giờ. Tôi không phải nói khu du lịch sẽ lấy hình thức này làm chính. Tôi cảm thấy công ty nên nghĩ thoáng hơn một chút, hơn nữa đừng nóng lòng mong thành công. Ở đây khác với Lưu Hoa Cốc An Sương, khu du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân dù là về hoàn cảnh, quy mô hay lịch sử văn hóa đều vượt xa. Bây giờ chúng ta cần làm là tạo danh tiếng cho khu du lịch, không chỉ ở tỉnh An Nguyên mà phải ở các tỉnh lân cận, thậm chí cả nước, cả thế giới. Mới đầu không nên hy vọng thoáng cái là tạo danh tiếng được như ở Cửu Long Câu hoặc Lư Sơn, nó cần thời gian dài. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ cần làm mấy nhà nghỉ có cấp độ vừa phải nhưng quy mô lớn. Khi lượng du khách tăng lên thì mới nên suy nghĩ xây dựng khách sạn sang trọng. Thêm hình thức du lịch thanh niên sẽ thu hút được du khách người nước ngoài. Mặc dù mới đầu chưa có hiệu quả cao nhưng nó sẽ có tác dụng tăng danh tiếng khu du lịch lên rất lớn. Nhất là khi du khách người nước ngoài tăng lên thì chúng ta có thể tiến thêm các dịch vụ khác. Người này bảo sao không được giám đốc Đào và chị mình không ngừng khen. Cù Vận Lam cũng phải thừa nhận đối phương nắm bắt khá chuẩn về thị trường du lịch trong nước và quốc tế, làm như thế nào lợi dụng và hấp dẫn du khách người nước ngoài, sau đó tăng lên danh tiếng khu du lịch. Quyển 5, chương 8-14, mưa gió sắp tới. Triệu Quốc Đống và Cù Vận Lam bàn nhau gần 2 tiếng mới xong. Cù Vận Lam thậm chí không có thời gian quan tâm chuyện của chị mình và Triệu Quốc Đống. Điều này làm Triệu Quốc Đống thở phào nhẹ nhõm. Làm lãnh đạo không cần biết về kỹ thuật chuyên môn mấy, dù sao có các phòng ban chuyên môn phụ trách rồi mà. Chẳng qua nếu anh không biết gì thì người khác dễ lừa anh là không ổn. Cuộc đàm phán với công ty Đại Hoa cùng công ty Tam Điệp coi như kết thúc. Trên thực tế sau khi công ty Đại Hoa ký kết, công ty Tam Điệp đầu hàng là bình thường. Không có lý gì công ty Đại Hoa nhận điều kiện của huyện thì công ty Tam Điệp lại đứng ngoài chống đối được. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận rõ Mai Anh Hoa không hài lòng với mình. Chỉ là đối phương ngại mình mới là quyền chủ tịch huyện nên còn nhịn. Triệu Quốc Đống hiểu mâu thuẫn giữa mình và đối phương dần tích tụ. Nếu mình không có biện pháp hóa giải thì chỉ sợ khi đối phương được bầu làm chủ tịch huyện thì sẽ dẫn lên ngọn lửa cháy lớn. Chẳng qua hắn cũng không cố sức đi giải thích làm gì. Trên thực tế hắn biết đối phương không hài lòng không phải là điều kiện với hai công ty kia, mà là mình không dựa theo yêu cầu của đối phương mà đàm phán. Có lẽ theo đối phương thấy hắn không coi trọng đối phương. Mà việc đàm phán thành công với hai công ty kia khiến Mai Anh Hoa thấy y mất mặt. Lão Vương xem ra tốc độ bên Lão Quế không chậm, công ty Tinh Hán xem ra chắc sang năm là tiếp khách được. Ha ha, đây là việc tốt, mở cửa tiếp khách trước một ngày thì huyện ta sớm thấy hiệu quả, Mã Thủ và Kỳ Lân sớm có tiền. Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, Chủ tịch Triệu, chúng tôi không dám chậm mà. Công ty Tinh Hán nói có thể sớm dọn sạch một ngọn núi là bọn họ cho chúng tôi thêm vài nhân công, ngày sau quân nhân xuất ngũ của xã tôi xuất ngũ đều muốn được vào công ty làm thuê mà. Quế Toàn Hữu cười nói. Bên Bí Thư Vương xem ra còn tích cực hơn chúng tôi. Việc này chúng tôi đã giao cho thôn để làm đường, mỗi thôn đều có thể được vài người vào công ty, trên thị trấn cũng có mấy người. Như vậy còn tăng thu nhập của dân chúng, ai mà không tích cực. Vương Nhị Khải chắp tay sau lưng đi theo Triệu Quốc Đống mà nói.
Lão Quế, tôi nghe nói công ty chuẩn bị xây dựng khách sạn lớn ở cạnh Kỳ Lân Quan thì phải. Tôi cũng nghe nói thế nhưng có vẻ lại có biến hóa nên không rõ, tình hình cụ thể chưa biết. Quế Toàn Hữu lắc đầu nói. Bí thư Vương, trong xã chúng tôi có mấy người từ ngoài kiếm được tiền quay về xã muốn xây dựng nhà hàng bên ngoài khu vực Kỳ Lân Quan. Nghe nói bọn họ đang liên lạc với mấy người có tiền ở thị trấn Mã Thủ để làm một khách sạn quy mô vừa phải. Lão Quế, xem ra lần này xã Kỳ Lân phát đạt rồi. Chỉ riêng mảnh đất bên ngoài Kỳ Lân Quan được phát hoang thì xã cũng được không ít rồi. Các anh coi như sống rồi. Vương Nhị Khải chép miệng nói. Bên Mã Thủ tôi có lẽ phải đợi sang giai đoạn thứ hai mới có chuyện tốt này. Ha ha, cái này không phải nhờ phức của anh sao? Hơn nữa xã Kỳ Lân không phải dưới sự lãnh đạo của đảng ủy khu sao? Mà anh còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu sao? Quế Toàn Hữu cười nói. Hơn nữa vừa rồi chủ tịch Triệu không phải nói hiệu suất của công ty Tinh Hán rất cao sao? Xem ra nhiều nhất năm sau là núi Hốt Luân sẽ toàn diện khai thác. Ừ, đây là nhờ có chủ tịch Triệu, nếu không xã, thị trấn chúng ta làm sao có may mắn như vậy? Vương Nhị Khải lấy lòng mà cười nói. Chủ tịch Triệu, hai hôm trước khi họp lão viên ngồi nói chuyện với tôi. Xã Lương Sơn và Đãng Khê bọn họ đều mong chờ cuối năm số tiền 4 triệu mà công ty giao cho huyện rồi chia cho bọn họ một phần. Tôi khuyên anh ta đừng hy vọng, cuối năm huyện có bao phòng ban cần tiền, còn có thể đến lượt chúng ta sao? Có thể xác thực thuộc khu du lịch đã là may rồi. Chẳng lẽ anh ta còn có thể chạy tới ép bí thư La sao? Viên Nhiễm Bằng là bình thường đảng ủy khu Phổ Độ kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Phổ Độ. Khu du lịch mặc dù không nằm trong địa bàn thị trấn Phổ Độ nhưng lại lấy một ít núi rừng của hai xã Lương Sơn và Đãng Khê trong khu. Theo quyết định của hội nghị huyện ủy, ủy ban huyện thì sau này nếu như huyện đạt cổ tức từ công ty khai thác du lịch, như vậy bốn xã, thị trấn Mã Thủ, Kỳ Lân, Lương Sơn, Đãng Khê đều có thể được 15%, 10%, 5%, 5% trong tổng số tiền mà huyện thu được. Mà điều khoản này cũng là do Triệu Quốc Đống cố gắng giúp bốn xã, thị trấn có được. Vì thế lúc ấy hắn còn tranh cãi với chủ tịch huyện La Đại Hải. Nhưng sau khi truyền ra khiến bên Phổ Độ cảm kích Triệu Quốc Đống, cho rằng hắn có thể lo lắng cho khó khăn ở cơ sở, nói chuyện giúp cán bộ cơ sở. Tôi nhớ kỹ lúc ấy trong hội nghị cũng không nói gì về phân chia tiền hai năm đầu. Chủ tịch Triệu, có phải không có phần của chúng tôi không? Quế Toàn Hữu xem ra cũng chú ý đến khoản tiền này. 4 triệu không phải con số nhỏ, nếu theo tỷ lệ kia thì xã Kỳ Lân có thể được 400 ngàn, như vậy có thể làm bao chuyện. Cuối năm cán bộ có tiền thưởng, hỗ trợ dân nghèo, an ủi cán bộ về hưu và quân nhân xuất ngũ. Tất cả không vấn đề gì, đương nhiên Quế Toàn Hữu cũng biết muốn nhằm vào số tiền này cũng khá khó khăn. Lão Quế, tôi biết anh đang muốn tìm chủ tịch Triệu để lấy số tiền này. Chẳng qua tôi thấy không được đâu, không nói theo tỷ lệ trong hội nghị. Dù là chỉ được 85%, không 70% trong số đó thì tôi cũng cảm thấy thỏa mãn rồi. Vương Nhị Khải nhìn Triệu Quốc Đống. Hai tên này coi như là muốn đả động xem suy nghĩ của vị phó chủ tịch thường trực phụ trách tài chính này. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Hai vị này diễn kịch trước mặt mình là mong số tiền kia, nhưng tiền này trong hội nghị không ghi rõ ràng là dựa theo tỷ lệ cổ tức mà chia cho bốn xã, thị trấn kia hay không. Có lẽ dù là La Đại Hải hay Mai Anh Hoa cũng không đồng ý phân phối theo phương án này. Lão Vương, Lão Quế, hai người các anh đừng đóng kịch trước mặt tôi. Tôi bây giờ phụ trách tài chính nhưng phân phối khoản tiền lớn này tôi có thể làm chủ sao? Các anh nghĩ xem dù là chủ tịch Mao hay bí thư La đều không làm chủ được, cần đưa ra hội nghị thường ủy nghiên cứu. Hơn nữa tôi đoán hơn phân nửa cũng không thông qua. Ha ha, chủ tịch Triệu, chúng tôi cũng biết không đơn giản nhưng ngài phải kêu thay chúng tôi. Trong hội nghị thường ủy cũng được, hội nghị thường trực ủy ban cũng được, ngài không nói chuyện giúp chúng tôi thì ai nói giúp? Chẳng lẽ quyền chủ tịch huyện nói sao? Quế Toàn Hữu nói. Ồ, Lão Quế, thái độ của anh là không được rồi. Sau khi thị xã lên cấp sẽ tiến hành đại hội đại biểu nhân dân cấp huyện. Quyền chủ tịch huyện thì sao, đó chỉ là trình tự mà thôi. Lão Quế, tôi nhắc anh nếu có thái độ này sẽ chịu thiệt đó. Triệu Quốc Đống có chút cảnh giác. Mặc dù hắn không hợp với Mai Anh Hoa nhưng là cán bộ đảng viên thì nguyên tắc tổ chức không được thay đổi. Quế Toàn Hữu nhìn Vương Nhị Khải đang không tỏ vẻ gì rồi hừ một tiếng không nói gì nữa. Vương Nhị Khải thấy Triệu Quốc Đống nhìn tới mình liền ho khan một tiếng mà nói. Lão Quế, nói chuyện thì anh phải chú ý một chút, đừng để người ta hiểu lầm. Chủ tịch Triệu,
Hai hôm trước tôi cùng Bí Thư Phương ngồi nói chuyện trong đảng ủy khu, tôi thấy tâm trạng Bí Thư Phương khá tốt. Tôi vốn nghĩ quyền chủ tịch Mai được điều từ Tào Tập tới và làm Bí Thư Phương không lên chức thì sẽ bực bội, vậy mà không nhìn ra chút nào. Xem ra chúng tôi lấy Dạ tiểu nhân mà đoán rồi. Ừ, chủ tịch Mao tới đúng là làm mọi người khó hiểu. Nghe nói trong hội nghị thường vụ thị ủy cũng tranh luận kịch liệt. Chủ yếu là do Bí Thư Phương làm ở Hoa Lâm nhiều năm nên có lẽ thị ủy suy nghĩ và muốn điều Bí Thư Phương tới nơi khác. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết cuộc tranh đoạt ở hội nghị thường vụ thị ủy. Trương Thiên Phóng dựa vào Kỳ Dư Hồng nên tạo thành phản ứng dây chuyền. Chủ tịch Triệu, đơn giản như vậy sao? Cán bộ bản địa tiến lên là bình thường mà. Trước đây tôi không thấy ai nói tới nguyên tắc này, sao tới lượt Bí Thư Phương lại nói ra nguyên tắc này? Vương Nhị Khải cuối cùng không nhịn được mà nói. Tôi không phải là bất bình thay cho Bí Thư Phương, chỉ là cảm thấy mỗi lần huyện Hoa Lâm điều chỉnh cán bộ quan trọng đều điều từ ngoài tới. Lần này Bí Thư Châu đi Bí Thư La lên, nguyên nhân chủ yếu là do Bí Thư La đến tuổi, không tiện điều chỉnh. Nếu không chỉ sợ lại điều một người từ ngoài vào, Bí Thư La 2 năm nữa là tới, nhưng Bí Thư Phương lại bị người từ Tào Tập chèn ngang. 2 năm sau quyền chủ tịch Mai không phải thuận lợi lên làm Bí Thư huyện ủy sao? Chẳng lẽ nói Hoa Lâm không thể sinh ra cán bộ lãnh đạo sao? Quyền 5, chương 85, cây muốn lặng. Triệu Quốc Đống mơ hồ ngửi ra gì đó không bình thường. Vương Nhị Khải và Quế Toàn Hữu có quan hệ tốt, có thể nói đây là nguyên nhân bọn họ có thể ngồi vững. Mặc dù do có Châu Trì Trường nhưng cũng có liên quan với Phương Trì Quốc. Bây giờ hai người này không thể nào nói như vậy chỉ vì bất bình thay cho Phương Trì Quốc, trong này nhất định có vấn đề. Lão Vương, các anh có phải có ý kiến với Chủ tịch Mai không? Có ý kiến gì thì có thể thông qua con đường bình thường mà phản ánh. Nếu thấy tôi không đủ tư cách thì có thể trực tiếp phản ánh với Bí Thư La. Triệu Quốc Đống cũng biết nói chỉ cho có nhưng không thể không nói. Tuyệt đối không nên phát biểu những lời không đúng kỷ luật. Chủ tịch Triệu, tôi và Bí Thư Vương đều là đảng viên lão thành, sao có thể làm chuyện đó? Quế Toàn Hữu vội vàng nháy mắt với Vương Nhị Khải ra hiệu đối phương cẩn thận khi nói chuyện. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng đầu óc quá linh hoạt, sơ hở là lộ ra ngay. Ha ha, Lão Quế nói đúng, tôi và Lão Quế là cán bộ được bồi dưỡng nhiều năm, chúng tôi tuyệt đối không làm chuyện vi phạm pháp luật. Vương Nhị Khải cười nói. Chủ tịch Triệu yên tâm, ngài còn không tin tôi và Lão Quế sao? Hừ, đừng có ra vẻ trước mặt tôi. Thị xã sắp lên cấp, Chủ tịch Mai vừa tới, các anh cũng nên xin chỉ thị và báo cáo công việc nhiều vào, đừng gây phiền phức cho tôi. Triệu Quốc Đống không quá để ý đến việc này. Hai người bọn họ đều là cán bộ lâu năm, có lẽ không quen với tác phong làm việc của Mai Anh Hoa mà thôi. Nếu không phải việc Phương Trì Quốc có lời nói khá lớn ở Hoa Lâm thì cũng không khiến cán bộ Hoa Lâm có ý kiến. Chủ tịch Mai ở Tào Tập nghe nói hay thích thổi nửa, sao sang chúng ta vài tháng mà không có động tĩnh gì nhỉ? Công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa đều do Chủ tịch Triệu kéo về, có quan hệ gì với y? Chẳng qua tôi thấy Chủ tịch Mai khá chú ý. Vài hôm là tới hai công ty này thị sát, trên TV đều thấy y quan tâm tới sự phát triển của các công ty, coi trọng thu hút đầu tư như thế nào. Nhưng có thấy y mang tới hạng mục nào cho Hoa Lâm đâu. Quế Toàn Hữu nhỏ giọng nói. Lão Quế, anh nói không công bằng rồi. Chủ tịch Mai đến mới mấy ngày, chưa kịp quen thuộc tình hình. Anh còn hy vọng Chủ tịch Mai biến ra công ty nào sao? Triệu Quốc Đống lắc đầu nói. Tôi thấy suy nghĩ của các anh không đúng. Có thái độ bài xích với cán bộ không phải người Hoa Lâm. Tổ chức chọn cán bộ là có cái lý của nó. Chủ tịch Mai cũng tốt, Bí Thư Phương cũng tốt, tổ chức bố trí như vậy là có lý. Tôi không phải người Hoa Lâm, các anh chẳng lẽ cũng nói sau lưng tôi sao? Không có chuyện đó, Chủ tịch Triệu, ngài mặc dù không phải người Hoa Lâm, nhưng ngài tới thật sự cống hiến cho Hoa Lâm, không phải là quan đến ngồi cho có, điểm này tôi và Bí Thư Vương đều thấy rõ ràng. Cán bộ nông thôn chúng tôi ngồi với nhau đều nói chuyện về ngài nhưng có ai nói bậy đâu. Ngoài việc ngài trẻ ra, còn đâu hy vọng ngài có thể ở Hoa Lâm lâu một chút. Quế Toàn Hữu vội vàng nói. Đúng thế, Chủ tịch Triệu, Hoa Lâm có 6 khu, 25 xã, thị trấn, ngài làm việc thì dân chúng ở nông thôn đều thấy. Mắt dân chúng sáng như tuyết, đương nhiên biết ai thực sự làm việc cho bọn họ. Vương Nhị Khải cũng nói. Được rồi, đừng khen tôi. Chẳng qua chỉ là chạy nhiều và nói nhiều một chút, tôi chỉ có một mình thì làm được bao việc, tôi tự biết bản thân mình, các anh đừng có chuốc tôi. Triệu Quốc Đống xua tay nói. Ha ha, ngài không hiểu lầm là tốt rồi,
Cuộc sống còn dài, ngài sẽ cảm nhận được sự cương trực của cán bộ Hoa Lâm chúng tôi. Vương Nhị Khải nói đầy ẩn ý. Tôi nghe Chủ tịch Mai ở bên Tào Tập cũng không tốt như vậy. Trụ sở dược liệu toàn là nói quá, nhưng thực ra hai công ty thuốc lớn vẫn chưa tới đầu tư, nghe nói nguyên nhân chủ yếu là giá cả thuê đất mâu thuẫn. Hai công ty thuốc muốn giá thấp, hơn nữa khi thu mua dược thảo cũng chọn này chọn kia, không có lợi cho hộ nông dân, khá mạo hiểm. Ồ, Triệu Quốc Đống ngẩn ra, hắn không ngờ Vương Nhị Khải biết mấy tin này. Hắn cũng mơ hồ nghe nói bên Tào Tập tuyên truyền hai công ty kia chủ yếu là do quảng cáo, trên thực tế chưa có công ty nào thực sự tới đó. Nhưng đây cũng là thành tích của Mai Anh Hoa, điều này làm cả thị xã xôn xao. Chủ tịch Triệu chẳng lẽ không biết hay giả vờ không biết? Quế Toàn Hữu cười hì hì nói. Được rồi, Lão Quế, Lão Vương, chuyện tòa tập không liên quan với chúng ta. Các anh ít quan tâm tới chuyện này đi. Mọi người làm tốt công việc trong tay mình là được. Triệu Quốc Đống chuyển đề tài. Đại hội Ninh Lăng lên cấp được tổ chức long trọng, thị xã Ninh Lăng lấy dòng Ô Giang làm ranh giới, phía Tây mệnh danh là quận Tây Giang, phía Đông được lấy tên là quận Đông Giang. Lúc trước hầu hết tinh hoa của quận Ninh Lăng trước đây về cơ bản ở quận Tây Giang. Quận Tây Giang có 660.000 dân, 450.000 dân còn lại ở quận Đông Giang. Mặc dù ai đi, ai ở diễn ra sự tranh cãi nhưng thị xã Ninh Lăng coi như đã lên thành cấp 2. Nguyên chủ tịch quận Ninh Lăng trước đây được điều tới quận Đông Giang làm bí thư quận ủy, mà bí thư quận ủy Ninh Lăng trước đây điều tới quận Tây Giang làm bí thư. Công văn bổ nhiệm của tỉnh ủy đã chính thức chuyển xuống, Kỳ Dư Hồng là bí thư thị ủy, Mạch Gia Huy, thị trưởng. Mục Cương, phó bí thư thị ủy kiêm chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Kim Vĩnh Kiệt, Trương Thiên Phóng, Mao Bình, Nghiêm Lập Dân, Tôn Nghĩa Phu, Chu Xuân Tú, Vưu Liên Hương là thường vụ thị ủy, sau đó việc phân công các thường vụ cũng đã có. Trương Thiên Phóng là trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy. Mao Bình là trưởng ban tuyên giáo, Nghiêm Lập Dân, bí thư đảng ủy cục công an, Vưu Liên Hương, trưởng ban thư ký thị ủy. Trong các thường vụ chỉ có Kim Vĩnh Kiện và Chu Xuân Tú là không rõ ràng nhưng ai cũng biết chức vụ của bọn họ là gì. Ngay sau đó Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ninh Lăng được diễn ra một cách thắng lợi. Trong đại hội đã bầu Mạch Gia Huy làm thị trưởng, phó thị trưởng là Kim Vĩnh Kiện, Chu Xuân Tú, Hàn Phong, Mạnh Nguyên, Lý Đại Phú và Phó Quyên. Triệu Quốc Đống vào văn phòng Uông Minh Hy thì thấy đối phương đang chăm chú đọc nhật báo Ninh Lăng. Hắn đoán đối phương cũng đang xem mấy lãnh đạo được lựa chọn sau Đại hội đại biểu nhân dân thị xã Ninh Lăng. Thời gian này Uông Minh Hy khá tích cực, xem ra muốn tranh chức phó chủ tịch huyện một tháng sau. Căn cứ bố trí của ban tổ chức cán bộ thị ủy, Uông Minh Hy và Hoàng Thiết Thần được vào danh sách khảo sát. Nhưng rốt cuộc có biến hóa hay không? Hay là có thể điều người từ huyện khác tới hay không thì không rõ. Lão Uông, đang quan tâm chuyện quốc gia sao? Triệu Quốc Đống cười nói. Ha ha, Chủ tịch Triệu, không phải chuyện quốc gia gì cả, mà là chuyện lớn của Ninh Lăng chúng ta. Ít nhất tôi cũng phải xem quan chức chính quyền thay đổi hay không chứ. Nếu không tôi không phải tránh văn phòng đủ tư cách. Uông Minh Hy cười nói. Sau khi biết mình vào danh sách khảo sát, tâm trạng Uông Minh Hy đã thay đổi một chút. Khi xuống cơ sở thì cán bộ bên dưới kính trọng y hơn nữa, trước mặt lãnh đạo huyện cũng tự tin hơn. Thay đổi này của Uông Minh Hy làm Triệu Quốc Đống có chút buồn cười. Nếu thuận lợi thông qua Đại hội đại biểu nhân dân thì Uông Minh Hy đúng là tiến bước khá dài. Lão Uông, đổi nồi không đổi thuốc, vẫn là những người đó mà. Ừ, hình như có chút thay đổi. Trưởng ban thư ký Chu trước đây bây giờ thành thị trưởng Chu, còn thêm một thị trưởng Phù. Lão Uông, thị trưởng Phù có lẽ mới hơn 30 phải không? Đúng là còn trẻ quá. Triệu Quốc Đống nói. Thị trưởng Phù vẫn làm phó cục trưởng cục giáo dục, bằng cấp cao, người khiêm tốn, tôi tiếp xúc hai lần thấy cũng được. Uông Minh Hy gật đầu nói. So sánh với các phó thị trưởng khác thì ít hơn trên 5 tuổi. Đương nhiên so sánh với chủ tịch Triệu thì không thể gọi là còn trẻ. Chờ khi chủ tịch Triệu biến thành thị trưởng Triệu thì có lẽ còn trẻ hơn nữa. Uông Minh Hy nói lời này mà không khỏi than thở trong lòng. Mình hơn 40 mới thành phó chủ tịch huyện mà đã cố sức lắm rồi. Vậy mà người này mới 25 đã là phó chủ tịch thường trực. Được rồi Lão Uông, phó thị trưởng và phó chủ tịch huyện khác nhau rất lớn mà, có lẽ cả đời không thể bước qua. Anh đừng trêu tôi. Triệu Quốc Đống cười cười, lời của Uông Minh Hy có chứa vẻ ghen ghét thì hắn cũng mơ hồ nghe được. Chủ tịch Triệu, xem ra trên tỉnh muốn tăng cường sử dụng nữ cán bộ. Bây giờ trong thường vụ thị ủy thì có trưởng ban thư ký Vưu Liên Hương từ tỉnh phái xuống.
trong lãnh đạo thị xã chúng ta có 3 nữ đồng chí. Phụ nữ có thể chống trời bắt đầu thể hiện ở Ninh Lăng ta. Uông Minh Hy nhìn vào lý lịch sơ lược của mấy vị thường vụ thị ủy mà nói. Quyền 5, chương 86, cây muốn lặng 2. Triệu Quốc Đống hơi động tâm, hắn vốn nghĩ Hùng Chính Lâm có thể sẽ tới đây làm thị trưởng nhưng cuối cùng không được. Hùng Chính Lâm về ủy ban kỷ luật tỉnh ủy làm phó chủ nhiệm, coi như đúng nguyện vọng của y. Trên thực tế Hùng Chính Lâm thích hợp công tác ở ủy ban kỷ luật hơn. Hùng Chính Lâm nói thích ngồi trong bóng tối nhìn chằm chằm mọi người chạy trong quan trường, chờ khi bọn họ lộ ra sơ hở thì y sẽ như con rắn độc cắn cho đối phương một miếng, đẩy đối phương vào địa ngục. Thái Chánh Dương và hắn từng trêu tâm lý đen tối này của đối phương. Nói đây là y lúc còn nhỏ chịu đau khổ gì đó về tâm hồn, chính xác mà nói là bị tổn thương bởi quan chức, cho nên mới căm ghét quan chức. Nhưng Hùng Chính Lâm không thừa nhận sự vụ oan này, bảo Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống đều là người sợ giám sát. Mặc dù bây giờ chưa túm được sơ hở của Thái Chánh Dương và Triệu Quốc Đống, nhưng một khi nắm giữ được thứ gì đó thì y sẽ như mèo vờn chuột chơi hai người tới chết. Triệu Quốc Đống cũng mơ hồ biết Hùng Chính Lâm cũng không hề bình tĩnh như bề ngoài. Từ Thái Chánh Dương, hắn mơ hồ biết Hùng Chính Lâm được một vị phó chủ nhiệm ủy ban kỷ luật trung ương coi trọng. Ít nhất trong 1-2 năm qua khi Triệu Quốc Đống gọi cho Hùng Chính Lâm thì đối phương toàn ở Bắc Kinh. Hùng Chính Lâm vào tháng 10 được điều về ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, Triệu Quốc Đống vì thế đã lên An Đô để chúc mừng Hùng Chính Lâm. Mặc dù hắn đã rời khỏi An Đô nhưng hắn quyết không bỏ qua các mối quan hệ ở đây. An Đô vĩnh viễn là trung tâm chính trị của tỉnh, bất cứ hành động nào ở đây đều sẽ truyền ra khắp tỉnh. Vưu Liên Hương và Đỗ Lực là nhân viên đắc lực của Hùng Chính Lâm khi người này ở ủy ban kỷ luật An Đô. Triệu Quốc Đống có thể khẳng định Vưu Liên Hương tới làm thường vụ thị ủy, trưởng ban thư ký thị ủy Ninh Lăng nhất định có Hùng Chính Lâm đứng sau lưng. Từ cấp huyện lên cấp phó giám đốc sở là một cửa rất khó khăn với hầu hết cán bộ. Vưu Liên Hương là nữ cán bộ muốn đi qua càng khó hơn. Triệu Quốc Đống thậm chí dám chắc chức vụ của Đỗ Lực cũng thay đổi. Chẳng qua hắn đến Hoa Lâm lâu như vậy nên không hiểu mấy về điều chỉnh ở An Đô. Vưu Liên Hương xuất hiện trong lãnh đạo thị ủy là một dấu hiệu cho thấy tỉnh ủy bắt đầu chú ý phân chia quyền lợi ở Ninh Lăng. Kỳ Dư Hồng là bí thư thị ủy cần phải giữ được uy tín, đó là ý đồ của tổ chức. Mạch Hệ mất đi một người là tất nhiên. Đối với Triệu Quốc Đống mà nói thì đây là tin tức khá tốt. Ít nhất Vưu Liên Hương biết quan hệ của hắn và Hùng Chính Lâm, như vậy sẽ không vấn đề gì. Sau khi công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa ký hạng mục với Hoa Lâm, việc thu hút đầu tư năm nay của Hoa Lâm đã vượt qua Tào Tập và Tây Giang mà đứng đầu toàn thị xã. Đầu tư ban đầu của hai công ty kia đều trên 15 triệu, thêm công ty khai thác du lịch Kỳ Lân Quan, núi Hốt Luân với vốn đầu tư 50 triệu khiến Hoa Lâm đạt gần 100 triệu, vượt xa Tào Tập và Tây Giang. Vấn đề bảo vệ môi trường của hai công ty được giải quyết, Triệu Quốc Đống liền chú tâm vào công việc sâu hơn nữa. Hai công ty này đều có năng lực khai thác tốt, cả về da cừu, xương, lông đều được tận dụng. Mà Phó Chủ tịch Trương Nghiễm Lan sau lần thị sát đó đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Sở Khoa học Công nghệ tỉnh chú trọng vào khu thí nghiệm khoa học kỹ thuật nông nghiệp Hoa Lâm, cũng có hứng thú với đảo Mi Hầu ở khu Hà Khẩu. Triệu Quốc Đống còn đầy dã tâm muốn lôi kéo một công ty chế biến nước hoa quả nổi tiếng quốc gia tới. Bây giờ đảo Mi Hầu của mấy xã, thị trấn phía nam Hoa Lâm mặc dù không có chất lượng quá tốt nhưng lại hơn chỗ chưa được khai thác, có thể dùng để làm nước ép hoa quả. Nhất là nó là thực phẩm sạch, không ô nhiễm môi trường. Triệu Quốc Đống thông qua Kiều Huy liên lạc với bạn ở bên Phúc Kiến và Quảng Đông một số bạn trong ngành chế biến nước ép hoa quả, mời bọn họ tới Hoa Lâm khảo sát. Kiều Huy mặc dù đã về An Nguyên nhưng vẫn có không ít bạn bên đó. Qua liên hệ đã làm vài công ty có hứng thú với thị trường nội địa ở Hoa Lâm này. Lão Mễ, nhà đầu tư khảo sát thế nào rồi? Triệu Quốc Đống nhìn Mễ Phong Hằng, bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu kiêm bí thư đảng ủy thị trấn Hà Khẩu mà nói. Chủ tịch Triệu, cũng được. Người Phúc Kiến mặc dù nói chuyện tôi nghe không hiểu mấy nhưng xem ra bọn họ rất có hứng thú. Đi đến ba xã và lên tận núi xem đào Mi Hầu cùng Dưa Lê, trừ việc không hài lòng với giao thông Hà Khẩu ra thì không nói gì khác. Mễ Phong Hằng cười cười xoa xoa tay xem ra là vừa từ Hà Khẩu về, dưới chân còn có chút đất dính. Bọn họ đi rồi chứ? Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Mấy nhà đầu tư này thực ra không liên quan đến ngành của Kiều Huy, nhưng tên này quan hệ rộng nên cũng có quen biết ngành này. Chưa, tôi đã đưa bọn họ tới khách sạn Hoa Lâm ở. Nghe nói bọn họ còn muốn gặp mặt lãnh đạo huyện vào ngày mai, không biết bọn họ dự định như thế nào. Mễ Phong Hằng cũng không khách khí.
một bên nhận thuốc mà Triệu Quốc Đống đưa tới, một bên ngồi xuống mà nói. Chủ tịch Triệu, tôi thấy đám người này không giống hai nhóm người trước. Bọn họ rất chăm chú xem xét hiện trường, chất lượng lê và đào. Có ý là tốt rồi, chỉ sợ người ta tới xem một chút rồi vỗ mông rời đi. Chúng ta chỉ có thể mở to mắt và lắc đầu. Triệu Quốc Đống và Mễ Phong Hằng đã quen thuộc rất nhiều. Sau khi quốc lộ Bồng Hoa được khởi công, Mễ Phong Hằng suốt ngày chạy tới văn phòng của Triệu Quốc Đống, hy vọng đoạn ở Hà Khẩu sớm thi công, sợ dừng ở đoạn khu Mã Thủ. Đến khi công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác quốc lộ Bồng Hoa thành lập thì Mễ Phong Hằng mới yên tâm. Mễ Phong Hằng làm bí thư đảng ủy khu Hà Khẩu được vài năm, người này tuổi cũng đã cao, tính cách hơi mềm yếu ra thì cũng là người tốt bụng. Năng lực mặc dù không bằng Vương Nhị Khải, Quế Toàn Hữu nhưng lại nổi tiếng thanh liêm, có uy tín lớn ở khu Hà Khẩu. Ừ, tôi đã nói chuyện với bọn họ. Đoạn quốc lộ Hà Khẩu rất nhanh hoàn thành, bắc có quốc lộ 915, nam thông tới Bồng Sơn, giao thông thuận tiện, chính quyền địa phương toàn lực ủng hộ bọn họ phát triển ở đây. Mễ Phong Hằng chép miệng nói. Phải xem bọn họ có ý không đã. Lão Mễ, đừng quá lo lắng. Hà Khẩu là bảo tàng, sợ gì có người tới khai thác. Triệu Quốc Đống cười nói. Tôi dự định liên lạc với Sơn Đông. Bên đó có mấy công ty chế biến thực phẩm khá phát triển, hơn nữa còn xuất khẩu sang Nhật, Hàn, Mỹ, châu Âu, quy mô phổ biến lớn hơn Phúc Kiến. Nếu có thể có một hai công ty vào thì sản nghiệp nước hoa quả của Hà Khẩu sẽ tăng mạnh. Chủ tịch Triệu, chúng tôi chờ không nổi nữa. Nhìn khu Mã Thủ làm tốt như vậy, Phổ Độ cũng có hai xã được dính vào, Tân Bình và Từ Cố thì có trụ sở trồng cỏ, chăn nuôi gia súc. Bây giờ hai công ty Đại Hoa và Tam Điệp xây dựng xong thì các hộ nông dân sẽ bán được bò, cừu, thu nhập tăng không ít. Mà Hà Khẩu chúng tôi chỉ có thể ngồi nhìn. Chủ tịch Triệu, ngài sao không tới sớm 2 năm? Như vậy lão Mễ tôi cũng có thể cùng ngài sắn tay áo mà làm thay đổi bộ mặt của Hà Khẩu. Ha ha, lão Mễ bây giờ bao tuổi? Đừng ra vẻ muốn về như vậy. Dân chúng Hà Khẩu còn cần chúng tôi giúp bọn họ ngày một giàu lên. Triệu Quốc Đống cười nói. Một khi quốc lộ Bồng Hoa thông suốt, tài nguyên của Hà Khẩu có thể đi ra bên ngoài. Ngoài đào và lê thì tôi còn dự định xem có thể phát triển trà đen của Hà Khẩu không. Trà đen của hai xã phía tây của khu rất có tiếng, không kém gì bên Bồng Sơn, nếu như chế biến tốt thì sẽ tạo thành thương hiệu đó. Quyển 5, chương 87, gió chẳng ngừng. Giống tất cả cán bộ, Triệu Quốc Đống bây giờ không hề nghĩ trong đợt đại hội đại biểu nhân dân này sẽ có vấn đề gì xảy ra. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào để khai thác được tài nguyên thiên nhiên của Hà Khẩu. Đoạn quốc lộ Bồng Hoa đi qua Hà Khẩu đang thi công, có lẽ do công tác chuẩn bị trước đó diễn ra khá chậm nên bên Bồng Sơn đang cố gắng đẩy thật nhanh. Muốn hoàn thành xong việc xây dựng quốc lộ Bồng Hoa bên phía Hoa Lâm. Quốc lộ Bồng Hoa một khi thông xe thì ưu thế của khu Hà Khẩu sẽ rõ ràng hơn. Nam có thể thông tới Tân Châu, thậm chí mượn cao tốc An Quế mà thông tới Quảng Tây, ra biển. Bắc có thể qua huyện thành Hoa Lâm tiến vào quốc lộ 915 đến Ninh Lăng, Hồ Nam. Điều kiện ưu việt như vậy đủ để cho thổ sản vẫn giấu trong núi của Hà Khẩu không ngừng đưa ra ngoài, không nắm chắc cơ hội này thì quá đáng tiếc. Bí thư Quế, làm như vậy có phải rất mạo hiểm không? Du Minh Phú do dự một chút rồi nói. Tôi vẫn cảm thấy hành động đó của Bí thư Phương là có ý đồ. Tôi không phải lần đầu nghe Bí thư Phương nói Chủ tịch Triệu là quý nhân của Hoa Lâm ta, trong này nhất định có vấn đề. Tôi cũng có chút lo lắng nhưng Bí thư Vương đã liên lạc với lão Mễ bên Hà Khẩu, việc này bề ngoài không ai thể hiện gì, không ai nói gì. Nhưng tới lúc quan trọng thì chỉ cần ám chỉ một chút là được. Chủ tịch Triệu sẽ không biết gì, dù lãnh đạo cấp trên có điều tra thì cũng bình thường mà. Bây giờ cuộc tuyển cử dân chúng không thể nói là hình thức. Thực sự tiến đến bước đó thì thị xã cũng sẽ không nói được gì. Quế Toàn Hữu có lẽ đang tự an ủi mình. Không đơn giản như vậy đâu. Lời vừa rồi của Bí thư Phương làm tôi thấy hơi chói tai. Y nói Chủ tịch Triệu có chỗ dựa mạnh ở trên thị xã và tỉnh. Điều này tôi tin, Chủ tịch Triệu có quan hệ với cấp trên, nhưng có quan hệ không có nghĩa là anh có thể tùy ý phá vỡ quy định. Tuyển cử trong Đại hội đại biểu nhân dân là thực hiện quy định của tổ chức, tuyệt đối không thể thay đổi. Dù là anh lợi dụng quy định công khai mà phá quy định ngầm, vậy kết quả của anh cũng không tốt. Quan hệ bên trên của anh cũng chỉ có thể nói giúp một chút mà thôi. Việc phá vỡ quy định này tuyệt đối không thể chấp nhận. Quan hệ của Du Minh Phú và Quế Toàn Hữu khá tốt, trước đây đều là giáo viên trong một xã. Du Minh Phú cười nói. Lão Du, anh nói hơi quá rồi. Thể chế đảng Cộng sản được pháp luật bảo vệ,
dù là bản thân đảng cũng không thể vi phạm pháp luật. Thông qua tổ chức tuyển cử để thực hiện ý đồ của tổ chức, đây là cách làm từ trước đến giờ, nhưng cũng không có nghĩa kết quả phải như vậy. Cùng lắm nói là việc tuyển cử bên dưới không được hoàn hảo, không thực hiện ý đồ lãnh đạo cấp trên mà thôi. Chủ tịch Triệu cũng là đảng viên, là cán bộ ưu tú của đảng mà. Lão Quế, đâu đơn giản như anh nói. Du Minh Phú vội vàng nói. Tuyển cử không hoàn thành, không thực hiện ý đồ lãnh đạo là như thế nào? Huyện ủy có trách nhiệm chính trị, không chừng bí thư La sẽ phải lui. Chủ tịch Triệu cũng bị liên quan dù không biết, nếu khi chủ tịch Triệu dính vào thì sẽ bị đẩy sang một chỗ nào đó ngồi không vài năm cũng là bình thường. Quế Toàn Hữu gật đầu và đồng ý với Du Minh Phú. Trên thực tế khi Vương Nhị Khải lộ ý đồ, Quế Toàn Hữu cũng có chút lo lắng. Đúng như Du Minh Phú nói, Vương Nhị Khải cũng hơi mê tín vì bên trên của Triệu Quốc Đống có người mà làm như vậy. Cho rằng chỗ dựa của Triệu Quốc Đống có thể áp đảo được tất cả. Bây giờ lời nhắc nhở của Du Minh Phú làm Quế Toàn Hữu rất lo lắng. Anh nói có lý nhưng theo lời anh nói thì đó là thao túng tuyển cử, nhưng lần này thì khác. Chúng ta không nói đây là ý đồ của Bí Thư Phương. Chuyện này Chủ tịch Triệu cũng không biết, đây là hành vi tự phát mà, càng không có vận động đại biểu. Chủ tịch Triệu chỉ dùng năng lực công tác để được đại biểu tin tưởng. Anh nói có lẽ là lời trong lòng mình, nhưng cấp trên sao có thể tin. Dù bọn họ có tin cũng không dễ dàng tha thứ việc này xảy ra, giết một dọa trăm là cách làm duy nhất. Du Minh Phú lắc đầu nói. Chuyện này chúng ta không thể nghĩ quá đơn giản. Chuyện này chúng ta có thể làm gì chứ? Lão Vương, Lão Mễ, Lão Viên bên Phổ Độ đều hiểu điều này, chẳng qua mọi người không nói rõ mà thôi. Lời của Bí Thư Phương có tác dụng thúc đẩy. Cái gì cán bộ bản địa không được chào đón, cái gì mà quý nhân. Tôi thấy trong này chính là rát vàng cho y. Tôi thậm chí nghi ngờ y có phải hy vọng muốn Chủ tịch Triệu bị cuốn vào cơn lốc này. Dù kết quả như thế nào thì tôi thấy người có lợi cũng là y. Anh thấy sao? Hừ, lời này tôi đã sớm muốn nói. Chuyện này đến đây thì dù kết quả như thế nào, uy tín Mai Anh Hoa mất bao nhiêu, Chủ tịch Triệu gặp chuyện gì thì tôi đoán cuối cùng cũng sẽ phải rời đi. Vậy người được lợi ích cuối cùng là ai? Du Minh Phú lắc đầu nói. Tôi thấy mọi người có vẻ đặt hết hy vọng vào quan hệ bên trên của Chủ tịch Triệu. Nhưng tôi và anh có cái nhìn giống nhau, chuyện đi ngược lại nguyên tắc của tổ chức thì dù chi tiết như thế nào thì kết cuộc cũng không tốt. Quế Toàn Hữu thở dài nói. Chỉ là chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Chúng tôi đều hy vọng Chủ tịch Triệu có thể làm Chủ tịch huyện, có thể dẫn dắt mọi người làm một hồi. Chúng ta cũng không muốn cơ hội tốt như vậy bị người cản trở, lại không thể yên tâm làm việc. Du Minh Phú im lặng không đáp lời. Đám người Vương Nhị Khải đều ôm một tia may mắn, đó là qua tuyển cử mà Triệu Quốc Đống trực tiếp lên chức, đồng thời do cấp trên đè xuống nên không ai có thể làm gì được Triệu Quốc Đống. Cấp trên phải xác định đây là hành vi tự phát của đại biểu. Sau đó chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không là được. Đây không phải là phó chủ tịch huyện không trúng cử, như vậy tổ chức còn có thể chấp nhận. Dù sao đây là ý kiến của các đại biểu, mà người trượt cũng là do tổ chức bố trí. Nhưng chủ tịch huyện được xác định chắc chắn, nói trắng ra đại hội đại biểu nhân dân bầu cử cho tổ chức. Nếu bác bỏ, đó là bác bỏ ý đồ của cấp trên, chối bỏ năng lực của tổ chức đảng ủy, đây là ý khác hẳn. Lúc này mọi người có thể bàn với nhau thì tốt, nhưng chuyện này sao có thể bàn bạc, nhiều lắm là hai người rất thân trao đổi với nhau. Nếu vài người tụ tập bàn mà lộ ra, vậy mọi người đều có trách nhiệm. Ngay cả Chủ tịch Triệu cũng không thể thoát được. Mà chuyện này quyết không thể để Triệu Quốc Đống biết, nếu không dù Triệu Quốc Đống có thái độ gì cũng sẽ rất phiền phức. Vương Nhị Khải là thân tín của Triệu Quốc Đống, Du Minh Phú và Quế Toàn Hữu đều như vậy. Mễ Phong Hằng là người thành thật, y chỉ mong làm tốt công việc, đi theo Triệu Quốc Đống đúng là có hy vọng. Còn Lão Viên bên Phổ Độ có lẽ cũng cảm thấy khu du lịch mang tới quá nhiều chỗ tốt cho khu bọn họ. Về phần khu Tân Bình và Từ Cố có cơ sở trồng cỏ Vicon MCBT thì dân chúng cũng cảm ơn Triệu Quốc Đống. Du Minh Phú thầm nghĩ Vương Nhị Khải quá to gan, quan hệ rộng, đầu óc linh hoạt. Có y ở đây sách động, có Phương Chí Quốc đứng sau giúp thì có thể nói Mai Anh Hoa sẽ xong. Vấn đề nằm ở lãnh đạo cấp trên thấy như thế nào? Còn nữa là giấu tới đại hội không? Là Đại Hải còn có nhiều lãnh đạo huyện như vậy không biết sao? Du Minh Phú không tin vào mấy điều này. Dù các lãnh đạo khác không hài lòng với Mai Anh Hoa nhưng La Đại Hải thì sao? Người của Ủy ban Kỷ luật thì sao? Bọn họ có thể giả vờ câm điếc không? Du Minh Phú không tin. Ngoài ra còn một điều rất quan trọng là thái độ của cá nhân Triệu Quốc Đống.
nếu như nói Triệu Quốc Đống không có ưu thế về tuổi thì còn có thể liều. Nhưng Triệu Quốc Đống còn quá trẻ, tương lai còn dài, mà lúc này coi như là đánh cuộc lên chức có đáng không? Lãnh đạo cấp trên sẽ có ấn tượng không tốt với Triệu Quốc Đống, dù là có quan hệ sau lưng cũng không cứu vãn nổi. Triệu Quốc Đống có lo cho sự phát triển không? Nếu bây giờ lãnh đạo cấp trên biết và yêu cầu Triệu Quốc Đống tự cho thấy thái độ, Triệu Quốc Đống chỉ cần từ chức phó chủ tịch huyện, tổ chức sẽ điều lên thị xã hoặc huyện khác là xong. Như vậy cố gắng của mọi người sẽ uổng phí, hơn nữa cuối cùng còn có vô số người bị cuốn vào cơn bão. Quyển 5, chương 88, gió chẳng ngừng 2. Tôi nói Tiểu Ngụy, cô không thể cho tôi ngừng một chút sao? Triệu Quốc Đống cầm điện thoại di động rồi nhìn cô gái cứ quấn lấy mình. Hắn có chút buồn bực vì cứ bị làm phiền. Chủ tịch Triệu, tôi đợi ngài nửa tiếng rồi. Ngài nghe điện thoại đến nửa tiếng, em đúng là không nhịn được. Chẳng lẽ lãnh đạo ngài có thời gian của phóng viên bọn tôi không phải là thời gian sao? Ngụy Hạm nói chuyện rất sắc bén, ngoài mặt tuy cười nhưng giọng nói đúng là có ý gây sự. Vị chủ tịch Triệu này có vẻ còn ít tuổi hơn mình một chút mà cũng oai phong ghê. Mình mấy lần tới phỏng vấn đều bị hắn từ chối ngay ngoài cửa, nếu không sẽ đùn đẩy, không chấp nhận lộ mặt trước máy quay. Điều này làm cho lãnh đạo đài có cái nhìn về năng lực của cô. Điều này làm Ngụy Hạm hận nghiến răng nghiến lợi. Hôm nay dù như thế nào mình cũng phải đạt được mục đích. Mặc kệ hắn bận như thế nào, có thái độ với mình như thế nào thì cũng phải đạt thành mục đích. Triệu Quốc Đống có chút bất đắc dĩ. Ngụy Hạm này cứ nhìn chằm chằm vào hắn, nói muốn phỏng vấn lĩnh vực giao thông thì hắn đẩy sang Hoàng Thiết Thần. Hơn nữa Hoàng Thiết Thần còn có hơn 10 ngày là ứng cử chức phó chủ tịch huyện, cũng nên đi phỏng vấn Hoàng Thiết Thần mới phải. Muốn tìm hiểu về khu du lịch thì phỏng vấn Tân Tồn Hoán mới phải. Nếu nói hai hạng mục với công ty Tam Điệp và công ty Đại Hoa thì nên phỏng vấn Mai Anh Hoa mới đúng. Vừa nãy Trường Xuyên gọi tới, hắn nhân cơ hội sang bên nghe điện, không ngờ nghe nửa tiếng mà cô bé này vẫn ngồi im trong văn phòng không đi, đây có phải muốn ăn đòn không? Trường Xuyên gọi tới báo tin vui cho Triệu Quốc Đống nghe. Năm nay tiêu thụ được 230 triệu tệ, cũng là công ty thứ ba của cả Tân Châu, nộp thuế 80 triệu, là công ty nộp thuế lớn thứ hai Tân Châu, lãi ròng là 70 triệu, đây là một con số rất lớn của công ty vừa thành lập 2 năm. Nhất là việc lấy tiền hàng của công ty không gặp trở ngại gì, tài chính luân chuyển tốt, đây là điều mà Trường Xuyên tự hào nhất. Trong điện thoại y lộ rõ sự tự hào giống như chờ Triệu Quốc Đống khen mình. Ngoài ra công ty cũng bắt đầu mở rộng sang các khu vực khác. Công ty đã tỉ được nguồn nước ở quận Trường Bạch Sơn, Cát Lâm, cũng bắt đầu thành lập công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng chi nhánh Cát Lâm, trước cuối năm sẽ xây dựng xong. Ngoài kinh doanh ở Đông Bắc, nước suối Thương Lãng cũng bắt đầu tiến về Hoa Đông, An Châu, Chỉ Châu. Bởi vì được quảng cáo trên CCTV nên rất được chào đón, điều kiện không hề thua kém Tân Châu đưa ra với nước suối Thương Lãng. Tốc độ bên Hoa Bắc chậm hơn một chút. Nhưng đây là do Trường Xuyên và Triệu Quốc Đống bàn nhau đi đến quyết định điều chỉnh việc mở rộng của công ty. Trên thực tế nếu không phải tài nguyên nước ở Trường Bạch Sơn rất phong phú, lo các công ty khác tiến vào trước thì Triệu Quốc Đống thậm chí cảm thấy nên toàn lực chinh phục thị trường Hoa Đông. Chẳng qua làm như thế này sẽ thúc đẩy mạnh nước suối Thương Lãng mở rộng. Theo suy nghĩ của Trường Xuyên và Triệu Quốc Đống, trước Tết thì hai công ty ở Đông Bắc và Hoa Đông nhất định phải được xây dựng xong, phải đảm bảo trong năm 96 sẽ chính thức kinh doanh, chiếm được địa bàn nho nhỏ ở khu vực. Hội đấu giá năm 95 của CCTV diễn ra, Triệu Quốc Đống không có nhiều hứng thú. Ngay cả Trường Xuyên cũng bị Triệu Quốc Đống ảnh hưởng nên ít hứng thú hơn. Chẳng qua Đức Sơn và Lưu Thành, hai phó tổng giám đốc công ty đại biểu nước suối Thương Lãng tham gia. Nước suối Thương Lãng vẫn đoạt được việc lên sóng trong giờ vàng. Ngoài ra Trường Xuyên cũng thông báo với Triệu Quốc Đống về việc nước suối Thương Lãng thay mặt công ty Thiên Phu vay 30 triệu của Ngân hàng Công Thương Ando. Đờ. Bởi vì công ty Thiên Phu nhận lượng công trình tăng lên khiến cho tài chính thâm hụt nặng. Cũng may có công ty kinh doanh nước suối Thương Lãng bảo lãnh và chính quyền thành phố Ando ra mặt nên công ty Thiên Phu đã có thể thành công vay được của Ngân hàng Công Thương. Tất cả đều diễn ra rất tốt. Triệu Quốc Đống thậm chí còn thầm nghĩ nếu mình vào thương trường có phải là tốt hơn là phó chủ tịch huyện nghèo này không? Đương nhiên đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút rồi về với hiện lực. Làm như thế nào để đuổi cô nữ phóng viên xinh đẹp này đi mới là quan trọng nhất. Tiểu Ngụy, tôi cảm thấy cô nên đi phỏng vấn chủ tịch Mai mới đúng. Cô hình như tìm nhầm đối tượng rồi. Tôi là phó chủ tịch Mai là quyền chủ tịch. Cô phải hiểu rõ chứ. Chủ tịch Triệu.
ngài thấy tôi không rõ vấn đề này thì làm sao tới phỏng vấn ngài được. Ngụy Hàm tức giận nói. Chủ tịch Triệu, hôm nay tôi tới là phỏng vấn về GDP của huyện tăng lên so với năm trước. Ngài là phó chủ tịch thường trực phụ trách tài chính, có phải sắp tới diễn ra đại hội đại biểu nhân dân sẽ đưa ra chỉ tiêu GDP cao hơn không? Ngoài ra có phải là sẽ tăng cường việc thu hút đầu tư không? Dừng lại, Tiểu Ngụy, nếu nói về tăng GDP, tôi nói chuyện vài câu thì được nhưng tuyệt đối không nhận phỏng vấn. Bởi vì tôi không phải nhân vật chính, còn về phần thu hút đầu tư, sang năm tôi chưa chắc phụ trách mảng này, cho nên tôi đề nghị cô đợi sau khi đại hội đại biểu nhân dân họp và có phân công thì hãy đi phỏng vấn. Đương nhiên nếu như huyện phân công tôi phụ trách thu hút đầu tư thì lúc đó cô tìm tôi cũng được. Thấy Triệu Quốc Đống phải buông miệng, Ngụy Hạm cười thầm trong lòng rồi cười hì hì nói. Chủ tịch Triệu, ngài không chấp nhận phỏng vấn chính thức cũng không sao. Chúng ta nói chuyện một chút, chỉ cần ngài có thể trả lời một vài vấn đề của tôi là được. Bí thư Phương đã phê bình đài truyền hình huyện chúng tôi không có tin tức gì đáng giá, cũng không phỏng vấn người đáng phỏng vấn nhất. Ngài nếu không cho tôi phỏng vấn ngài thì hôm nay tôi cứ ngồi trong văn phòng của ngài. Giọng hờn dỗi của Ngụy Hạm làm Triệu Quốc Đống run lên trong lòng. Cô này có thân hình khá cao, trên người mặc chiếc váy màu trắng, đôi tất chân màu đen bao lấy đôi chân trắng nõn, đi giày cao gót càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Bây giờ là tháng 12 mặc thế này không sợ lạnh sao? Bảo sao không nói cô bé này là sinh nhất huyện Hoa Lâm, chiếc váy hợp người, trang điểm vừa phải, mái tóc xõa ngang vai càng tăng thêm sự quyến rũ. Ngụy Hạm vào văn phòng hơn 2 tiếng thì mới coi như tìm được chục câu hỏi. Câu hỏi từ công việc đến cuộc sống riêng, không ít câu hỏi làm Triệu Quốc Đống há hốc mồm. Chẳng qua điều này làm Ngụy Hạm khá vui vẻ, đừng nghĩ anh là phó chủ tịch huyện là cô đây không xử lý được. Triệu Quốc Đống đúng là phải giơ tay xin hàng mới được cô gái đẹp nhất Hoa Lâm này bỏ qua. Hắn không biết mình mà không xin thì cô gái này sẽ quấn lấy hắn bao lâu nữa. Lâm Đan vào văn phòng 3 phòng cũng không hề ảnh hưởng tới thái độ của Ngụy Hạm. Ngụy Hạm rất đắc ý ngâm nga hát về đài. Lãnh đạo đài nhận được ý kiến của Bí Thư Phương rồi phái cô đi công tác, cô đã hoàn thành tốt đẹp. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã phải giơ tay đầu hàng, mặc cho cô phỏng vấn. Tiểu Hạm, sao hôm nay lại vui như vậy? Ngụy Hạm vừa vào trụ sở đài liền có người trong phòng hỏi. Lâm Tỷ, hôm nay em đúng là nở mày nở mặt. Hừ, họ Triệu còn phải giơ tay xin hàng trước mặt em. Họ Triệu nào cơ? Một cô gái đang cúi đầu viết văn bản có chút kinh ngạc nói. Triệu Quốc Đống, hừ, em còn nghĩ y kiêu căng lắm, cũng không chịu được em quấn lấy, ngoan ngoãn để em phỏng vấn. Ngụy Hạm chống tay vào lưng mà nói. Chị không thấy mới đầu hắn kiêu căng lắm, hôm nay nhưng gặp em thì coi như xong. Hắn vào nhà vệ sinh, em đứng ngoài cửa xem hắn có thể làm gì. Tiểu Hạm, em giỏi thật đó, em làm vậy không phải khiến chủ tịch Triệu nhịn chết sao? Cô gái kia cười nói. Đúng thế, cuối cùng hắn phải giơ tay xin hàng. Tối nay có thể chiếu đoạn phỏng vấn của y rồi. Ngay cả chuyên mục em cũng đã làm xong với tiêu đề, Phó Chủ tịch Thường trực huyện Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống đang tìm cách phát triển cho huyện trước khi đại hội đại biểu nhân dân diễn ra. Làm cả chuyên mục sao? Cô gái kia nhíu mày nói. Không phải Chủ tịch huyện thì có thích hợp không? Em nên phỏng vấn Chủ tịch Mai mới đúng. Nhưng hôm trước Bí Thư Phương tới đài truyền hình ta thì chị cũng nghe thấy đó. Bí thư Phương nói đài truyền hình chúng ta không phỏng vấn đúng người, không phỏng vấn người khiến kinh tế huyện Hoa Lâm phát triển. Chủ tịch Mai thì em cũng sẽ làm chuyên mục, nhưng y mới tới 2 tháng, không có gì đáng mà phỏng vấn cả. Quyển 5, chương 89, gió độc 1. Cô gái kia lắc đầu và cảm thấy có vẻ không đúng mấy. Trước đại hội phỏng vấn ai cũng cần chú ý, nói khó nghe một chút đó là hướng của dư luận, cô có thể phỏng vấn các đại biểu, có thể phỏng vấn dân chúng bình thường. Cô thậm chí có thể phỏng vấn bí thư huyện ủy hoặc chủ nhiệm đại hội đại biểu nhân dân nhưng không thể tùy tiện phỏng vấn phó chủ tịch thường trực. Nhất là còn có quyền chủ tịch huyện, điều này sẽ làm người ta phải suy nghĩ. Tiểu Hạm, sếp bảo em đi phỏng vấn chủ tịch Triệu sao? Cô gái suy nghĩ một chút rồi nói. Sếp không nói rõ chỉ là nói dựa theo ý kiến của bí thư Phương mà làm. Em nghĩ bí thư Phương nói không phải là sau khi chủ tịch Triệu đến Hoa Lâm đã làm không ít việc sao? Hơn nữa còn chưa chính thức xuất hiện trên màn hình cho nên em phải làm chuyên mục. Ngụy Hạm vẫn không nhận ra lời nhắc của đối phương. Sếp không phân công em đi phỏng vấn chủ tịch Triệu là không được. Bỏ đi, em dù sao đã phỏng vấn nhưng chuyên mục đừng đưa lên. Cô gái nói.
Vậy sao được, em đã thề với họ Triệu là tối nay sẽ đưa lên mà. Không được, chủ tịch Triệu mà hỏi thì sao? Ngụy Hạm lắc đầu nói. Ừ, cũng đúng, em đi hỏi sếp xem như thế nào thì tốt nhất. Cô gái đảo đảo mắt rồi nói tiếp. Sếp nói có thể chiếu thì em đưa lên, sếp nói không được hoặc là bảo em chờ một chút thì chị nghĩ chủ tịch Triệu cũng không chú ý việc này. Không, chủ tịch Triệu nói tối không có việc gì thì chỉ xem thời sự Hoa Lâm, Ninh Lăng và An Nguyên, còn nói từng thấy chị trên TV nhưng chưa thấy ngoài đời. Còn hỏi em và chị có phải được xưng là hoa khôi của đài truyền hình Hoa Lâm không? Ngụy Hạm hơi nóng mặt một chút, Triệu Quốc Đống phản kích như vậy làm cô có chút xấu hổ. Cũng may cô gặp nhiều người nên lời nói đó không có tác dụng mấy với cô. Chẳng qua nó do vị chủ tịch Triệu nói thì ý nghĩa lại khác. Nghe nói chủ tịch Triệu chưa lấy vợ, thậm chí còn chưa có bạn gái. Cô gái ngẩn ra rồi nói. Xem ra chủ tịch Triệu rất có duyên với em, ngay cả lời này cũng có thể hỏi thì có phải có ý theo đuổi em không? Đó là rể quý đó. Lâm tỷ, em thấy hắn hỏi chị nhiều hơn đó. Ngụy Hạm có chút xấu hổ mà nói. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hỏi rất xảo quyệt, chẳng những hỏi cô còn kéo cả Trình Nhược Lâm vào, làm cho cô nói sự khác nhau của cô và Trình Nhược Lâm, nói đây là mỹ nữ đấu nhau. Điều này làm Ngụy Hạm không biết nói gì đáp lại. Hỏi chị làm gì, chị không biết hắn mà, làm vô gian đạo rồi. Cô gái lắc đầu nói. Được rồi, em nên sửa lại bản thảo, nhớ nhất định phải xin ý kiến của sếp biết không? Có cần như vậy không chị? Không phải chỉ là một tin tức thôi sao? Nếu vị chủ tịch Mai kia ghen thì em sẽ làm một chuyên đề cho y. Ngụy Hạm nói. Cô gái nhíu mày và thở dài một tiếng. Cô chỉ là MC, không thể quyết định được gì. Chương trình gì nên đưa là do người khác quyết định mà. Không ai ngờ được tin tức buổi tối về phó chủ tịch thường trực Triệu Quốc Đống được đưa lên đã tạo ra cơn sóng lớn như vậy. Nhất là chỉ còn có 10 ngày nữa là tới đại hội, chuyên mục đột nhiên đưa lên như thế làm có người cảm thấy đây là ca ngợi công đức. Lúc này càng không bình thường. Sao lại như thế nào? Mai Anh Hoa mặt tái mét đi lại trong văn phòng. Y đã mơ hồ nghe mấy lời đồn không tốt mấy. Lúc đầu y không quá chú ý, y là cán bộ từ ngoài vào, Phương Chí Quốc không thể lên chức thì cán bộ bản địa có ý kiến là rất bình thường. Mình do thị ủy chỉ định làm chủ tịch huyện, thông qua đại hội đại biểu nhân dân là sẽ thành chủ tịch huyện danh chính ngôn thuận. Có thể nói cả huyện Hoa Lâm ngoài La Đại Hải ra thì y đứng thứ hai. Mà La Đại Hải thì ai cũng biết ngồi đó hơn năm là tới tuổi, lúc ấy mình tiếp nhận là ổn nhưng Mai Anh Hoa không ngờ ngay khi mình đắc ý thì lại có một cơn gió độc truyền tới. Y vẫn nghĩ rằng Phương Chí Quốc đứng giữa giở trò, hơn nữa đúng là có vài lần Phương Chí Quốc phát biểu mà. Nhưng Y không ngờ ngay cả Triệu Quốc Đống cũng bắt đầu làm phản Y. Bài phỏng vấn kia chính là khiêu khích một cách rõ ràng. Nhất là nhìn MC kia không ngừng giới thiệu cống hiến mà Triệu Quốc Đống làm cho sự phát triển của Hoa Lâm trong một năm qua, Mai Anh Hoa cảm thấy ả này nói rất chói tai, rất ngứa mắt. Ngay cả mặt, ánh mắt đều rất dâm đãng. Còn nói ả này là đẹp nhất Hoa Lâm, chẳng lẽ sớm quan hệ với Triệu Quốc Đống. Y rất muốn cầm máy gọi cho trưởng đài truyền hình huyện hỏi xem y có phải bị ai nhắc mà làm không. Nhưng lý trí nói cho y biết như vậy chỉ phản tác dụng mà thôi. Phòng thông tin hoàn toàn có thể nói giao cho đài truyền hình cũng tìm được đủ lý do. Chẳng qua cục tức này y không thể chấp nhận. Sau đó Mai Anh Hoa có một cảm giác không tốt, y cảm thấy thời gian này hình như mình bị xa lánh, nhất là ở các xã, thị trấn. La Đại Hải muốn y xuống xã, thị trấn nhiều vào. Y cũng biết đây là điều cần thiết, y không quen các đại biểu thì sao bọn họ bầu cho y. Dù là trình tự thì y cũng phải xuống nhiều lần. Nhưng sau mấy lần Mai Anh Hoa cảm thấy cán bộ cơ sở bài xích mình, mà y lại phát hiện Triệu Quốc Đống có thể quan hệ rất tốt với bọn họ, có nhiều đề tài chung. Tuyển cử có vấn đề gì không? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu Mai Anh Hoa. Đây là bầu chủ tịch huyện mà, đã được quyết định, y chưa nghe nói đã bao giờ có vấn đề gì. Nhưng đủ cảm giác không tốt khiến Mai Anh Hoa run lên. Không có tiền lệ không phải không thể xảy ra mà. Không được, phải tìm La Đại Hải. Mai Anh Hoa sau khi tới Hoa Lâm gần như không sang báo cáo công việc với La Đại Hải. Theo y biết La Đại Hải không có bản lĩnh gì, chỉ dựa vào kinh nghiệm mà thoát khỏi nông thôn. Dù từ ánh mắt, khí độ, đầu óc phát triển đều thiếu. Lúc trước ngồi trên vị trí chủ tịch huyện cũng bị chèn ép rất mạnh, không thể đứng nổi. Mà bây giờ làm bí thư huyện ủy chỉ là cho đủ 5 công tác mà thôi. Nhưng bây giờ y không thể không tìm La Đại Hải.
La Đại Hải là bí thư huyện ủy nên phải chịu trách nhiệm của đại hội. La Đại Hải sa sầm mặt lại, Mai Anh Hoa này rất ít khi cung kính với y như vậy. La Đại Hải cũng biết người này là kẻ phản bạn, bên phía Tào Tập cũng không được chào đón nhưng Mai Anh Hoa làm khá tốt, mấy công ty kia tiến vào là thành tích lớn nhất của y, vì thế y mới có thể tới Hoa Lâm. Thật lòng mà nói La Đại Hải không thèm để ý tới Mai Anh Hoa. Nhưng vấn đề Mai Anh Hoa phản ánh rất nghiêm trọng, La Đại Hải không thể không chú ý, nếu xảy ra chuyện thì y phải có trách nhiệm, hơn nữa không biết bao người mất chức. Lão Mai, tin anh phản ánh đã được xác nhận chưa? La Đại Hải nghiêm túc nói. Anh nói nhiều như vậy thì rốt cuộc là Phương Chí Quốc hay Triệu Quốc Đống đứng sau gây chuyện? Tôi là nói anh nghi ngờ ai? Bí thư La, anh cũng biết chuyện này sao có thể xác minh? Tôi đến chưa lâu, không quen cán bộ ở đây, cũng chỉ là nghe thấy tin mà thôi. Lão Phương có ý kiến với tôi, điều này tôi có thể hiểu. Chẳng qua đây là quyết định của thị ủy, tôi nghĩ cán bộ đảng viên phải phục tùng quyết định của tổ chức. Về phần Triệu Quốc Đống, tôi không tiện đánh giá đồng chí này. Nhưng y lại thích làm lớn, ví dụ như bài phỏng vấn tối qua. Bí thư La, bây giờ sắp đại hội mà nhận phỏng vấn như vậy thì có ý gì? La Đại Hải mặc dù cảm thấy Mai Anh Hoa phóng đại cuộc phỏng vấn kia, Triệu Quốc Đống không thích nhận phỏng vấn thì ai ở Hoa Lâm này cũng biết. Hai quốc lộ được khởi công, đài truyền hình muốn phỏng vấn cũng không được. Sau khi Mai Anh Hoa tới Hoa Lâm liền thích thể hiện, hơn nữa ham quyền. La Đại Hải mặc dù nhìn cũng thoáng nhưng ở huyện ủy cũng có ý kiến với Mai Anh Hoa. La Đại Hải cũng nghe được cán bộ bên dưới than vãn, nói là có ý kiến việc Mai Anh Hoa tới làm quyền chủ tịch huyện. Chẳng qua La Đại Hải cũng có thể hiểu và thấy không quan trọng, không ảnh hưởng tới tuyển cử. Nhưng Mai Anh Hoa tới nhắc thì La Đại Hải không thể không chú ý. Phương Chí Quốc là cán bộ công tác ở Hoa Lâm nhiều năm, quan hệ rộng, Triệu Quốc Đống tới Hoa Lâm tuy ngắn nhưng đã làm không ít chuyện cho dân chúng Hoa Lâm. Ngay cả dân chúng ở nông thôn đều biết cán bộ kiêm nhiệm từ tỉnh xuống rất có bản lĩnh. Hai người này đều có sức kêu gọi lớn, nếu hợp sức thì sẽ xảy ra chuyện. Quyển 5, chương 90, gió độc 2. Mai Anh Hoa thấy La Đại Hải sa sầm mặt lại thì có chút lo lắng. Xem ra La Đại Hải cũng đã cảm nhận được gì đó. Chỉ là mình đến làm đối phương thêm cảnh giác mà thôi. Thấy Mai Anh Hoa định nói thêm gì đó, La Đại Hải xua tay nói. Lão Mai, chuyện này tôi biết thì sẽ xử lý. Anh về đi, đừng lộ ra ngoài. Chờ Mai Anh Hoa rời khỏi văn phòng, La Đại Hải gọi liên tục hai cuộc điện thoại ra ngoài. Một cho Phó Bí Thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, Vạn Chiêu Dương và trưởng ban tổ chức cán bộ Địch Hóa Dũng đến văn phòng mình. La Đại Hải giới thiệu qua tình hình, Vạn Chiêu Dương và Địch Hóa Dũng đều hơi tái mặt lại. Đối với ủy ban kỷ luật mà nói thì đây là chuyện chưa từng xảy ra, không biết trước là không làm tròn chức trách. Mà đối với ban tổ chức cán bộ thì đó không khác gì sỉ nhục bọn họ. Dù là Phương Chí Quốc hay Triệu Quốc Đống nếu dám làm như vậy chính là không coi ban tổ chức cán bộ vào đâu. Lão Vạn, bên ủy ban kỷ luật có nhận được phản ánh gì không? La Đại Hải đoán có lẽ tên Vạn Chiêu Dương này không biết gì mấy, nếu không Vạn Chiêu Dương đã sớm báo cáo với y. Tôi chỉ nghe thấy mấy lời đồn nên không quá để ý. Nhưng Chủ tịch Mai đã nói như vậy thì chúng ta cần chú trọng. Đài truyền hình huyện làm gì không biết, vào lúc này sao lại phỏng vấn Triệu Quốc Đống? Là Triệu Quốc Đống tự mình bố trí hay do đài truyền hình tự chủ trương? Vạn Chiêu Dương nhìn sang Địch Hóa Dũng mà nói. Trưởng ban Địch, ban tổ chức cán bộ thời gian này đi xuống dưới có nghe thấy gì không? Địch Hóa Dũng cười khổ một tiếng mà nói. Có nghe được nhưng cũng giống anh, đều là tin ngoài lề. Chính là mấy cán bộ cơ sở bàn tán với nhau, cho là thị ủy bất công. Không để bạt cán bộ bản địa Hoa Lâm chúng ta. Có ai coi trọng việc này chứ? Anh nói ra thì tôi mới thấy nó có chút vấn đề. Tôi đã tiếp xúc với chủ tịch, bí thư mấy xã, thị trấn thì bọn họ hình như hơi bài xích khi chủ tịch Mai tới Hoa Lâm. Hơn nữa chủ tịch Mai đến không lâu, tiếp xúc với cán bộ cơ sở không nhiều. Đây không phải lý do, Mai Anh Hoa nếu đã đưa ra thì chúng ta nhất định phải chú trọng, nếu không ba chúng ta không gánh nổi trách nhiệm này. La Đại Hải rất kiên quyết nói. Lão Vạn, anh lập tức phái người cùng với ban tổ chức cán bộ xuống các xã, thị trấn, xem có phải bên dưới đang dự định gây chuyện không. Ban tổ chức cán bộ cũng trọng điểm tìm hiểu ý kiến của Chủ tịch Mai, ghi vào biên bản. Ủy ban kỷ luật trọng điểm điều tra xem có ai đứng sau giật dây không, nếu có lập tức báo cáo. Bên Đại hội đại biểu nhân dân chủ yếu tăng cường đoàn Đại hội đại biểu nhân dân cấp xã, yêu cầu các xã, thị trấn phải làm tốt công tác tư tưởng,
yêu cầu bọn họ cần phải thực hiện được ý của tổ chức. La Đại Hải suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói. Chuyện này không thể kéo dài, còn có 10 ngày, nếu thật sự có vấn đề thì còn kịp. Các anh lập tức xuống, có tin gì báo về huyện, có vấn đề thì chỉ có thể xuất hiện ở xã, thị trấn mà thôi. Tôi sẽ báo cáo việc này với Bí Thư Tương và Ban Tổ chức Cán bộ Thị ủy. Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Thị ủy Trương Thiên Phóng nhận được báo cáo của La Đại Hải liền không dám chậm trễ, dẫn La Đại Hải đến văn phòng Tương Uẩn Hoa. Y mới nhận chức trưởng Ban Tổ chức Cán bộ nên không quá quen thuộc. Nhất là việc tuyển cử càng lạ hơn, nghe La Đại Hải nói liền hơi sợ và vội vàng tìm Tương Uẩn Hoa hỗ trợ. Tương Uẩn Hoa theo lý không hề sợ, dù là có ứng cử viên cho chức phó chủ tịch huyện không trúng thì cũng không vấn đề gì, pháp luật quy định rõ ràng. Nhưng từ góc độ tổ chức thì tuyệt đối không cho phép việc này xảy ra. Một là năng lực khống chế của bộ máy kém, hơn nữa càng dễ dàng làm cho một số kẻ lợi dụng. Tương Uẩn Hoa có kinh nghiệm làm bên tổ chức cán bộ nhiều nên không lạ gì mấy việc này. Lão Hải, anh nói qua tình hình xem. Nhìn Tương Uẩn Hoa rất bình tĩnh ngồi đó, Trương Thiên Phóng không khỏi có chút bội phục. Ít nhất mình phải học được cách nhẫn nại của đối phương, vẻ mặt không bao giờ thay đổi đâu phải ai cũng làm được. La Đại Hải báo cáo qua về tình hình, Tương Uẩn Hoa nhíu mày, Phương Chí Quốc, Triệu Quốc Đống đều nhìn vào chức chủ tịch huyện sao? Sốt cuộc là Phương Chí Quốc hay là Triệu Quốc Đống? Lão Hải, tình hình tôi coi như rõ ràng, có mấy vấn đề chúng ta ẩn làm rõ. Thứ nhất là Triệu Quốc Đống hay Phương Chí Quốc muốn làm chủ tịch huyện. Tôi nghe anh nói thì có vẻ Phương Chí Quốc muốn tạo thế cho Triệu Quốc Đống, không biết có phải như vậy không? Thứ hai, bản thân Triệu Quốc Đống có biết không? Nếu biết thì thái độ là gì? Thứ ba, trong này có vấn đề vi phạm pháp luật không? Ví dụ như hối lộ đại biểu, cán bộ đảng viên đi ngược lại ý đồ tổ chức, có hành vi thao túng, hay chỉ do đại biểu tự phát? Thứ tư, tại sao gặp tình hình này, ngoài việc Mai Anh Hoa không phải là cán bộ bản địa ra thì còn có nguyên nhân gì không? Tương Uẩn Hoa nói rất cụ thể và đúng mực, Trương Thiên Phóng ngồi bên không khỏi thầm phục không có sơ hở gì. Bí thư Tương, vấn đề đầu tiên không dễ gì. Nhưng Phương Chí Quốc không có ý để mình lên chức mà. Vấn đề thứ hai thì căn cứ chúng tôi biết thì Triệu Quốc Đống không rõ tình hình, nếu không lúc này cậu ta đã không sang Sơn Đông thu hút đầu tư. Vấn đề thứ ba thì Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đã điều tra, không phát hiện hối lộ hay cán bộ đảng viên có hành vi thao túng. Nhưng trong lời nói của cựu cán bộ đảng viên hàng ngày đúng là có tác dụng tiêu cực, nhất là tạo ảnh hưởng không nhỏ đối với việc bầu đồng chí Mai Anh Hoa. Theo chúng tôi biết không ít đại biểu đã nói rõ không bầu đồng chí Mai Anh Hoa. Về vấn đề thứ tư, đồng chí Mai Anh Hoa không phải cán bộ bản địa, thời gian tới không lâu, cán bộ bản địa và dân chúng không hiểu, trong này có lẽ là nguyên nhân chính, đương nhiên có nguyên nhân khác ví dụ như đồng chí Mai Anh Hoa xuống cơ sở không nhiều. Hơn nữa còn có lời đồn khi đồng chí này thu hút đầu tư ở Tào Tập có vài vấn đề nên mới tạo thành hiện tượng đó. Tương Uẩn Hoa gật đầu, chỉ cần bản thân Triệu Quốc Đống không tham gia, không vi phạm pháp luật thì dễ xử lý hơn. Cùng lắm để Triệu Quốc Đống tự tỏ thái độ, hoặc từ chức, thị xã sẽ có bố trí khác là được mà. Chẳng qua như vậy sẽ làm tổn thương Triệu Quốc Đống đã cống hiến rất nhiều cho cơ sở, cho dân chúng Hoa Lâm. Các cán bộ cơ sở chọn Triệu Quốc Đống thì lời của La Đại Hải đã nói rõ ràng. Nguyên nhân chính là do Triệu Quốc Đống làm không ít chuyện cho dân chúng. Lão Hải, anh thông báo Triệu Quốc Đống lập tức về. Đây là lần đầu thị xã Ninh Lăng chúng ta xuất hiện chuyện như vậy. Nếu ngay cả chủ tịch huyện được đề cử không được chọn, điều này có nghĩa gì? Công tác của ban tổ chức cán bộ cấp trên làm việc không tốt, không suy nghĩ đến ý kiến của cán bộ cơ sở. Về phần khác nói rõ tính cách xác của đảng ủy huyện không cao, không coi trọng. Nói nghiêm trọng một chút thì anh, La Đại Hải và trưởng ban tổ chức cán bộ không làm tròn chức trách. Cũng may các anh còn phát hiện kịp thời, hơn nữa đã xử lý một cách sơ bộ. Nhưng chuyện này khá phức tạp, căn cứ tình hình các anh phản ánh thì cán bộ địa phương Hoa Lâm đánh giá cao đồng chí Triệu Quốc Đống. Đại biểu nhân dân có phản cảm với công việc mà tổ chức làm không? Hoặc là nói chống đối, khi tuyển cử sẽ làm chúng ta không kịp ứng phó. Điều này chúng ta cần phải thật cẩn thận. Tương Uẩn Hoa nhìn La Đại Hải rồi nói tiếp. Anh có đảm bảo làm tốt theo ý đồ tổ chức trong đợt bầu cử này không? La Đại Hải suy nghĩ thật nhanh về khả năng này. Bí thư Tương, trưởng ban Trương, tôi tin nếu bây giờ lập tức triển khai công việc, tôi dám chắc một tuần sau khi tuyển cử sẽ thực hiện được ý đồ của tổ chức. Nhưng điều này sẽ làm cán bộ cơ sở phản ứng mạnh. Như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt đối với việc triển khai công việc của huyện ủy, ủy ban huyện. Tương Uẩn Hoa cũng biết việc này hơi khó xử.
Lão Hải, anh ngồi đây một chút. Tôi và trưởng ban Trương sẽ đi báo cáo với bí thư Dư Hồng, sợ rằng còn phải làm văn bản với tỉnh. Ha ha, làm công tác tổ chức cả đời mà đúng là lần đầu gặp việc này. Nhìn Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng rời đi, La Đại Hải mệt mỏi thở dài một tiếng. Y dựa vào ghế mà suy nghĩ không biết xử lý như thế nào nữa. Quyển 5, chương 91, xử lý 1. Tâm trạng Kỳ Dư Hồng đáng tốt lập tức trở nên xấu hơn. Ninh Lăng lên cấp một cách thuận lợi. Mạch Gia Huy mặc dù được bầu nhưng Trương Thiên Phóng phản lại khiến Mạch Gia Huy biểu hiện rất ngoan ngoãn. Theo Kỳ Dư Hồng thấy thì đây mới là hình ảnh của một vị thị trưởng. Tương Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng báo cáo làm Kỳ Dư Hồng suy nghĩ đây là Mạch Gia Huy dở trò, nhưng khi y thấy Trương Thiên Phóng nhìn mình thì mới biết mình phản ứng hơi quá. Lúc này Mạch Gia Huy có lẽ đang cần nghỉ ngơi, không phải vội vàng gây chuyện. Đặt chén trà xuống, Kỳ Dư Hồng cười nói. Cũng tốt, coi như là cơ hội để thị ủy bù đắp. Nếu thật sự xuất hiện tình hình đó thì Ninh Lăng chúng ta sẽ bị cả tỉnh cười. Bí thư Kỳ, thực ra điều này cũng không có gì. Trước đây bầu cử phó chủ tịch huyện cũng xảy ra chuyện như vậy, một ít cán bộ có uy tín cao ở cơ sở, được quần chúng hoan nghênh trúng cử, mà người tổ chức xác định lại không trúng cử. Điều này thể hiện ý thức dân chúng của Quy tăng lên, pháp chế dân chủ của Trung Quốc ta càng tỏ vẻ cụ thể. Chẳng qua lần này lại khác, là chủ tịch huyện, là bắt buộc phải trúng cử. Xảy ra chuyện như vậy mà trước đó chúng ta lại không biết gì, như vậy là không được. Đúng như bí thư nói, bây giờ còn thời gian, thị ủy vẫn có thể điều chỉnh. Lão Trương là chuyên gia công tác này nên tôi yên tâm rồi. Nhìn Tương Uẩn Hoa có vẻ rất thoải mái, Kỳ Dư Hồng biết đối phương nắm chắc xử lý được việc này. Lão Tương, anh làm công tác tổ chức nhiều năm, anh thấy sao về việc này? Thực ra cũng không khó giải thích, Phương Chỉ Quốc vẫn nghĩ mình là người chọn làm chủ tịch huyện. Nhưng bây giờ không thể nên vì vậy có bất mãn, hờn dỗi thì chúng ta có thể hiểu. Con người có tình cảm mà, nhưng nếu y nghĩ mình có thể khiêu chiến tổ chức thì thật quá đáng. Tương Uẩn Hoa suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Từ báo cáo của La Đại Hải có thể thấy Phương Chí Quốc là người dùng biện pháp ẩn mật, không thể tìm ra vấn đề. Biến Triệu Quốc Đống làm khẩu súng đánh ngã Mai Anh Hoa, cuối cùng hai bên cùng chết. Y cũng làm công tác tổ chức nhiều năm, biết thị xã nhất định không bỏ qua việc này. Tới lúc đó Mai Anh Hoa không thể ngồi được trên vị trí, Triệu Quốc Đống cũng không tốt mấy. Y nghĩ mình có thể thành ngư ông đắc lợi, tôi phải nói suy nghĩ này quá ngây thơ, nói khó nghe một chút đó là điên cuồng. Lão Tương, anh cho rằng đây là hành vi của Phương Chỉ Quốc. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút, y lo nhất Mạch Gia Huy đứng sau thao túng. Ninh Lăng mới lên cấp, tất cả đều cần ổn định. Nếu có loạn, Mạch Gia Huy không tốt, nhưng tỉnh cũng thấy y là bí thư thị ủy không thể khống chế tình hình. Bí thư Kỳ, người có đầu óc chính trị thì sao có thể bị cuốn vào việc này? Tương Uẩn Hoa uống ngụm nước rồi lạnh nhạt nói. Lão Tương, anh thấy việc này nên xử lý như thế nào? Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một chút và thấy nên nghe ý kiến của Tương Uẩn Hoa. Rất đơn giản, Bí thư Kỳ, có hai phương án. Phương án thứ nhất là điều Phương Chỉ Quốc và Triệu Quốc Đống đi, đồng thời để Triệu Quốc Đống tỏ thái độ với cơ sở. Sau đó thị xã và huyện lập tổ công tác đảm bảo tuyển cử tiến hành thuận lợi. Vấn đề thứ hai là phân công công việc khác cho Mai Anh Hoa, điều Phương Chỉ Quốc đi, bổ nhiệm Triệu Quốc Đống làm phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện, theo ý dân. Tương Uẩn Hoa nhìn Kỳ Dư Hồng rồi nói tiếp. Phương án thứ nhất có ưu điểm là giữ uy tín của thị ủy, thực hiện ý đồ của tổ chức. Khuyết điểm là đả kích cán bộ cơ sở, không tiện cho việc triển khai công việc sau này của huyện Hoa Lâm. Phương án thứ hai sẽ khiến cho sự lựa chọn của ban tổ chức cán bộ thị ủy không hiệu nghiệm, hơn nữa Mai Anh Hoa không dễ phân công công việc khác. Ưu điểm hợp ý dân, triển khai công việc thuận lợi. Kỳ Dư Hồng không trực tiếp trả lời Tương Uẩn Hoa, y suy nghĩ một chút rồi nói với Trương Thiên Phóng. Lão Trương, anh thấy sao? Hai phương án đều có ưu khuyết điểm, bản thân Mai Anh Hoa không có vấn đề gì, chủ yếu phải suy nghĩ đến uy tín của thị ủy và ban tổ chức cán bộ. Trương Thiên Phóng nói rất cẩn thận, nói thật y có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống. Lần trước ở Ando, hai người đã ngồi với nhau hai lần. Thái độ của Triệu Quốc Đống thế nào? Kỳ Dư Hồng đột nhiên nói. Để cậu ta chủ động từ chức khỏi Hoa Lâm, về đợi thị ủy phân công công việc khác thì sao? Cậu ta đang bên Sơn Đông thu hút đầu tư, tôi đã bảo La Đại Hải thông báo cậu ta về. Tương Uẩn Hoa có chút nuối tiếc mà nói. Y có thể giúp Triệu Quốc Đống cũng chỉ được như vậy mà thôi.
lựa chọn bí thư, chủ tịch huyện thì y chỉ có quyền đề cử mà không có quyền quyết định. Nhất là ở tình hình này thì y phải chú ý lời nói và thái độ, tránh cho đối phương nhận ra gì đó. Xem ra Kỳ Dư Hồng có vẻ muốn nghiêng về phương án thứ nhất. Tương Uẩn Hoa nói, việc này chờ Triệu Quốc Đống về rồi tìm hiểu thêm, nhưng tôi nghĩ là đảng viên thì cậu ta sẽ nghiêm túc chấp hành ý đồ của tổ chức. Ừ, chờ cậu ta về, anh đưa cậu ta tới văn phòng tôi. Tôi cần nói chuyện với cậu ta. Bên phía Phương Chí Quốc thì anh và Lão Trương bàn với nhau xem, lập tức điều chỉnh. Để Vạn Chiêu Dương phụ trách công tác tổ chức, các anh lập tức chọn một cán bộ phái xuống làm phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hoa Lâm. Triệu Quốc Đống nhận được điện do thư ký La Đại Hải gọi tới liền cười khổ một tiếng. Hắn đương nhiên biết lần này coi như có chuyện. Trên thực tế chuyện này hắn cũng biết một chút, lời nói bóng gió của bí thư, chủ tịch xã bên dưới thì hắn mới đầu nghĩ chỉ là tỏ vẻ bất mãn mà thôi. Nhưng khi chuyên mục kia ông chiếu, dư luận càng trở nên rõ ràng hơn. Ngay cả Mã Bản Quý cũng ấp úng hỏi hắn có phải muốn làm chủ tịch huyện không. Nhớ đến vẻ quỷ dị của Vương Nhị Khải, Quế Toàn Hữu và Mễ Phong Hằng, mặc dù chỉ là lời đồn nhưng hắn cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng tới mình. Cho nên hắn liền lựa chọn rời đi Hoa Lâm, hắn muốn suy nghĩ kỹ xem mình nên làm gì, không muốn làm chủ tịch huyện là nói dối. La Đại Hải kiên định, hơn nữa có sức ảnh hưởng lớn tại Hoa Lâm, hơn nữa y không còn ham muốn trong chính trị, dù ai làm chủ tịch huyện, chỉ cần có thể khiến huyện Hoa Lâm thay đổi, y sẽ cố gắng ủng hộ. Điều này sẽ thuận lợi cho Triệu Quốc Đống phát triển. Nếu một cán bộ như Lô Vệ Hồng, Mao Đạo Lâm hay Lương Kiến Hoàng tới làm chủ tịch huyện thì Triệu Quốc Đống thấy bình thường. Những người này mặc dù cũng có tâm kế nhưng vẫn muốn phát triển kinh tế địa phương, có thể làm những việc có lợi cho địa phương. Nhưng Mai Anh Hoa bây giờ lại là kẻ nói nhiều làm ít. Triệu Quốc Đống có ác cảm với Mai Anh Hoa không hoàn toàn do vấn đề của công ty Đại Hoa và công ty Tam Điệp. Thích công lao thì có thể hiểu dù sao Mai Anh Hoa cũng sắp thành chủ tịch huyện, đạt thành tích tốt để rát vàng vào mặt mình cũng được. Nhưng người này có ánh mắt thiển vận, lòng dạ hẹp hòi, không chấp nhận ý kiến chính xác. Triệu Quốc Đống có thể tưởng tượng nếu tên này trúng cử thì mình làm phó chủ tịch sẽ rất khổ sở. Triệu Quốc Đống không muốn hai năm sau mình cứ thế ngồi một chỗ, không có làm được gì. Mà khi nguy cơ đó xuất hiện, hắn cũng muốn chèn ép nó từ trong trứng nước. Nhưng hắn hiểu rõ hậu quả của việc này, lãnh đạo cấp trên không thể bỏ qua, sẽ phản tác dụng. Thấy Triệu Quốc Đống bỏ máy xuống rồi nhíu mày suy nghĩ, Cù Vận Bạch dịu dàng nói. Sao vậy, bên kia đã biết sao? Em định làm như thế nào? Chuyện này sao có thể giấu lâu được? Có thể giấu tới lúc này đã tốt rồi. Bí thư La gọi điện bảo em lập tức về Ninh Lăng. Triệu Quốc Đống nhún vai cười khổ nói. Hoa Lâm không phải Trần Kiều, bây giờ không phải thời Tống, em càng không phải Triệu Khuông Dẫn, muốn chơi đùa là không thể. Khách sạn Lệ Tinh là do nhà đầu tư Hong Kong mở ra, phong cảnh khá đẹp. Triệu Quốc Đống vốn định tới khách sạn Thanh Đảo ở. Nhưng Đức Sơn trước đó đã tới vài ngày liền ở lại đây, vì thế đề nghị với ông anh ở lại nơi này. Triệu Quốc Đống từng nhắc nhở Đức Sơn chưa thành công mà đã muốn hưởng thụ. Nhưng Đức Sơn lại phản đối nói nếu cùng đối tác bàn bạc ở khách sạn bình thường, chỉ sợ hình ảnh cao cấp của nước suối Thương Lãng khó khăn lắm mới thành lập sẽ bị người ta coi nhẹ. Lời này cũng có lý nên Triệu Quốc Đống không nói gì nữa. Quyển 5, chương 92, xử lý 2. Cù Vận Bạch sau khi biết tình hình liền xin nghỉ phép đến chơi với Triệu Quốc Đống. Không ngờ mới tới 2 ngày mà đã có điện thoại gọi tới. Ngoài việc đi xem núi, cảm nhận nước suối ở đây khác với nước suối Thương Lãng như thế nào, Triệu Quốc Đống và Cù Vận Bạch chỉ ôm nhau. Hắn muốn vứt mấy suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Chẳng qua điều tới sẽ tới. Vậy em khi về sẽ định như thế nào? Cù Vận Bạch rất quan tâm tới tiền đồ của Triệu Quốc Đống. Mặc dù chưa bao giờ cô định lấy chồng nhưng Triệu Quốc Đống mang hạnh phúc tới cho cô làm mấy tháng nay cô rất vui. Ngay cả nhân viên trong phòng cũng cảm nhận sự thay đổi của trưởng phòng, nghi ngờ trưởng phòng Cù có phải rơi vào biển tình không. Còn có thể làm gì chứ? Binh đến tướng ngăn mà, em không làm gì thì cấp trên cũng không thể nói gì em. Lão Phương ở bên châm lửa, em xem hắn sẽ ra sao. Triệu Quốc Đống ngồi trên ghế nhìn ra biển, Cù Vận Bạch mặc váy ngủ dựa vào lòng hắn. Tay không biết lúc nào đã được Triệu Quốc Đống đưa vào trong áo Cù Vận Bạch, cặp vú mềm mại rắn chắc không ngừng biến hình trong tay hắn. Cù Vận Bạch u oán nhìn Triệu Quốc Đống, đây là dấu hiện trước khu làm tình. Vú cô mỗi lần đều bị hắn làm thế khiến cô rơi vào bể tình, làm cô không nhịn được mới tấn công. Cù Vận Bạch rất chú ý chăm sóc cơ thể,
Mặc dù cô đã gần 30 nhưng ở trong lòng Triệu Quốc Đống thì cô vẫn thấy tim mình đập loạn nên như mới yêu lần đầu, cũng bởi vì như vậy nên mới hai người luôn vui sướng, si mê. Cù Vận Bạch chưa bao giờ cảm thấy lúc ở bên Triệu Quốc Đống sẽ phải giữ lại gì. Mỗi lần làm tình Cù Vận Bạch đều thả lỏng mình, trên thực tế cũng không phải do cô, Triệu Quốc Đống luôn có thể làm cơ thể cô đạt đến đỉnh cao. Cù Vận Bạch biết Triệu Quốc Đống đang có tâm sự nên rất phối hợp để tay Triệu Quốc Đống di chuyển trên người mình. Váy ngủ được cởi ra, cặp vú trắng nõn, no đủ, hai điểm đỏ hồng lộ ra. Khi Triệu Quốc Đống đặt Cù Vận Bạch lên người mình, hắn dán sát mặt mình vào cặp vú kia. Triệu Quốc Đống cuối cùng đã tìm được một điểm để phát tiết. Hoa Lâm làm hắn rất buồn bực nên dồn hết nó vào người đẹp trước mặt. Điểm hồng lọt vào miệng rất nhanh khiến Cù Vận Bạch run lên trong lòng hắn, hai tay Triệu Quốc Đống đã đưa xuống dưới, cẩn thận lột quần lót của đối phương và để cô ngồi giữa hai chân hắn. Thả hai điểm đỏ kia, hai người hôn nhau, bộ ngực dính vào nhau. Khi Triệu Quốc Đống rất dịu dàng mà mạnh mẽ tiến vào hang sâu ẩm ướt của đối phương, Cù Vận Bạch không khỏi rên lên một tiếng. Đây là thuốc xuân dược mạnh nhất, Triệu Quốc Đống dịu dàng nâng mông đối phương lên, như vậy làm cho hai chân Cù Vận Bạch mặc dù đưa xuống đất nhưng lại bị từng đợt sóng tình khiến cô nằm gục trên đùi Triệu Quốc Đống. Xuyên qua rèm cửa, Triệu Quốc Đống có thể mơ hồ thấy cảnh biển, càng làm hắn thêm xúc động. Cuộc ân ái đêm qua chỉ là bữa sáng, lúc này mới là bữa chính. Trời khá ấm áp khiến hai người chìm trong bể dục, từ phòng ngủ, phòng khách tới trước cửa sổ. Khi Triệu Quốc Đống nằm gục và phát vào trong người Cù Vận Bạch co mình lại như con ếch quấn chặt lấy Triệu Quốc Đống. Mái tóc mềm mại lướt trên tai Triệu Quốc Đống làm hắn tỉnh tại. Cù Vận Bạch đang chìm trong giấc ngủ, sau cơn ân ái mãnh liệt kia làm cô ngủ rất ngon. Triệu Quốc Đống cẩn thận thoát khỏi vòng ôm của Cù Vận Bạch. Hắn đắp chăn lên cho cô rồi đi ra trước cửa sổ. Điện thoại di động vang lên, Triệu Quốc Đống nghe điện. Vẫn là Hoa Lâm gọi tới thông báo hắn đến thị ủy gặp trưởng ban Trương. Bí thư Kỳ có thể muốn tự mình nói chuyện với hắn. Triệu Quốc Đống vô thức cười phá lên, Kỳ Dư Hồng muốn gặp mình, là phúc hay họa đây? Muốn mình chủ động từ chức hay hỏi ý kiến của mình? Mình nên làm gì? Chủ động rời đi, Triệu Quốc Đống lắc đầu, vậy cố gắng một năm qua sẽ không còn. Coi như đổi hoàn cảnh thì sao chứ? Hắn lại phải mất nửa năm quen thuộc tình hình, hắn không muốn rời khỏi Hoa Lâm. Nhưng việc này đâu phải do hắn quyết định, hắn có thể chống đối sao? Tổ chức sao có thể chấp nhận việc này, nhất định sẽ có điều chỉnh, mà hắn một khi bị đẩy tới mấy chỗ ngồi không thì có khác gì so với hắn chủ động xin rời đi. Làm thế nào vừa có thể ở lại, có thể đảm bảo bầu cử diễn ra thuận lợi, mà lãnh đạo cũng không có cái nhìn với mình. Gặp Kỳ Dư Hồng chính là cơ hội duy nhất thay đổi số mạng cho hắn. Khi một cơ thể ấm áp ôm lấy hắn từ phía sau thì Triệu Quốc Đống mới tỉnh táo lại. Quốc Đống, đừng suy nghĩ nhiều. Em còn trẻ, dù lãnh đạo bố trí như thế nào thì chị tin em vẫn tỏa sáng trên cương vị mới. Em cũng tin như vậy nhưng em không cam tâm. Một năm vất vả mà lại thành cái áo cho người ta, em còn phải nuốt cục tức vào lòng. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Nó giống như chị vẽ tranh. Sắp vẽ xong thì có người cướp lấy, ghi thành mình sáng tác, còn không cho chị phát biểu ý kiến, điều này sao có thể chấp nhận? Đã xác định em sẽ gì sao? Cù Vận Bạch suy nghĩ một chút rồi nói. Bí thư thị ủy muốn gặp em, chắc không phải bảo em làm tốt công việc ở Hoa Lâm chứ? Triệu Quốc Đống cười nói. Bí thư thị ủy nhất định muốn an ủi em, đương nhiên điều kiện là em phải chủ động từ chức. Hừ! Nghe Triệu Quốc Đống hừ lạnh một tiếng, Cù Vận Bạch run lên. Triệu Quốc Đống không phải nhân vật chịu nhẫn nhịn, thị xã Ninh Lăng mà yêu cầu như vậy thì Triệu Quốc Đống sẽ đàng hoàng chấp nhận sao? Có lẽ cảm nhận được sự lo lắng của Cù Vận Bạch, Triệu Quốc Đống quay đầu lại cười nói. Chị không nên lo lắng, em không phải người bồng bột mà, chẳng qua thị xã uốn động tới em thì cuối cùng cũng phải có câu trả lời thuyết phục với em mà. Chiều hôm đó hai người bay về Ando, ở lại qua đêm. Sáng hôm sau Triệu Quốc Đống đưa Cù Vận Bạch về Giang Khẩu. Lúc này mới lái xe về Ninh Lăng. Đến văn phòng Kỳ Dư Hồng, Triệu Quốc Đống trước đó đã vào văn phòng của Trương Thiên Phóng báo cáo. Quốc Đống, cậu đúng là dám chạy tới Sơn Đông nhỉ, có phải nghe được tin nên trốn không? Trương Thiên Phóng cười nói. Trưởng ban Trương, oan cho tôi. Tôi đi Sơn Đông đã báo cáo với Chủ tịch Mai và Bí Thư La, một công ty nước hoa quả muốn tới. Hệ thống giao thông Hoa Lâm chúng tôi bây giờ đã sắp thông hoàn toàn. Cũng phải nghĩ cách giúp hộ nông dân mà. Triệu Quốc Đống nói. Ồ, có kết nối thành công không?
Trương Thiên Phóng mặc dù là trưởng ban tổ chức cán bộ nhưng y trước đó cũng phụ trách mảng công nghiệp cho nên rất hứng thú với việc thu hút đầu tư. Cũng có tiếp xúc với vài công ty, đương nhiên chuyện này không thể do nói chuyện một hai câu là xong, ít nhất phải qua vài lần khảo sát. Triệu Quốc Đống cười nói. Trưởng ban Trương có hứng thú thì cùng tôi sang Sơn Đông xem một chút. Thanh Đảo bên đó có hoàn cảnh rất được. Được, có cơ hội chúng ta sang đó xem. Trương Thiên Phóng cười nói. Chẳng qua cậu qua cửa này rồi nói tiếp. Đây là chuyện không liên quan tới tôi. Tôi cũng mới nghe bí thư La giới thiệu tình hình. Tôi tin tổ chức, ủy ban kỷ luật chắc đã điều tra. Triệu Quốc Đống nói. Hừ, cậu đừng ra vẻ với tôi còn không biết ư. Cậu nhất định ngửi thấy mùi nên trốn sang Sơn Đông. Trương Thiên Phóng cười ha hả nói. Sao có ý gì không? Sợ là không phải do tôi tính là được, mà do thị ủy cân nhắc như thế nào mới đúng. Triệu Quốc Đống không thèm để ý mà nói. Tôi đến Hoa Lâm chưa đầy năm, mới tạo được trụ cột nên không muốn đi. Đi đâu cũng cần có quá trình quen thuộc, thị ủy dù điều chỉnh thì cũng phải bố trí tốt cho cậu. Dù sao chuyện không liên quan tới cậu, muốn nói thì do cậu làm chuyện cho dân chúng Hoa Lâm, dân chúng Hoa Lâm chọn cậu. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Nói như vậy thị xã đã quyết định tôi rời khỏi Hoa Lâm. Trương Thiên Phóng nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống mà nói. Điều này thì chưa, thị ủy đã báo cáo với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, còn chưa có câu trả lời cụ thể. Ngoài ra lát nữa bí thư Kỳ cũng muốn nói chuyện với cậu nữa cơ mà. Quyển 5, chương 93, xác định. Khi Trương Thiên Phóng nói Triệu Quốc Đống về và chờ gọi, Kỳ Dư Hồng đang suy nghĩ câu trả lời của tỉnh. Thái độ của trưởng ban Phan. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy nói cán bộ kiêm nhiệm cũng là đảng viên, sử dụng phù hợp với nguyên tắc của chính quyền địa phương. Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy ủng hộ cách làm này, nhưng sử dụng cán bộ kiêm nhiệm phái xuống như thế nào là do quyền lực của thị ủy Ninh Lăng, tỉnh ủy không can thiệp. Nhưng trên nguyên tắc là giữ uy tín của tổ chức, lại phải có lợi cho phát triển kinh tế địa phương. Kỳ Dư Hồng có chút đau đầu với câu trả lời này. Là thường vụ thị ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ. Phan Viên Chiêu đương nhiên địa biểu ý kiến của tỉnh ủy. Nhưng câu nói kia bao hàm rất rộng, giữ uy tín của tổ chức thì đương nhiên muốn thị ủy để Mai Anh Hoa lên chức. Nhưng có lợi cho triển khai công việc và phát triển kinh tế thì chính là muốn Triệu Quốc Đống lên chức. Kỳ Dư Hồng suy nghĩ một lúc lâu, mặc dù trong lòng đã có ý tưởng nhưng thấy cần gặp Triệu Quốc Đống rồi có quyết định. Triệu Quốc Đống vào văn phòng thì Kỳ Dư Hồng trông khá bình tĩnh. Văn phòng bí thư thị ủy là một căn phòng 4 gian. Từ phòng chờ rồi tới phòng thư ký, bên trái là phòng tiếp khách, sau đó là văn phòng của bí thư thị ủy. Kỳ Dư Hồng bảo thư ký trực tiếp mang Triệu Quốc Đống vào văn phòng của mình. Đồng chí Triệu Quốc Đống, tôi khi bằng tuổi cậu thì còn đang học đại học. Kỳ Dư Hồng có chút than thở sờ sờ tóc trên đầu mình mà nói. Thấy thanh niên các cậu đầy nhiệt huyết, tôi không thể không thừa nhận mình đã già. Bí thư Kỳ, ngài đang ở tuổi trung niên, là tuổi tốt nhất để làm nên sự nghiệp. Ninh Lăng lên cấp là cơ hội lịch sử, Ninh Lăng có thể sẽ phát triển cực mạnh trong tay ngài. Triệu Quốc Đống cười nói. 5,2 triệu dân thị xã còn đang chờ chỉ đạo của ngài và thị ủy để giàu lên. Ha ha, đồng chí Quốc Đống đúng là giỏi nói, bảo sao lãnh đạo tỉnh cũng có thể chú ý. Kỳ Dư Hồng cười ha hả nói. Sao, biết tôi tìm cậu về việc gì rồi chứ? Trong điện thoại bí thư La đã nói, vừa nãy trưởng ban Trương cũng đã nói với tôi. Triệu Quốc Đống gật đầu nói. Cậu có suy nghĩ gì không? Bí thư Kỳ, nói thật nếu như tôi nói đột nhiên là giả dối. Lúc trước tôi đúng là nghe thấy lời đồn nhưng tôi có thể dùng đảng tính cam đoan thứ nhất mình không có ý đổ đố, không có động tác gì, ám chỉ cũng không. Thứ hai tôi cũng đúng là không ngờ chuyện lại đi xa như vậy, tôi vẫn nghĩ rằng chỉ là cán bộ cơ sở có thể phát tiết chút tâm trạng không hài lòng mà thôi. Triệu Quốc Đống biết Kỳ Dư Hồng ở trong quan trường nhiều năm thì nếu nói giả dối sẽ làm đối phương không vui về mình, không bằng nói thật. Ừ, tổ chức đã điều tra, nếu như cậu có hành vi thì tôi đã không thể nói chuyện với cậu như thế này. Kỳ Dư Hồng cười cười nhưng trong giọng mang theo khí phách và vẻ lạnh nhạt khiến Triệu Quốc Đống run lên. Đây là một thái độ, Kỳ Dư Hồng biết hắn sắm vai trò gì trong đó. Được rồi đồng chí Quốc Đống, bây giờ chúng ta không nói chuyện quá khứ nữa. Tôi hôm nay muốn hỏi suy nghĩ của cậu, ừ, mặt khác coi như cuộc trao đổi giữa hai chúng ta. Kỳ Dư Hồng nói, bí thư Kỳ, cá nhân tôi không có suy nghĩ gì. Nếu như thị xã muốn điều chỉnh Hoa Lâm, tôi sẽ nghiêm túc chấp hành, điều đi đâu tôi cũng không có ý kiến.
Triệu Quốc Đống biết lúc này mình cũng nên cần tỏ thái độ. Ừ, vậy nếu thị ủy bảo cậu từ chức khỏi Hoa Lâm cũng như hỗ trợ tổ công tác của thị ủy đi làm công tác tuyển cử ở cơ sở thì sao? Mắt Kỳ Dư Hồng sáng lên rồi nhìn Triệu Quốc Đống mà nói. Triệu Quốc Đống không biết nói gì. Chẳng lẽ đây là quyết định của thị ủy? Kỳ Dư Hồng không hề giục hắn, hắn cũng cho Triệu Quốc Đống thời gian suy nghĩ. Bí thư Kỳ, thị ủy nếu có văn bản điều chuyển, tôi không hề có ý kiến, hơn nữa tuyệt đối phục tùng, nhưng tôi sẽ không từ chức. Triệu Quốc Đống rất kiên quyết nói. Cái này có gì khác nhau? Kỳ Dư Hồng nhíu mày nói. Theo tôi thấy cán bộ, quần chúng Hoa Lâm có thái độ như vậy là do bọn họ tin tôi, tán thành công việc trong một năm qua của tôi. Nếu tôi từ chức đó chính là phần bội bọn họ, mà là đảng viên, một cán bộ do đảng bồi dưỡng, tổ chức phân công và quyết định thì tôi đương nhiên sẽ phục tùng. Kỳ Dư Hồng ngẩn ra và nói. Cậu cảm thấy như vậy sẽ biểu hiện điều gì? Bí thư Kỳ, thực ra chúng ta đều biết có lẽ không biểu hiện gì nhưng coi như câu trả lời cho lương tâm của tôi. Triệu Quốc Đống nói như vậy làm văn phòng trở nên yên lặng. Được rồi, tôi đã hiểu, hôm nay nói chuyện tới đây thôi. Đồng chí Triệu Quốc Đống, hy vọng cậu làm tốt công việc, phục tùng quyết định của tổ chức. Kỳ Dư Hồng cuối cùng đã gật đầu nói. Ra khỏi văn phòng Kỳ Dư Hồng, Triệu Quốc Đống phát hiện mình thấy rất thoải mái. Cuối cùng hắn vẫn có thể từ chối yêu cầu của Kỳ Dư Hồng, nói ra suy nghĩ trong lòng. Tổ chức phân công, hắn nghiêm túc chấp hành, nhưng không có nghĩa hắn bỏ qua nguyên tắc sống của mình. Triệu Quốc Đống lái chiếc xe Desert Prince chạy như điên lên Ando. Hắn gọi Cù Vận Bạch không được, xem ra cô ở nhà nghỉ rồi. Khi Từ Xuân Nhạn kinh ngạc ra cửa công ty, Triệu Quốc Đống không nói một câu kéo cô lên xe và chạy thẳng ra ngoài. Từ Xuân Nhạn có chút sợ hãi, cô chưa từng thấy vẻ mặt kỳ quái của Triệu Quốc Đống như vậy. Cô vội vàng nói. Quốc Đống, cậu sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Nói cho Nhạn tỷ biết đi. Triệu Quốc Đống không nói gì mà chạy xe thẳng về sở giao thông, kéo Từ Xuân Nhạn lên phòng của mình. Từ Xuân Nhạn rất sợ hãi, cô không biết có chuyện gì mà Triệu Quốc Đống như vậy. Vừa tiến vào phòng, Triệu Quốc Đống tiện tay bật điều hòa lên, sau đó kéo Từ Xuân Nhạn tới, đưa tay nâng cằm Từ Xuân Nhạn lên. Từ Xuân Nhạn nhìn Triệu Quốc Đống với ánh mắt yêu thương làm hắn muốn điên lên. Triệu Quốc Đống thô lỗ mở hàm răng của đối phương ra, tham lam hút lấy dịch ngọt. Rất nhanh Từ Xuân Nhạn từ chống cự chuyển thành phối hợp, thở hổn hển. Triệu Quốc Đống cho tay vào áo đối phương, chiếc váy công sở rơi xuống, đôi chân thon dài, cặp mông căng tròn lộ ra trước mặt. Chiếc quần tất màu đen, quần lót bằng nhung dưới ánh đèn trông khá thần bí, giống như đang muốn hấp dẫn Triệu Quốc Đống đi chinh phục. Triệu Quốc Đống hít sâu mùi hương nhẹ nhẹ, mắt sáng rực lên. Hắn đưa tay lên trên tìm kiếm, móc áo lót đã được ngón tay hắn mở ra. Khi tay Triệu Quốc Đống đặt lên ngực Từ Xuân Nhạn không nhịn được mà rên lên. Đôi tay kia không ngừng vân vê hai bên vú cao vút, đầy đặn của cô, Từ Xuân Nhạn cảm thấy tim mình đang bị bóp nát, từng cánh hoa rơi xuống mặt đất, từng cảm giác tê tái truyền khắp cơ thể. Lúc này Từ Xuân Nhạn quên mất chênh lệch của hai người. Ngón tay vuốt trên bụng, tới rốn, sau đó tiến vào chiếc quần lót, nó giống như một người đánh những tiếng đàn ở trong lòng. Từ Xuân Nhạn vừa kinh hãi vừa sợ sệt phát hiện quần lót của mình đã ướt sũng. Triệu Quốc Đống cố gắng khống chế lửa dục trong lòng, hắn rất muốn lột trần người phụ nữ thành thục này, sau đó dùng cách thô bạo nhất tiến vào cơ thể đối phương nhưng không thể làm thế. Hắn biết Từ Xuân Nhạn mặc dù đã có quan hệ nhưng đó là chuyện mấy năm trước. Mình mà đột nhiên xông vào thì Từ Xuân Nhạn sẽ không có sự chuẩn bị. Quyển 5, chương 9-14, nước đến. Triệu Quốc Đống hít sâu một hơi mới có thể khống chế được mình. Ngón tay khẽ tìm kiếm, một cảm giác ẩm ướt bao lấy ngón tay hắn. À, đây là tiếng rên rỉ của người phụ nữ mà Triệu Quốc Đống rất thích nghe. Hắn cũng không thể khống chế được mình. Bế bổng Từ Xuân Nhạn lên giường, tiện tay ném chăn sang. Từ Xuân Nhạn cũng biết mình không thể thoát thân nên đành phải chấp nhận. Chỉ trong vài giây mà Từ Xuân Nhạn đã phát hiện mình trần như nhộng, cơ thể đầy đặn đã hiện ra trước mặt Triệu Quốc Đống. Vòng eo không chút mỡ, cặp vú to tròn cao vút, hai điểm đỏ hồng run lên trong không khí. Triệu Quốc Đống cũng không hề dừng lại, chiếc quần lót nhung màu đen được lột xuống, cặp mông căng tròn cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Cả đám lông đen mượt cũng hiện ra. Từ Xuân Nhạn xấu hổ lấy tay che mặt. Cô không biết người đàn ông này muốn làm gì, bao dục vọng ẩn chứa bấy lâu nay đã phủ kín tâm hồn cô. Khi Triệu Quốc Đống cởi hết quần áo của mình, hai cơ thể nóng bỏng đã ôm lấy nhau.
có lẽ do hơi lạnh nên hai người quấn chặt lấy nhau. Triệu Quốc Đống đã không chịu được nữa mà tiến vào, theo đó là một tiếng kêu phát ra từ người phụ nữ. Khu vực ẩm ướt, mềm mại đã bao lấy Triệu Quốc Đống. Trong nháy mắt đó, Triệu Quốc Đống không ngờ Từ Xuân Nhạn lại chật hẹp như vậy, hắn không thể không cố gắng khống chế mình, nếu không đúng là sẽ phun ra. Vài giây sau Triệu Quốc Đống lập tức tiến thêm bước nữa, lúc này hắn đã vứt bao phiền phức ra khỏi đầu, nằm trên người phụ nữ mà không ngừng công kích. Từng cơn sóng làm Từ Xuân Nhạn bị bao phủ, cô không nhớ rõ mình đã có mấy năm không cùng đàn ông. Tình dục mấy năm một khi bốc cháy nó có thể nung chảy thế giới này. Cô giờ phút này mới coi như chính thức hưởng thụ khoái cảm tình dục, mà trước đây chỉ là sự vô vị. Đây là điều cuối cùng mà Từ Xuân Nhạn nghĩ được. Từ Xuân Nhạn và Triệu Quốc Đống không biết quấn lấy nhau bao lâu. Triệu Quốc Đống 3 ngày liền chinh chiến nên không nhịn được. Cả Từ Xuân Nhạn và Triệu Quốc Đống cứ thế ôm nhau ngủ. Giấc ngủ này rất ngon, không ai quấy rầy. Triệu Quốc Đống đã lâu không ngủ ngon và dài như vậy. Triệu Quốc Đống tỉnh lại thì không biết đã là mấy giờ, Từ Xuân Nhạn đè trên tay làm cánh tay hắn tê đi. Triệu Quốc Đống cẩn thận rút tay mình ra khỏi đầu của đối phương. Từ Xuân Nhạn lúc này đang cuộn tròn trong người hắn. Cơ thể đấy đã không phải thứ mà mấy cô bé ngây ngô có được. Người phụ nữ 27, 28 chính là lúc có cơ thể đẹp nhất. Triệu Quốc Đống rất cẩn thận rời đi một chút, từ sau nhìn cơ thể của người đẹp, bờ mông, vòng eo tạo thành đường cong quyến rũ. Từ Xuân Nhạn đấy đà mà không béo, cơ thể cân xứng bao hết các khoảng xương sườn, da thịt trắng nõn không có bất cứ dấu vết nào cho thấy cô đã phải làm việc vất vả trong nhà máy. Cực phẩm. Mặc dù lần đầu nhìn thấy Từ Xuân Nhạn, Triệu Quốc Đống đã biết bên dưới bộ quần áo kia là cơ thể mềm mại làm mọi người mong chờ, nhưng giờ phút này hắn mới hiểu được lời nói Thiên Châu là đất sinh mỹ nữ là như thế nào. Có vẻ do Triệu Quốc Đống rời đi nên hơi lạnh, Từ Xuân Nhạn vô thức giật mình, Triệu Quốc Đống vội vàng tiến sát vào phía sau cô, tiện tay kéo chăn mỏng đắp lên. Tay phải rất tự nhiên vòng sang ôm lấy bụng Từ Xuân Nhạn, cơ bụng mềm mại và bộ ngực căng tròn kết hợp một cách hoàn hảo. Tay Triệu Quốc Đống từ từ vuốt ve cặp vú mê người kia, Từ Xuân Nhạn đang ngủ say rất nhanh có phản ứng, không ai có thể duy trì giấc ngủ ở trạng thái này. Cô hờn dỗi liếc nhìn Triệu Quốc Đống, điều này làm Triệu Quốc Đống lập tức giương cờ. Từ Xuân Nhạn thấy phản ứng đó nên mặt đỏ bừng lên, nhẹ nhàng nói. Quốc Đống, còn nhiều thời gian, em phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Nếu không có lời này thì Triệu Quốc Đống còn thôi, nghe người đẹp nói thế thì ngọn lửa càng bốc lên. Chân đưa vào giữa hai chân cô, đẩy lên trên. Từ Xuân Nhạn u oán nhìn hắn nhưng thấy Triệu Quốc Đống không hề lay động nên đành ngoan ngoãn kiễng mông, cho phép người đàn ông kia tiến vào hang lầy lội của mình. Nếu như lần trước là cơn mưa rào thì lần này là cơn mưa phùn mùa xuân. Chẳng qua Từ Xuân Nhạn đột nhiên thấy Triệu Quốc Đống bắt đầu điên cuồng tiến công. Từ Xuân Nhạn quả thực không biết sao người đàn ông nhỏ hơn mình 2 tuổi lại có nhiều kiểu như vậy. Mà động tác quỳ trên giường càng làm cô xấu hổ. Có lẽ tư thế xấu hổ này làm Từ Xuân Nhạn rất hưng phấn, chỉ một lúc cô đã nằm sụi xuống mặt đất, mặc cho Triệu Quốc Đống muốn làm gì thì làm. Cao trào trôi qua, hai người dựa vào nhau. Quốc Đống, em có phải đang bị sao không? Không có gì. Triệu Quốc Đống không muốn việc của mình làm người đẹp buồn. Từ Xuân Nhạn có chút buồn không nói gì. Sao thế Xuân Nhạn? Trong lòng em chỉ có phải chỉ là người bạn trên giường không? Từ Xuân Nhạn bắt đầu rơi lệ. Chị xấu xa đến nỗi em không muốn nói thừa một câu sao? Triệu Quốc Đống vội vàng nói. Chị nói gì vậy, chỉ là chuyện của em rất phức tạp, cũng rất đau đầu, ngay cả em cũng không biết mình sẽ như thế nào. Nếu muốn đối phương phân tâm thì biện pháp tốt nhất là nói chuyện nghiêm trọng hơn. Từ Xuân Nhạn nghe Triệu Quốc Đống nói thế liền vội vàng nói. Sao vậy, có việc gì thế? Triệu Quốc Đống liền nói qua những gì mình đã làm trong gần 5 qua ở Hoa Lâm. Chuyện trong quan trường thì Từ Xuân Nhạn không hiểu mấy, nghe nói quan hệ phức tạp và quy định quan trường, Từ Xuân Nhạn cũng đau đầu. Triệu Quốc Đống cũng biết mình đã lừa được đối phương nên nói. Xuân Nhạn, việc này do em tự giải quyết là được. Xe đến trước núi sẽ có đường mà, cùng lắm em về sở giao thông, ngày sau sẽ tìm cơ hội khác. Từ Xuân Nhạn cũng biết Triệu Quốc Đống đây là nói trái với suy nghĩ. Nếu xuống mà không làm sự nghiệp thì xuống làm gì? Chỉ là trong này cô không có biện pháp chia sẻ với hắn, chỉ có thể dựa sát vào lòng Triệu Quốc Đống mà cả một chút, như dùng cách này để chia sẻ với hắn. Triệu Quốc Đống một lúc sau nghe thấy tiếng chuông điện thoại, hắn thế mới nhớ mình để quên trong xe.
đợi khi Triệu Quốc Đống mặc quần áo xuống lầu lấy máy thì mới phát hiện có không ít cuộc gọi nhỡ. Hắn đang buồn bực có chuyện gì gấp mà gọi nhiều như vậy thì lại có người gọi tới. Chúc mừng, Quốc Đống, cậu đúng là giỏi, đẩy ngã Mai Anh Hoa. Có phải nên mời khách không? Nghiêm Lập Dân cười nói. Cái gì? Triệu Quốc Đống run lên mà nói. Bí thư Nghiêm, ngài nói đẩy ngã gì cơ? Quốc Đống, cậu chẳng lẽ chậm nhận được tin như vậy sao? Chẳng lẽ tôi là người đầu tiên gọi cho cậu? Nghiêm Lập Dân có chút giật mình nói. Không phải nói cậu vừa từ Sơn Đông về sao? Có việc gì thế? Tôi đã về, sáng nói chuyện với Bí Thư Kỳ, sau đó tôi lên Ando. Chẳng qua để quên điện thoại trên xe, bây giờ mới phát hiện. Ngài nói Mai Anh Hoa ngã là sao? Triệu Quốc Đống đưa tay ra hiệu Từ Xuân Nhạn không lên tiếng. Từ Xuân Nhạn không biết việc gì nhưng đành phải dừng lại việc định đi mặc quần áo, cứ như vậy ngồi trên giường. Ha ha, chiều nay họp hội nghị thường ủy nghiên cứu chuyện của cậu. Mai Anh Hoa điều lên làm phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm khu khai phát. Cậu thành phó bí thư huyện ủy, quyền chủ tịch huyện Hoa Lâm. Cậu được đó, có thể phá vỡ ý đồ của tổ chức. Mai Anh Hoa này cũng may mắn, lại được Bí Thư Kỳ và Mục Cương giúp nên đá từ Trấn Bình ra khỏi chức chủ nhiệm khu khai phát. Nghiêm Lập Dân cười phá lên. Cậu vừa động liền tạo phản ứng dây chuyền. Triệu Quốc Đống có chút không thể tin, sáng nay Kỳ Dư Hồng không phải nói tổ chức sẽ phân công công việc cho hắn sao? Sao lại như vậy? Bí thư Nghiêm, ngài nói hội nghị thường ủy đã quyết định ư? Cậu cảm thấy hội nghị thường ủy nghiên cứu việc này có thể diễn ra lại lần nữa sao? Cậu nghĩ hội nghị thường ủy là trò đùa sao? Hừ, lần này là trường hợp đặc biệt, nghe nói lãnh đạo tỉnh cũng lên tiếng, muốn suy nghĩ đến việc thuận lợi triển khai công việc. Nếu không cậu cũng chuẩn bị bị đầy đi. Phương Chí Quốc bị điều tới Cục Lâm nghiệp làm phó bí thư đảng ủy, phó cục trưởng. Tôi chỉ là có chút ngạc nhiên thôi. Bí thư Kỳ khi nói chuyện với tôi đầy vẻ dữ tợn, tôi đúng là nghĩ mình sẽ. Triệu Quốc Đống coi như yên tâm, xem ra lúc này Liễu Đạo Nguyên đã tạo được tác dụng. Thái độ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là rất quan trọng. Được rồi, tôi không nói nữa, có lẽ sẽ có nhiều cuộc gọi tới. Cũng may cậu còn nhớ tới điện thoại di động, cậu tốt nhất mau liên lạc với trưởng ban Trương và bí thư La của cậu đó. Tôi đoán trưởng ban Trương có một số việc cần nói chuyện với cậu. Ngoài ra huyện ủy cũng có chút thay đổi. Vạn Chiêu Dương phụ trách đảng, đàn, không kiêm nhiệm chức chủ nhiệm ủy ban kỷ luật nữa. Ủy viên đảng ủy, tránh văn phòng cục tư pháp, Lỗ Đạt làm phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật. Y đến thì cậu giúp một chút. Ha ha, người của Nghiêm ca tới thì đều là quan anh, còn phải cần anh ta ủng hộ mới được. Yên tâm, Lỗ Đạt này có thể tin, đảm bảo nghe lời. Ý của Nghiêm Lập Dân là gì thì Triệu Quốc Đống hiểu rõ. Quyển 5, chương 95, Tường Thành. Nghiêm Lập Dân nói rất chính xác, không đợi Triệu Quốc Đống gọi ra thì điện thoại di động của hắn không ngừng vang lên. Trương Thiên Phóng bảo hắn lập tức về thị ủy nói chuyện, cụ thể thủ tục gì không nói rõ nhưng có lẽ Trương Thiên Phóng cho rằng Triệu Quốc Đống sớm nên biết. Tương Uẩn Hoa gọi tới, mặc dù chỉ nói với hắn nhưng Triệu Quốc Đống cũng biết trong này Tương Uẩn Hoa đã giúp nhiều. La Đại Hải nói lộ rõ sự vui mừng. La Đại Hải đương nhiên không hy vọng làm việc với Mai Anh Hoa, Phương Chí Quốc cũng không được La Đại Hải thích mấy. Triệu Quốc Đống mặc dù còn trẻ nhưng có năng lực làm việc, đây là điều mà La Đại Hải thích nhất. Xuân Nhạn không biết Triệu Quốc Đống gặp việc gì nhưng cô không nói nhiều. Triệu Quốc Đống lúc này đúng là không có tâm trạng giải thích với cô. Hắn vội vàng đưa Xuân Nhạn về công ty. Công ty Thiên Phu lúc này đã chuyển trụ sở chính tới địa điểm của công ty xây dựng số 9 trước đây. Lại mất 4 tiếng chạy xe như điên, Triệu Quốc Đống về tới Ninh Lăng đã là 9 giờ tối nhưng hắn không dám chậm trễ mà lập tức tới thị ủy. Không ngoài dự đoán Trương Thiên Phóng vẫn ở văn phòng chờ hắn. Trương Thiên Phóng chúc mừng, dặn dò và bảo hắn về huyện bàn với La Đại Hải. Ngày mình y sẽ tự mình đưa Lỗ Đạt tới, đồng thời đưa Mai Anh Hoa đi. Lần này nhân sự huyện Hoa Lâm lại phải điều chỉnh lại. Bảo sao Trương Thiên Phóng lại bận như vậy? Triệu Quốc Đống thành công lên chức khiến cho rất nhiều thay đổi. Vạn Chiêu Dương lên, huyện ủy thiếu một thường vụ, mà ai tới làm phó chủ tịch thường trực cũng chưa có. Hơn nữa Triệu Quốc Đống từ phó sang chính, như vậy 6 phó chủ tịch huyện theo biên chế cũng thiếu một. Mặc dù Triệu Quốc Đống cũng rất hy vọng biết ai tới làm phó cho mình, nhưng hắn biết việc này không phải do hắn quyết định. 3 phó chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa, Vi Biểu, Tân Tồn Hoán. Hai người khác có thể được bầu trong đại hội là Hoàng Thiết Thần cùng Uông Minh Hy, cùng với người chưa được lựa chọn. Trên đường về,
Triệu Quốc Đống cẩn thận phân tích nguyên nhân mình thành công tiến lên. Không thể nghi ngờ thái độ của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy là quan trọng nhất. Sau đó còn có Tương Uẩn Hoa đứng trong mạnh mẽ giúp đỡ, nếu không chỉ sợ Kỳ Dư Hồng không suy nghĩ tới việc cho Triệu Quốc Đống lên chức. Đương nhiên Trương Thiên Phóng có lẽ cũng nói giúp một chút, kết hợp với năng lực cá nhân của Triệu Quốc Đống khiến Kỳ Dư Hồng phải suy nghĩ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống ở Hoa Lâm, hơn nữa Thái Chánh Dương lại rất coi trọng hắn. Mà bây giờ Thái Chánh Dương lại có thêm danh hiệu trợ lý chủ tịch tỉnh, ai cũng biết Thái Chánh Dương đang trong giai đoạn tiến lên. Làm mất lòng một người như mặt trời giữa trưa là quá ngu ngốc. Kỳ Dư Hồng làm việc gì luôn tính toán kỹ càng cho nên quyết định như vậy là hợp lý. Mai Anh Hoa là tâm phúc của y, thậm chí còn đưa đến làm chủ nhiệm khu khai phát. Chẳng qua bây giờ đây không phải việc mà Triệu Quốc Đống cần suy nghĩ, tất cả phải thuận lợi thông qua cuộc bầu cử tuần sau mới là quan trọng nhất. Chủ nhiệm Mai, chúc mừng, chúc mừng. Khu khai phát là Viên Minh Châu của thị xã Ninh Lăng. Ngày sau huyện Hoa Lâm tới học tập thì chủ nhiệm Mai không được giấu đó. Triệu Quốc Đống rất chân thành bắt chặt tay Mai Anh Hoa. Mai Anh Hoa hận đến độ nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù cũng biết trong này có chút phức tạp, Phương Chí Quốc là người gây rối trong đó. Chỉ là Phương Chí Quốc bây giờ đã bị điều tới cục lâm nghiệp, Mai Anh Hoa tin tên đang cười cười nói trước mặt mình cũng có tác dụng trong đó. Chỉ là bây giờ y không thể phát tác. Mặc dù chức chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát là rất béo bở, nhưng bị đuổi khỏi Hoa Lâm như vậy thì ai chịu được. Mai Anh Hoa không phải người rộng lượng, là kẻ có thù nhất định phải báo. Ha ha, Chủ tịch Triệu, anh nói đi đâu vậy? Huyện Hoa Lâm có anh là lá cờ đầu thì sẽ thuận mưa thuận gió, tài nguyên phong phú, đâu cần ra ngoài học. Mai Anh Hoa cười nói. Chủ nhiệm Mai nói đùa rồi, nếu nói lá cờ đầu thì khu khai phát chính là lá cờ đầu của Ninh Lăng chúng ta. Thị xã không phải đưa mấy hạng mục lớn tới khu khai phát sao? Ai chẳng biết khu khai phát chính là cánh cửa cải cách của Ninh Lăng chúng ta. Triệu Quốc Đống cười cười ra vẻ không nghe ra ý đồ của đối phương. Chủ nhiệm Mai rất giỏi thu hút đầu tư khi còn bên Tào Tập, hai công ty lớn đầu tư vào đó làm mọi người rất hâm mộ. Lãnh đạo thị xã điều anh tới khu khai phát chính là muốn phát huy tài năng. Mai Anh Hoa hơi đổi mặt, Triệu Quốc Đống này đúng là nói rất sắc bén như đao, nhưng lại làm người ta không thể bắt được nhược điểm. Người ngoài nghe thì thấy hắn khen mình, ai biết trong này ẩn giấu ý đồ. Chủ tịch Triệu, anh mới là người dũng mãnh, hơn 20 tuổi đã phụ trách một phương, một năm nhảy hai bậc. Anh hùng xuất thanh niên, tôi thấy những người ngồi đây về sau chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của anh. Trương Thiên Phóng cười cười nhìn hai đối thủ này giao đấu. La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương không nói gì, chỉ có phó bí thư huyện ủy, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lỗ Đạt mới điều tới là có chút hứng thú. Trong mắt y hai người này đều là những người kiêu ngạo ở thị xã Ninh Lăng. Sau lưng hai người đều có rất nhiều nhân vật lớn, cuộc giao phong này chỉ có thể thỏa hiệp. Lão Mai, không còn sớm nữa. Ban quản lý khu khai phát đang chờ chúng ta. Trương Thiên Phóng chờ hai người nói chuyện vài câu rồi nói. Lão La, Lão Vạn, bên này tôi nhờ hai vị. Còn có một tuần nữa là tuyển cử, tôi hy vọng lần sau tôi tới là chúc mừng. Trưởng ban Trương yên tâm, cuối tuần ngài tới là có thể uống rượu mừng. La Đại Hải cười nói. Phương Chí Quốc xin phép bị bệnh không tới, mọi người đều có thể hiểu. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thất bại mặc dù nuối tiếc nhưng đó là tất nhiên. Mai Anh Hoa khẽ hừ một tiếng rồi không nói nhiều trực tiếp đi lên xe của Trương Thiên Phóng. Trương Thiên Phóng thấy thế liền nhíu mày, nhưng sau đó y nghĩ thì thấy dù là ai gặp việc này cũng khó chịu mà. Có thể khống chế tâm trạng của mình, không lộ ra mặt là giỏi lắm rồi. Đợi Trương Thiên Phóng rời khỏi trụ sở huyện ủy, La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương mới cười ha hả bắt tay Triệu Quốc Đống. Quốc Đống. Tuy nói bây giờ chưa phải lúc chúc mừng nhưng bí thư Lỗ tới, trưa nay phải chào mừng bí thư Lỗ chứ. Tới khách sạn Hoa Lâm. Bữa trưa không có nhiều người tham gia, ngoài mấy lãnh đạo cao cấp ra thì không còn ai khác. Uống một trận Triệu Quốc Đống thấy rất bình thường nhưng Lỗ Đạt lại không chịu nổi. Đừng nhìn y mặc dù họ của Lỗ Chí Thâm nhưng uống không nhiều, vài chén vào bụng mà mặt đã đỏ như quan công. Cũng may Lỗ Đạt cũng không có tính cách uống rượu nói nhiều như Lỗ Chí Thâm. Uống xong liền trực tiếp về nhà khách nghỉ. Quốc Đống, xem ra Lỗ Đạt cũng là người sảng khoái, trước kia không qua lại mấy. Lỗ Đạt từ cục tư pháp điều tới. Lão Vạn, anh có biết không? Trong phòng chỉ còn ba người tỉnh táo. La Đại Hải uống đúng như tên, uống rất giỏi. Không quá quen, không phải bên hệ thống ủy ban kỷ luật, cũng không biết sao từ hệ thống bên ngoài được điều vào.
Vạn Chiêu Dương lắc đầu nói, tuổi y tương đương là đại hải, chỉ còn tầm 2 năm nữa là xong. Vì thế nhiều người thấy y được phụ trách đảng, đàn là rất ngon, nhưng Vạn Chiêu Dương thấy bình thường. Nghe nói bí thư Nghiêm Lập Dân mạnh mẽ đề cử, bí thư Kỳ cũng gật đầu nên thành công. Ừ, có lẽ là như vậy, nếu không hệ thống chính pháp sao có thể vào bên ủy ban kỷ luật. Bí thư La, bí thư Vạn, không cần biết y từ đâu tới, có thể cùng chúng ta làm việc tốt cho dân chúng Hoa Lâm là đủ rồi. Nếu như là người muốn tới ngồi đó mà lên chức, chỉ cần không gây loạn là được. Nhưng nếu tới đây gây rối thì chúng ta cũng sẽ không khách khí. Triệu Quốc Đống nói đã vô tình gắn hắn, là Đại Hải và Vạn Chiêu Dương với nhau. Hắn biết mình mặc dù có uy tín ở cơ sở, nhưng đối với các phòng ban lại hơi kém. Ngoài phòng giao thông ra thì các phòng khác hắn đều xa lạ. Nếu muốn thuận lợi vượt qua đại hội, muốn triển khai công việc thuận lợi thì cần được hai người này ủng hộ. Quốc Đống yên tâm, tôi và Lão Vạn đã bàn với nhau. Cậu có năng lực, ánh mắt nhạy bén, nhiều quan hệ, Ninh Lăng chúng ta vẫn xếp cuối tỉnh, Hoa Lâm còn xếp cuối Ninh Lăng. Nói thật tôi là bí thư khi đi họp cũng xấu hổ. Đến khi cậu tới thì Hoa Lâm mới khởi sắc, tôi và Lão Vạn cũng tới tuổi, chỉ mong làm gì đó cho quê hương. Cậu cứ mạnh dạn làm việc, dù là công việc hay vấn đề nhân sự thì cậu cứ nói ra, chỉ cần có lợi cho triển khai công việc, có lợi cho huyện phát triển thì tôi và Lão Vạn sẽ ủng hộ. Triệu Quốc Đống có chút cảm động nói. Bí thư La, bí thư Vạn, Triệu Quốc Đống tôi mặc dù còn trẻ nhưng không phải người không biết điều, nếu tổ chức giao nhiệm vụ cho tôi sẽ nỗ lực làm tốt. Không cần biết tôi ở lại Hoa Lâm bao lâu, dù chỉ ở một ngày tôi cũng sẽ tranh thủ khiến huyện ta tiến lên. Quyển 5, chương 9-16, quyển sổ nhỏ. Trong mấy ngày kế tiếp Triệu Quốc Đống chủ yếu dồn tinh lực vào việc thăm hỏi các ban ngành cấp huyện, trên thực tế việc tuyển cử các cơ quan cấp huyện không dễ dàng xảy ra vấn đề. Đối với sự bất định ở các xã, trấn nông thôn thì sẽ có những cán bộ quần chúng đến từ các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp có giác ngộ hay là tính kỷ luật ổn định hơn nhiều so với các xã, trấn. Nhất là Triệu Quốc Đống đã tỏ ý đảm bảo tình hình kinh phí và phúc lợi cho các cán bộ cơ quan và nhân viên đơn vị sự nghiệp nên khi hắn đến nơi nào thì cũng đều gặp cảnh hoan nghênh nhiệt liệt khiến Triệu Quốc Đống có phần lúng túng. Triệu Quốc Đống dùng 4 ngày để cưỡi ngựa xem hoa đi khắp hàng chục các cơ quan cấp huyện cùng với bệnh viện, trường học và đơn vị sự nghiệp, có thể nói là bận tới mức chân không chạm đất sau đó vẫn không chịu dừng vó chân mà lại bắt đầu cuộc hành trình tới các xã, trấn. Theo sát Triệu Quốc Đống có Hoàng Thiết Thần và Uông Minh Hy, sự xuất hiện của Triệu Quốc Đống giống như một sự kiện, không ai dám cam đoan việc phiếu bị trả lại sẽ không rơi vào đầu mình nên lúc này cúi đầu thấp giọng để kết nối tình cảm chắc chắn là sự bảo chứng tốt nhất để giới thiệu cho tổ chức. Đi cùng với Triệu Quốc Đống xuống xã, trấn còn có một thường vụ mới được bổ nhiệm, ngay cả La Đại Hải cũng phải than thở thị ủy xác định chọn người dường như thay đổi quá nhanh. Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy huyện Vân Lĩnh tới đây đảm nhiệm thường vụ huyện ủy huyện Hoa Lâm, căn cứ ý đồ của tổ chức thì hắn cũng phải chịu khảo nghiệm của đại biểu nhân dân trong cuộc đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện để tranh giành một ghế phó chủ tịch huyện còn thiếu. Lúc Tào Uyên tới đây cũng là lúc ba người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống cùng với Vạn Chiêu Dương được triệu tập đặc biệt tới ban tổ chức thị ủy. Hai người Tưởng Uẩn Hoa và Trương Thiên Phóng nhấn mạnh với ba người phải làm tốt công tác tổ chức tuyển cử, bảo đảm thực hiện triệt để ý đồ của tổ chức, ngụ ý tự nhiên là gõ đám huyện ủy Hoa Lâm một chút, Triệu Quốc Đống cố nhiên phải lên mà Tào Uyên cũng nhất định lên. Nói đến đây thì ba người La, Triệu, Vạn hiển nhiên đều hiểu được, Tào Uyên từ thường vụ huyện ủy Vân Lĩnh đến đây tiếp tục đảm nhiệm thường vụ. Đương nhiên không phải chỉ là để thỏa mãn với chức phó chủ tịch thường trực huyện đơn giản như vậy. Nói cách khác việc chọn người làm phó chủ tịch thường trực huyện về cơ bản đã định chắc rồi, Triệu Quốc Đống thay cho Miêu Anh Hoa và cũng tiếc cho Vi Biểu nhưng hắn đương nhiên cũng chỉ có kiên quyết phục tùng, hơn nữa còn phải bảo đảm sau này vị trí đứng thứ hai vững vàng mới được. Quốc Đống, Lão Uông lên thì cậu tính chọn ai làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện? Bởi vì thời gian này bộ máy nhân sự lãnh đạo cấp huyện thay đổi quá mức thường xuyên và kịch liệt nên vấn đề nhân sự nghiên cứu xong trước đây tạm gác lại. Khi Triệu Quốc Đống đi vào phòng họp nhỏ thì thấy chỉ có ba người La Đại Hải, Vạn Chiêu Dương và Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống liền nghĩ có chút ý vị đây. Còn có hai ngày nữa là tới Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, biết chuyện này không thể kéo dài nên không ít cán bộ trong huyện đã có động tác, cái ghế mới số 2 của Triệu Quốc Đống và ghế cũ của La Đại Hải đều trở thành vị trí nóng bỏng tay. La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đều cảm thấy phải mau chóng giải quyết vấn đề nghi nan này. Trưởng ban Địch có chọn được người nào thích hợp hay không?
tuy rằng trong đầu đã sớm chọn được người thích hợp nhưng Triệu Quốc Đống vẫn tỏ ra lễ phép tôn trọng ý kiến của bên tổ chức. Quốc Đống, tôi cũng đã hỏi bên lão địch rồi, Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện gần như là quản gia đại nội của Ủy ban Nhân dân huyện, cậu là chủ tịch huyện nên người này tốt nhất là do cậu chọn, bên tổ chức cũng muốn nghe xem ý kiến của cậu. La Đại Hải lắc lắc tay ý bảo Triệu Quốc Đống không cần phải khách khí, hắn cũng biết trong lòng Triệu Quốc Đống đã sớm chọn được người. Địch Hóa Dũng có thể coi là một cán bộ tốt một lòng đi theo đảng ở trong ban tổ chức, Châu Trì Trường làm bí thư huyện ủy thì hắn kiên quyết phục tùng ý đồ của Châu Trì Trường, đến khi mình lên chức thì tuy rằng mọi người đều biết nhiệm kỳ cũng chỉ có 1-2 năm nhưng Địch Hóa Dũng cũng tuyệt đối chấp hành ý của mình. Điều này khiến cho trước kia La Đại Hải nhận định cách làm của Địch Hóa Dũng không có nguyên tắc cũng không thể không thừa nhận người này đích thật là một đồng chí tốt. Nếu bí thư La muốn tôi nói thì tôi xin đề nghị Quế Toàn Hữu bí thư đảng ủy xã Kỳ Lân tới đảm nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Triệu Quốc Đống cũng không nói thừa mà đơn giản nói. Lão Vạn, lão Địch, ý kiến của hai người thế nào? La Đại Hải hướng ánh mắt về phía hai người. Được, Quế Toàn Hữu xuất thân là giáo viên, làm lãnh đạo cũng được. Tính tình trầm ổn, rất thích hợp làm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện. Vạn Chiêu Dương gật gật đầu. Quế Toàn Hữu 36 tuổi quê quán ở huyện Trường Giang địa khu Hoài Khánh, năm 82 tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm Nam Hoa rồi tham gia công tác, năm 86 để quan hệ vợ chồng thuận lợi nên điều đến trường sơ trung xã Kỳ Lân, năm 87 thì điều đến Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Lân, năm 90 bắt đầu đảm nhiệm Chánh văn phòng đảng chính xã Kỳ Lân, phó chủ tịch xã, bí thư đảng ủy xã. Bất cứ lúc nào thì Địch Hóa Dũng cũng có tác phong cẩn thận tỉ mỉ này. Tôi đồng ý ý kiến của Phó Bí Thư Vạn, Quế Toàn Hữu thích hợp đảm nhiệm Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện nhất. Thế thì quyết định như vậy đi, lão Địch, lão cứ đợi sau Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc rồi đề xuất chọn người điều chỉnh cùng luôn một thể. Thời gian cũng không còn đủ 2 ngày, hôm nay chúng ta quyết định luôn một thể tránh cho một số người đỡ phải chạy lên chạy xuống. La Đại Hải vỗ bàn chốt hạ. Thời Châu Trì Trường thì nghiên cứu nhân sự về cơ bản vẫn dựa theo kết cấu là 3 người bí thư huyện ủy, phó bí thư phụ trách đảng, trưởng ban tổ chức xác định còn chủ tịch huyện dự thính. Sau khi xác định được nhân tuyển thì sẽ đưa lên hội nghị thường vụ huyện ủy để nghiên cứu, tất nhiên trước đó cũng phải kết nối một chút, tỉ như nếu muốn xác định người nào làm trưởng phòng công an thì cũng phải trưng cầu ý kiến của bí thư chính pháp ủy cho phải phép, xác định trưởng phòng nông nghiệp cũng phải kết nối với phó chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp. La Đại Hải cũng không ngoại lệ. Chẳng qua sau khi Triệu Quốc Đống gia nhập bàn cờ này thì La Đại Hải cũng không để ý lắm tới việc hắn phát biểu ý kiến, dù sao chỉ cần xác định được phương hướng, nhất trí mục tiêu, Triệu Quốc Đống còn trẻ tuổi, làm việc, dùng người cũng có ý nghĩ và ý đồ của bản thân. Mình cũng đã tỏ thái độ ủng hộ công tác của hắn nên về vấn đề dùng người mà lại cứ cản trở thì không thể nào nói nổi. Trưởng phòng đất đai Vương Á Phong, chủ nhiệm ủy ban kế hoạch kinh tế Lưu Bình, Mã Liên Trình bí thư đảng ủy xã Song Hà. Mạc Đức Hữu bí thư đảng ủy xã Đãng Khê đều đã có tuổi rồi, mặt khác trưởng phòng ngoại thương Triệu Thiên Minh bị ung thư ruột, cơ thể đã suy sụp nên giờ cũng không thích hợp đảm nhiệm trưởng phòng. Còn việc chọn một đám người vào chức phó cũng cần phải nghiên cứu. Địch Hóa Dũng vừa lật quyển sổ nhỏ trong tay ra vừa giới thiệu. Trưởng ban Địch, ngài có biết là có rất nhiều người muốn được xem cuốn sổ nhỏ này của ngài hay không? Quyển sổ này chẳng biết là liên quan đến tiền đồ của bao nhiêu người nữa. Thấy bộ dạng nghiêm trang của Địch Hóa Dũng, Triệu Quốc Đống nổi tính trẻ con cười trêu. Ha ha, tôi đoán ngoài 3 người chúng ta ngồi đây đều rất muốn xem quyển sổ này. Ha ha, Phó Chủ tịch Triệu thật biết nói đùa, đây chẳng qua chỉ là một ít tích lũy trong công tác thường ngày của tôi, vị trí nào còn khuyết, biểu hiện của cán bộ như thế nào, tình hình cơ bản của cán bộ như nào, nhất nhất tôi đều ghi lại chứ nếu không lãnh đạo hỏi tới lại phải đi thu thập thì sẽ là thất trách. Địch Hóa Dũng cũng biết Triệu Quốc Đống đang nói đùa nên cũng mỉm cười hiếm thấy. La Đại Hải cũng mỉm cười. Lão Địch, quyển sổ này không phải lão thường xuyên lấy ra đó chứ, nếu không chắc chắn có người sẽ nhìn chằm chằm quyển sổ này, quản không tốt sẽ có kẻ trộm quyển sổ này rồi lén sao chép hoặc là mua chuộc người trong nhà của lão. Ha ha, đến lúc đó thay đổi nhân sự trong huyện chúng ta lại bị nắm rõ ư. Không có chuyện đó, tôi chưa bao giờ đem quyển sổ này về nhà. Chỉ trong những lúc như hiện giờ hoặc là một mình trong văn phòng thì tôi mới ghi chép và đọc thôi. Địch Hóa Dũng lắc đầu. Vạn Chiêu Dương cũng liếc nhìn quyển sổ dày cộp trong tay Địch Hóa Dũng, xem ra đều là tài liệu đã ghi chép nhiều năm rồi, trông thì không đẹp mắt nhưng lại liên quan đến vận mệnh cán bộ các phòng ban trong toàn huyện. Ha ha, nói vui thôi, trưởng ban Địch cũng làm ở Hoa Lâm chúng ta không ít năm rồi nhỉ.
Triệu Quốc Đống cũng không quá quen với Địch Hóa Dũng, nhưng tưởng Uẩn Hoa từng nói người này mặc dù có chính trực bảo thủ nhưng lại khá biết quy củ, bình thường đều quán triệt thực thi ý đồ của lãnh đạo. Nói cách khác, bất kể là ai làm bí thư huyện ủy thì hắn đều là một người đáng để lãnh đạo tin dùng. Ừ, tôi là người Ninh Lăng, hiện giờ là quận Đông Giang nhưng tham gia công tác ở Hoa Lâm, trước nay vẫn luôn ở ban tổ chức, ngoài 3 năm xuống Song Hà làm bí thư đảng ủy ra thì đều chưa từng bước ra khỏi cánh cửa tổ chức nhân sự. Địch Hóa Dũng cũng có hơi cảm khái, rất hiếm khi hắn bộc lộ biểu tình này, đại khái cũng là do thấy tinh thần phấn chấn mạnh mẽ của Triệu Quốc Đống cũng đã là phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện nên mới có cảm xúc như vậy. Triệu Quốc Đống dường như cũng cảm nhận được tâm tư của đối phương, lặng lẽ không nói gì, vẫn là Vạn Chiêu Dương lên tiếng phá vỡ im lặng. Quên đi, lão La, lão Địch, chúng ta đều già rồi, thế giới ngày nay thuộc về những người trẻ tuổi như Quốc Đống. Quốc Đống, cậu phải làm cho tốt đó. Ít nhất thì nguồn gốc của cậu không phải cũng là từ Hoa Lâm chúng ta hay sao? Ngày sau nếu phát đạt thì cũng đừng quên mấy lão già chúng ta đó. Phó Bí Thư Vạn, sao ngài lại nói vậy? Bất kể sau này tôi có như nào thì ngài, Bí Thư La và trưởng ban Địch cùng với những người thầy, bạn bè đã từng trợ giúp tôi thì cả đời Triệu Quốc Đống này cũng không quên được, dù có tiến thêm thì cũng không thể tách khỏi sự ủng hộ của chư vị mà. Triệu Quốc Đống tự nhiên nói ra những lời chân thành nhất. Tốt lắm, tốt lắm. Mọi người không cần xúc động nữa, chúng ta hãy quay lại chính để đi, Hoàng Thiết Thần sẽ lên nên vị trí trưởng phòng giao thông để chống, năm sau cũng là năm quan trọng để huyện chúng ta kiến thiết giao thông, quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa phải làm xong và thông đường. Hơn nữa lần trước Quốc Đống cũng nói với tôi rằng quốc lộ Trác Đích cũng đưa vào quy hoạch, việc chọn người làm trưởng phòng giao thông cũng cần chọn xong, Quốc Đống, cậu là từ văn phòng giao thông tỉnh xuống dưới mà cũng quen thuộc với tình hình phân công quản lý giao thông một năm vừa rồi. Nhân tuyển này cho cậu xác định đi. Vạn Chiêu Dương nhíu mày cảm thấy không hài lòng, lão La này có phải là đã quá dung túng Triệu Quốc Đống hay không? Tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện thì thôi, còn đằng này một vị trí trọng yếu như trưởng phòng giao thông sao cũng để Triệu Quốc Đống đề cử, coi ban tổ chức ở đâu chứ? Chẳng qua La Đại Hải liếc mắt sang về phía Vạn Chiêu Dương rồi gật gật đầu, Vạn Chiêu Dương lập tức hiểu ra, e là việc chọn người vào cái ghế trưởng phòng này đã được Triệu Quốc Đống và La Đại Hải thương lượng trước đó rồi. Đây bất quá chỉ là trình tự thủ tục mà thôi chứ chẳng thể chen vào phản đối được. Quyển 5, chương 97, trúng cử. Quả nhiên sau khi Vương Nhị Khải được xác định làm trưởng phòng giao thông thì tới lúc điều chỉnh nhân sự các phòng ban và xã trấn thì Triệu Quốc Đống liền biết điều và ít phát biểu ý kiến. Sau khi Triệu Quốc Đống đề nghị Thôi Thiên Cầm tiếp nhận vị trí bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy thị trấn không được tán đồng thì hắn liền ngậm miệng không nói. Triệu Quốc Đống hiểu rõ ràng. Mặc dù mình đã là phó bí thư huyện ủy kiêm chủ tịch huyện nhưng đó là chỉ là xây dựng một nền móng để mình có thể làm công tác cơ sở đến nơi đến chốn chứ không có nghĩa mình có thể vung tay múa chân tùy tiện trong vấn đề nhân sự. Việc trưng cầu ý kiến của mình về chọn người làm tránh văn phòng ủy ban nhân dân huyện và trưởng phòng giao thông cũng đã là hiếm có rồi. Tuy rằng La Đại Hải và Vạn Chiêu Dương đều tỏ thái độ ủng hộ công tác của mình nhưng nhân sự là một vấn đề tương đối mẫn cảm. Người mà bọn họ nhận định cũng là người mà theo bọn họ nghĩ có thể làm tốt công tác. Triệu Quốc Đống cũng có thể lý giải, nếu một bí thư huyện ủy và một phó bí thư huyện ủy phụ trách đảng mà không tiến cử được người của mình thì chỉ nói rõ một điều là bọn họ không xứng ngồi vào vị trí này. Thôi Thiên Cầm được điều làm bí thư đảng ủy xã Kỳ Lân, Du Minh Phú điều làm phó bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ, chủ trì công tác chính quyền trấn, còn phó chủ nhiệm ban kỷ luật huyện, Hoàng Dương điều làm bí thư khu ủy khu Mã Thủ kiêm bí thư đảng ủy trấn Mã Thủ. Việc thay đổi điều chỉnh phức tạp cũng làm cho Triệu Quốc Đống hiểu thêm về thủ đoạn linh hoạt và thao tác thành thạo trong phương diện này của ban tổ chức. Bí thư khu ủy kiêm bí thư đảng ủy trấn hiển nhiên cao hơn bí thư đảng ủy xã, còn chủ tịch trấn điều làm bí thư đảng ủy thì cũng coi như là thăng nửa cấp, dù sao cũng coi như là trở thành người đứng đầu một địa phương, việc điều chỉnh một cách khéo léo như vậy có thể làm thỏa mãn cao nhất dục vọng thăng chức của mọi người. Qua một năm vừa rồi, tôi cảm nhận sâu sắc sự thuần phát và nhiệt tình của nhân dân Hoa Lâm. Nhân dân thiện lương cần cù lao động trên mảnh đất phì nhiêu đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích. Được sự tín nhiệm của quý vị đại biểu, tôi cảm thấy áp lực rất lớn khi được trúng cử làm chủ tịch huyện, tôi hứa sẽ không phụ sự ủy thác của nhân dân, huyện ủy, lãnh đạo đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc của huyện, tôi sẽ cố hết sức. Triệu Quốc Đống có cảm giác hơi luống cuống, đối mặt với hội trường đông nghìn nghịt người mà tuyệt đại đa số đều chưa quen thuộc. Ngoại trừ nhóm cán bộ đoàn chủ tịch đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc và lãnh đạo xã trấn thì đa số đại biểu khác hắn đều hết sức xa lạ, mà chính những lá phiếu của đa số người này lại nhấc mình lên vũ đài chính trị. Tôi có một vài suy nghĩ,
Một là tiếp tục đẩy mạnh kiến thiết các tuyến đường giao thông nòng cốt, cố gắng sớm thông xe hai con đường quốc lộ Tân Hoa và Bồng Hoa để tạo mạch máu cho quốc kế dân sinh toàn huyện ta. Thứ hai, tận dụng công ty Đại Hoa và công ty Tam Diệp, hai công ty khổng lồ về năng lực gia công hiện đã bắt đầu kiến thiết để tăng cường cho các xí nghiệp gia công chế phẩm thịt, đẩy mạnh xây dựng cơ sở chăn nuôi nuôi dưỡng vùng núi khu Tân Bình phía Bắc tới khu Tử Cố phía Tây. Đồng thời tranh thủ giới thiệu một loạt xí nghiệp gia công sâu các sản phẩm động vật, xúc tiến nuôi dưỡng, giết mổ, gia công các loại thịt, các sản phẩm phụ gia, thành một dây chuyền sản xuất lớn mạnh, đưa huyện ta trở thành căn cứ chăn nuôi, nuôi trồng và gia công trọng yếu phía Đông An Nguyên. Thứ ba, việc kiến thiết khu du lịch núi Hốt Luân xã Kỳ Lân có ý nghĩa to lớn đối với ngành du lịch huyện ta, kéo nền công nghiệp đứng thứ ba của huyện ta và tăng thêm sức ảnh hưởng vốn có tác dụng cực đại. Chúng ta phải dốc toàn lực bảo đảm khu du lịch này được kiến thiết thuận lợi và hoàn thành, bắt nó tạo thành một cửu trại câu của tỉnh An Nguyên chúng ta. Cửu trại câu, một huyện thuộc Châu A Ba, Tây Tạng và khu tự trị Choang ở miền Tây tỉnh Tứ Xuyên, là thắng cảnh bậc nhất Trung Quốc. Thứ tư, lợi dụng trái cây, trà và tài nguyên rừng phong phú ở khu Hà Khẩu phía Nam để đưa vào các xí nghiệp dẫn đầu về gia công các sản phẩm về trái cây, trà, tiến thêm một bước trong việc khai thác tài nguyên ở phía Nam huyện ta, thúc đẩy nông dân địa phương tăng thu nhập và làm giàu. Cuối cùng, tôi cũng mong muốn các đại biểu tiến hành giám sát bản thân tôi, nếu phát hiện tôi có hành vi không liêm khiết thì lập tức báo cáo với các ban ngành hữu quan bên trên. Tiếng vỗ tay vang dội như sấm dành cho Triệu Quốc Đống trúng cử với số phiếu bầu cao. Bài phát biểu của Triệu Quốc Đống rất ngắn gọn hơn nữa lại đều rất thực tế, chủ yếu đề xuất những kế hoạch và ý tưởng thiết thực để phát triển các khu kinh tế trong toàn huyện. Đây đúng là điều mà các cán bộ xã, trấn đều hy vọng được nhìn thấy, kinh tế phát triển thì chẳng những khiến cho nông dân nông thôn tăng thu nhập làm giàu mà còn khiến các khoản thu từ thuế đóng góp cho tài chính tăng rất nhiều. Hơn nữa các khoản tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi của cán bộ sẽ được bảo đảm, đây cũng là điều mà các đại biểu đến từ các cục, sở chú ý. Thường vụ Thị ủy, trưởng ban tổ chức Trương Thiên Phóng đại biểu cho Thị ủy nói chuyện rất nhiệt tình, rào rạt, đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc cuối cùng được bế mạc trong tiếng quốc ca trang nghiêm. Nhìn từng đoàn đại biểu lục tục rời khỏi khách sạn Hoa Lâm, Triệu Quốc Đống có cảm giác cơ mặt mình cứng đờ cả lại, tuy rằng Triệu Quốc Đống cũng rất cảm động đối với sự nhiệt tình của các đại biểu nhưng mà suốt một thời gian dài như thế nên hắn gần như sắp không thể chịu được nữa rồi. Nhất là một ít đại biểu xã, trấn có không ít vấn đề cụ thể muốn phản ánh với trực tiếp với tân chủ tịch huyện mới trúng cử, điều này khiến Triệu Quốc Đống càng thêm khó đỡ được. Hoa Lâm là một huyện tài chính nghèo mà bây giờ làm cái gì cũng không tránh khỏi dùng đến tiền, tài chính duy trì không nổi, bao năm qua chuyện xấu vì nợ nần chồng chất có không ít, là Đại Hải từng làm chủ tịch huyện nên trong lòng biết rõ. Nhìn thấy Triệu Quốc Đống cầm một đống đề án trong tay mà mày nhíu chặt đi vào văn phòng của mình, là Đại Hải không kìm nổi nghĩ thấy vui mừng. Làm chủ tịch huyện thì đứng ở trên đài nở mày nở mặt vô cùng, nhưng khi xuống dưới thì sẽ bị một đống khó khăn, phức tạp ép đến mức không thở nổi. Quốc Đống, cảm giác thế nào? Trăm vị lẫn lộn chứ? Đại biểu nhân dân hy vọng rất cao vào cậu đó, thấy cậu mới tới hơn một năm mà đã mang đến cho Hoa Lâm chúng ta không ít biến hóa, cho nên đại biểu nhân dân tự nhiên cũng đề cao khẩu vị. Ha ha, nhìn xem, rất nhiều đề án trên tay cậu đều là chuyện cũ năm xưa. Khi tôi làm chủ tịch huyện cũng không có biện pháp giải quyết, có vài đại biểu cũng tự nhiên bỏ quên, lúc này thấy cậu là thành người mới thì còn không phải là dung cây tiền như cậu hay sao? Bí thư La, ngài cũng đừng cười nhạo nữa, công tác của Ủy ban Nhân dân huyện cũng là được khai triển dưới sự lãnh đạo của huyện ủy, nếu ngài không để tôi khởi động thì tôi cũng không có biện pháp khai triển được. Triệu Quốc Đống cười khổ nói, xem ra hàng năm La Đại Hải cũng bị đống đề án của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc làm cho tối mày tối mặt. Đến giờ cuối cùng thoát khỏi thì lại rơi vào đầu mình. Lãnh đạo huyện ủy chỉ đạo phương hướng, ủy ban nhân dân huyện chiếu theo mà thi hành, phát triển kinh tế, cải thiện tài chính, kiến thiết cơ sở, giải quyết khó khăn cho công nhân viên chức, phát bổ sung tiền lương, tất cả đều là chuyện của ủy ban nhân dân huyện ủy hết sức ủng hộ cậu nhưng cụ thể từng chuyện thì bên ủy ban nhân dân huyện tự đi giải quyết. La Đại Hải vui tươi hớn hở nói. Không cần nhìn. Đám làm ầm ĩ nhất chắc chắn là trợ cấp tài chính cho cán bộ thôn tổ và tiền trợ cấp còn thiếu cho giáo viên ngoài biên chế. Đây chính là vấn đề tồn dư nhiều năm, hiện tại tài chính các cấp, nhất là tài chính xã, trấn đều thu không đủ chi, nếu không thì cũng là giật gấu vá vai, cứ năm này qua năm khác chính quyền các xã trấn đều nợ liên miên không dứt, mỗi năm tòa án huyện cũng phải tiếp nhận không ít đơn kiện chính quyền xã, trấn, ôi, mọi người gần như cũng đã thành thói quen rồi nên giờ thấy cậu đến nên bọn họ cảm thấy lại có hy vọng. Bí thư La, ngài đúng là liệu sự như thần,
tôi đã tọa đàm với các đại biểu, đám người ầm ĩ nhất chính là về tiền lương của cán bộ thôn tổ, hiện tại rút các khoản thu từ ngân hàng cũng rất gian nan, hơn nữa huyện cũng nhắc đi nhắc lại không được tăng giá, phúc lợi đãi ngộ cán bộ cấp thôn rất kém, hơn nữa đều lo sau này không giải quyết được, công tác không có tính tích cực, mà dựa vào chính quyền xã, trấn để giải quyết lại không thực tế, đấy là một. Cái thứ hai chính là vấn đề trợ cấp giáo viên ngoài biên chế, mỗi một xã, trấn đều có mấy chục giáo viên ngoài biên chế, tuy rằng quốc gia đã có chính sách luân chuyển công tác để giải quyết nhưng trong huyện vẫn chưa làm được chu đáo. Về điểm này thì xã trấn có ý kiến rất nhiều, kịch liệt yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện thực thi đầy đủ chính sách này, lấy tính tích cực từ việc điều động giáo viên ngoài biên chế, đồng thời cũng giảm bớt áp lực tài chính của xã, trấn. Triệu Quốc Đống cũng không khỏi thán phục La Đại Hải dự đoán chính xác. Quốc Đống, những điều cậu nói thì tôi cũng biết, vấn đề phúc lợi đãi ngộ cán bộ cấp thôn và xáo trộn về sau ở Ninh Lăng chúng ta thậm chí toàn tỉnh An Nguyên đều tồn tại, chẳng qua do huyện chúng ta quá nghèo nên càng nổi bật hơn cả mà thôi. Rút tiền từ ngân hàng thì do pháp luật thiếu tính cứng rắn để duy trì, không giống như thuế nông nghiệp hay phí thủy lợi, đây là công lương quốc thuế, không ai có thể nói gì, nhưng lãi mẹ đẻ lãi con, nếu trong quá trình thu hồi mà cậu dùng phương thức, phương pháp không đúng thì sẽ khiến cho mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Xã, trấn đó sẽ phải gánh chịu áp lực nhất định. La Đại Hải vừa lắc đầu vừa kiên nhẫn trấn an Triệu Quốc Đống. Quốc Đống, không nên gấp gáp, cơm phải gấp ăn từng miếng, chuyện gì cũng phải xử lý từng cái một, chờ tình trạng tài chính tốt lên thì huyện đương nhiên cũng muốn bàn bạc thực sự cho cán bộ nông thôn, nhưng điều kiện hiện tại thì không cho phép. Vậy còn chuyện giáo viên ngoài biên chế thì sao? Tình hình cũng không khác là mấy, mỗi một việc đều không thoát khỏi dính dáng đến tiền. Nếu như chuyển thành giáo viên nhà nước thì tất cả kinh phí cho họ sẽ do tài chính huyện chi trả, biên chế gần đây không có nhiều như vậy. Nếu muốn giải quyết toàn bộ thì tài chính huyện không thể duy trì nổi, hiện giờ kinh phí giáo dục của huyện đã trong cảnh thắt lưng buộc bụng rồi. Vốn vấn đề này tôi và Bí Thư Châu đã từng thảo luận nhiều lần nhưng kết quả vẫn chỉ có một, từ từ sẽ đến, mỗi năm cấp 7, 8 chỉ tiêu, một khu cũng có thể đến lượt 1-2 lần để tất cả mọi đều có hy vọng, thông qua bình xét để giải quyết từng bước. La Đại Hải cũng có phần bất đắc dĩ thở dài nói. Quốc Đống, đây là nỗi bi ai của huyện nghèo đó, nếu huyện này mà giống An Đô thì mấy vấn đề này sao làm khó được. Triệu Quốc Đống cũng thở dài một hơi, tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền thì tuyệt đối không thể, những lời này thật sự là quá kinh điển, nhất là ứng với mình hiện giờ thì lại càng khiến người ta tỉnh ngộ. Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã xong, sắp tới là đến Tết. Nhóm cán bộ các cơ quan chính quyền huyện còn đang nhìn chằm chằm vào người mới nhậm chức như mình để xem mình mang đến một niềm vui. Mặc dù công ty khai phá du lịch trả 4 triệu nhưng cuối năm có rất nhiều địa phương cần dùng tiền. Tùy tiện tìm lỗ thủng nào cũng phải lấy tiền lấp bù vào. Triệu Quốc Đống vừa nghĩ đến đây mà da đầu đã không khỏi run lên. Có lẽ đây là cuộc khảo nghiệm đầu tiên của mình. Nếu như ngay cả cửa ải này mà không qua được thì năm sau làm sao khai triển công tác được. Quyển 6, chương 1, nhập vai. Tết âm lịch năm 96 đến nhanh đến nỗi khiến Triệu Quốc Đống cảm thấy thời gian như thoáng cái đã qua, từ lúc Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc kết thúc bầu cử, Triệu Quốc Đống cảm giác mình như là một cái máy được lên dây cót di chuyển không ngừng. Gần như công tác hàng ngày đều kín mít, ngay cả thời gian nghỉ ngơi buổi tối cũng hiếm khi có, làm cho Tiêu Mẫu Đan mỗi tối đều khốn khổ chờ đợi đến 12 giờ đêm tới khi Triệu Quốc Đống trở về phòng thì mới đi nghỉ. Lỗ Đạt và Tào Uyên đều khéo léo từ chối xin miễn ở lại ở trong nhà khác huyện ủy. Đại khái là cảm thấy ở đây không thuận tiện, hai người cùng Mai Anh Hoa đều chọn một căn phòng nhỏ do huyện cấp cho cơ quan mượn. Sau khi Triệu Quốc Đống và La Đại Hải tiến hành kết nối đơn giản thì phân công của chính quyền huyện nhanh chóng ra lò. Chủ tịch huyện Triệu Quốc Đống chủ trì công tác toàn diện của Ủy ban Nhân dân huyện, nắm giữ công tác tài chính và thu hút đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Tào Uyên phụ trách công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân huyện, giúp đỡ Chủ tịch huyện quản lý tài chính, nhân sự, bảo đảm lao động, kiểm tra. Thống kê, Phó Chủ tịch huyện Miêu Nguyệt Hoa phụ trách nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, công an, phòng cháy chữa cháy, tư pháp, pháp chế, Phó Chủ tịch huyện Vi Biểu phụ trách phát triển huyện, công ích, đất đai. Kiến thiết, Phó Chủ tịch huyện Tân Tồn Hoán phụ trách khoa học kỹ thuật, văn thể, vệ sinh, tôn giáo, đối ngoại, du lịch, hội khuyết tật, Phó Chủ tịch huyện Hoàng Thiết Thần phụ trách quản lý công nghiệp, xí nghiệp xã, trấn, giao thông, thông tin, bảo vệ môi trường, an toàn. Phó Chủ tịch huyện Uông Minh Hy phụ trách mảng giáo dục, thương nghiệp, dân chính, các ưu đãi dành cho thương binh liệt sĩ, kế hoạch hóa gia đình. Chánh văn phòng Ủy ban Quế Toàn Hữu phụ trách công tác hàng ngày của Ủy ban Nhân dân huyện.
Việc phân công quản lý ở Ủy ban Nhân dân huyện đều do hai người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống đã tiến hành kết nối trước với Miêu Nguyệt Hoa và Vi Biểu. Miêu Nguyệt Hoa thì không có dị nghị gì nhưng Vi Biểu thì lại có chút nghi ngờ khi được phân công quản lý kiến thiết, đất đai và cải tạo huyện thành, không muốn trông nom công tác có trách nhiệm trọng đại này. Dựa theo suy nghĩ của Triệu Quốc Đống thì trong vòng 3 năm tới thì huyện Hoa Lâm sẽ áp dụng chính sách nhảy lồng đổi chim từng bước đưa huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện cùng với một vài cơ quan chính quyền ra khỏi khu vực trung tâm huyện thành, giờ tới khu Hà Đông mới giải phóng phía đông Quế Khê, còn đất đai ở khu vực Phồn Hoa trong trung tâm huyện cũ thì chuyển nhượng lại để đổi lấy một khoản tài chính. Các hoạt động liên quan tới đất đai chắc chắn là nguồn tài nguyên mang lại nhiều tài chính nhất cho chính quyền. Nhất là khi ngành bất động sản phát triển thì nó gần như trở thành nguồn tài chính chủ yếu cho chính quyền, thậm chí còn vượt qua thu nhập từ thuế. Nhưng đối với Hoa Lâm mà nói thì không giống như vậy, huyện thành Hoa Lâm vốn nhỏ mà lại cũ, nhân khẩu ít, dân cư lưu động lại càng ít, không có xí nghiệp, không khí kinh doanh thì lại đạm bạc, cơ bản là không thể tích tụ sức sống. Hơn nữa Quế Khê trở thành con lạch ngăn cách huyện thành Hoa Lâm phát triển về hướng đông mà chưa có cây cầu nào bắc thông hai bờ nên chỉ có thể dựa vào đò để qua lại. Vậy nên phát triển khu mới giải phóng thì chỉ là nói suông. Vi Biểu làm ở Hoa Lâm nhiều năm nên tự nhiên biết, thoạt nhìn thì phụ trách đất đai và kiến thiết thành thị là một vị trí béo bở khiến người khác phải hâm mộ nhưng đến khi chân chính thực hiện thì không tránh được có lúc phải cố hết sức nịnh nọt mà vẫn phải chịu mắng chửi và tiếng xấu thay cho người khác. Nhất là ở địa phương đòi tiền không có tiền, muốn người không có người như Hoa Lâm này, không thể vào thường vụ huyện ủy cũng làm cho hắn có chút thất vọng nên không thể tránh được trong lòng có tâm lý mặc kệ. Chẳng qua sau khi hai người La Đại Hải và Triệu Quốc Đống gọi Vi Biểu tới để mật đàm một phen thì cuối cùng hắn cũng đồng ý phụ trách công tác này. Còn lại mấy vị phó chủ tịch huyện mới thì hiển nhiên là không thể nói lời nào, nhất là phó chủ tịch thường trực Tào Uyên lại có thái độ tích cực, dương cao lá cờ đi đầu tỏ vẻ sẽ toàn lực ủng hộ và phối hợp công tác với Triệu Quốc Đống, tranh thủ trong vài năm này làm cho kinh tế Hoa Lâm có bước đột phá lớn. Phòng hội nghị của Ủy ban Nhân dân huyện và thường vụ huyện ủy có chút bất đồng. Nó không có vị trí theo thứ tự rõ ràng, chỉ có một cái bàn hình bầu dục ở giữa đặt mấy chậu cây xanh, ánh mặt trời chiếu vào khiến Triệu Quốc Đống vừa bước vào phòng hội nghị là cảm thấy tâm tình hết sức sung sướng. Trải qua hiệp thương gian khó cuối cùng bên công ty khai phá du lịch đã đồng ý trong năm đầu tiên sẽ thanh toán trước một nửa phí tài nguyên của năm 96 là 2 triệu tệ, con số này đối với Triệu Quốc Đống vừa mới tiếp nhận Ủy ban Nhân dân huyện mà nói thì quả thực là số tiền cứu mạng. Văn phòng xóa đói giảm nghèo tỉnh năm nay rõ ràng đã tăng cường quản lý tài chính, Tào Uyên đã hai lần chạy lên tỉnh mà đều không có kết quả gì, điều này làm cho hắn bị đả kích rất lớn đồng thời cũng phủ một tầng u ám bịt kín tâm lý của bộ máy chính quyền huyện mới nhậm chức, năm nay liệu có qua được hay không. Còn vài ngày nữa là sang năm mới, tài chính huyện rỗng tuếch, nhóm cán bộ cơ quan đều thấy đã hai năm rồi mà có không ít người thiếu nợ phải ngồi cả ngày trong văn phòng ủy ban mà không dám đi ra ngoài. Điều này không thể nghi ngờ khiến cho tâm tình đám lãnh đạo huyện càng hậm hực. 2 triệu không giải quyết được tất cả vấn đề nhưng chắc chắn có thể khiến cho cái thòng lọng treo trên của Ủy ban Nhân dân huyện Hoa Lâm được nới lỏng ra chút ít, hít thở thêm một nhịp. Triệu Quốc Đống vào phòng họp thì mới phát hiện các phó chủ tịch huyện khác cũng đã đến đông đủ, duy chỉ có tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Quế Toàn Hữu đáng lẽ ra phải có mặt trước các phó chủ tịch huyện khác mà lại chưa đến, hắn lập tức nhíu mày hỏi. Lão Quế có chuyện gì thế? Trong lòng Uông Minh Hy cũng phải cảm thán chỉ sau một năm mà khí thế của Triệu Quốc Đống đã thoát thai hoán cốt, năm trước mới đến thì hòa nhã, đúng mực nhưng bây giờ thì lại thâm trầm, ánh mắt đầy uy thế bắn ra bốn phía làm cho người ta vô tình có cảm giác trong hội nghị này hắn mới là chủ nhân đích thực. Mặc dù nghĩ trong lòng như vậy nhưng Uông Minh Hy cũng không để miệng nhàn rỗi. Tránh văn phòng Quế còn đang ở văn phòng khiếu nại để đón tiếp người của công ty kiến trúc huyện đến đòi nợ, tôi cũng đã giải thích hơn nửa tiếng đồng hồ mà không có hiệu quả gì. Năm kia thi công công trình cải tạo trường học Nhị Trung Hoa Lâm, tổng cộng công trình là 2,6 triệu tệ thì đến nay còn thiếu công ty kiến trúc huyện 1,1 triệu. Người tới tuyên bố nếu tiếp tục không trả nốt tiền thì hắn cho công nhân tới ủy ban suốt cả năm, tôi đã bảo lão Quế tới làm công tác giải thích, phó giám đốc công ty kiến trúc huyện kia là người xã Kỳ Lân, lão Quế và hắn rất quen. Không qua thời gian này được à? Miêu Nguyệt Hoa cũng lộ rõ vẻ lo âu. Người khác nhà khác đều ngóng trông ăn Tết còn chúng ta thì lại ngược lại, hàng năm đều sợ nhất ăn Tết, Chủ tịch Triệu, ngài nhìn xem, còn 4, 5 ngày nữa là tới Tết rồi, các khoản nợ có thể san bằng cánh cửa Ủy ban Nhân dân huyện, ngoài các khoản nợ của huyện ra thì liên tục có người đến Ủy ban Nhân dân huyện ta khóc lóc om sòm vì các khoản nợ khó đòi của chính quyền các xã, trấn.
trụ sở Ủy ban Nhân dân huyện chúng ta sắp trở thành sân khấu kịch tiêu chuẩn rồi. Chỗ nào cũng đều giống nhau, huyện Vân Lĩnh cũng không kém là bao nhiêu, xem ra mắc nợ, quyệt nợ đã trở thành một hành vi mang tính bình thường của chính quyền, nhưng anh không nợ không được, ngành công ích phải đầu tư, thiết bị cơ sở phải làm, cuộc sống nhân dân được đề cao, năm này qua năm khác huyện thành cũng không thể không có chút thay đổi nào sao. Tào Uyên cũng tràn đầy cảm xúc. Vốn bí thư Yến ở huyện Vân Lĩnh chúng tôi trước kia cũng mượn tiền phát triển, nhưng giờ thì ôm đít thăng quan bỏ chạy lấy người, để lại cho huyện Vân Lĩnh một cục nợ to tướng, chỉ e năm nay huyện Vân Lĩnh sẽ càng khó khăn. Triệu Quốc Đống có chút kinh ngạc khi thấy thường vụ huyện ủy, tránh văn phòng huyện ủy huyện Vân Lĩnh này sao lại đánh giá về Yên Tu Hòa như thế. Theo lý thuyết thì tránh văn phòng huyện ủy chắc chắn phải là tâm phúc của bí thư huyện ủy mới đúng, cho dù không tâm phúc thì cũng không có trở ngại mới phải. Sao giờ lại có cái nhìn về Yến Tu Hòa như vậy? Đối với Tào Uyên này thì hắn cũng không hiểu rõ lắm, tiếp xúc được mấy ngày thì cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng người có thể đảm nhiệm thường vụ phó chủ tịch huyện thì ít nhiều cũng có điểm không tầm thường chứ nếu chỉ dựa vào quan hệ bên trên thì cũng không thể ngồi vào cái vị trí này. Xem như còn phải tìm hiểu thêm về tay phó của mình mới được, ngoại trừ quan hệ sau lưng thì còn phải tìm hiểu tính tình, cách hành sự cũng như nhân phẩm mới được. Nếu nhân phẩm người này không được thì chỉ riêng lời lẽ có phần lật đổ chính quyền cũng đáng phải nghiên cứu, lúc đó dù có năng lực hay quan hệ cỡ nào thì mình cũng không thể coi là tâm phúc được. Nếu nói chính quyền muốn kiến thiết phát triển cũng phải lượng sức mới được, nhưng giờ cấp trên lại yêu cầu tăng tốc độ phát triển, bắt kịp các nơi có kinh tế phát đạt, nghe thì dường như có yêu cầu và tham vọng quá cao vào bên dưới rồi, nhưng nếu phân tích cẩn thận lời này thì đúng là nếu anh không tăng tốc độ phát triển thì sự chênh lệch với nơi phát đạt sẽ lại càng lớn. Tân Tồn Hoán cũng có chút cảm khái. Hơn nữa tài nguyên và con người đều có hiệu ứng tích lũy, nếu anh càng bần cùng lạc hậu, quan niệm lại càng bảo thủ, hiệu suất hành chính lại càng thấp thì sẽ không người nào nguyện ý đến đầu tư và thế càng không có con người thì không có thị trường, người khác lại càng không đến. Cứ như vậy sẽ hình thành một vòng tuần hoàn ác tính, kẻ nghèo càng nghèo, người giàu càng giàu, anh làm sao có thể phát triển một địa phương được. Cải cách đã mở ra được hơn chục năm rồi. Phía Đông và Trung Tây càng lúc chênh lệch càng lớn, ngoại trừ vấn đề chính sách và quan niệm ý thức thì hiệu ứng tích lũy cũng là một nguyên nhân trọng yếu. Triệu Quốc Đống cũng phải thầm khen trong lòng, sâu sắc. Đừng tưởng rằng huyện nghèo khó xa xôi thì không có nhân tài, trong thời kỳ này lời của Tân Tồn Hoán thì cũng chẳng có mấy người ở Giang Khẩu có thể phân tích thấu triệt được như vậy. Đảng phái Dân Chủ có quan điểm của Đảng phái Dân Chủ, quá trình giao lưu của bọn họ không giống như kiểu giao lưu kết bạn mang tính lợi ích của quan chức bình thường. Đối với bọn họ mà nói thì cấp cho bọn họ một vũ đài thì bọn họ sẽ hết sức thể hiện bản thân. Nói thật, Hoa Lâm chúng ta muốn phát triển thì phải thu hút đầu tư, muốn vậy phải cải thiện hình tượng của mình. Một huyện Hoa Lâm cũ nát thì sao các nhà đầu tư có thể nhìn chúng được? Hai ngày trước tôi và giám đốc Cù bên công ty khai phá du lịch có gặp gỡ và thương lượng về chuyện kiến thiết khu du lịch thì khi nói đến chuyện thu hồi đất nàng nói huyện Hoa Lâm chúng ta có vấn đề kiến thiết huyện thành, yêu cầu chúng ta phải nhanh chóng suy xét cải tạo huyện thành. Cho rằng hình tượng huyện thành Hoa Lâm trước mắt sẽ phá hủy ấn tượng đầu tiên của du khách ngoại lại, cũng khiến hiệu quả và lợi ích khu thắng cảnh bị ảnh hưởng. Chúng ta phải đẩy mạnh cải tạo huyện thành, dù có chuyển đến khu Hà Đông thì cũng không thể dựa vào phà được. Cần phải xây cầu, mà tiền từ đâu tới? Mượn tiền vay nợ, ngân hàng có chịu đáp ứng không? Hay là lại khất nợ với bên kiến trúc như trước? Vi biểu sau khi bàn công tác với Triệu Quốc Đống và La Đại Hải xong thì tính tích cực cũng dần dần cao lên. Xem ra Vi biểu đã thấy được chút ít hy vọng, hôm nay bị lời của Tân Tồn Hoán kích thích hứng thú nói chuyện, cũng không cam yếu thế, đối với mảng phụ trách của mình cũng nói rất từ từ. Quyển 6, chương 2, lỗ thủng. Ngoại trừ Hoàng Thiết Thần vẫn duy trì thói quen trầm mặc thì vài phó chủ tịch huyện cũng phát biểu ý kiến khiến Triệu Quốc Đống rất cảm khái, nếu đám người này thỏa hiệp cộng tác với mình thì hơn 60 vạn dân chúng Hoa Lâm sẽ nhanh chóng làm giàu. Nhưng mà làm như thế nào để làm giàu nhanh chóng cũng là một chủ đề lờ mờ hỗn độn, nếu muốn dễ dàng đứng lên trong gian khó thì phải làm giống như các đồng nghiệp vừa mới nói, loại nào cũng đều cần đầu tư, loại nào cũng đều cần tiền, nhưng một khối bánh bao thịt lớn như vậy thì anh phân phối kiểu gì? Quế Toàn Hữu bước nhanh vào phòng với bộ dạng mồ hôi nhễ nhại. Đã để các vị lãnh đạo phải đợi lâu, thật sự là không dứt ra được, vất vả mãi mới đuổi được đám chủ nợ đi. Lão Quế, không cần giải thích. Chúng tôi cũng biết mà, mấy ngày này e là lão sẽ còn phải ứng phó với không ít loại chuyện này, trước kia thì có phó chủ tịch Huông còn hiện tại đến lão gánh khối cự thạch này. Triệu Quốc Đống cười trêu. Đó cũng là một cách rèn luyện, mài bóng mà,
nếu không lão Uông sao có thể từ chủ nhiệm thành phó chủ tịch huyện được. Ha ha, xem ra đối phó với đám người đòi nợ cũng là một loại cảm nhận và tôi luyện hiếm có. Lão Uông, lão cũng nên truyền thụ kinh nghiệm cho lão Quế xem nhiều năm qua lão làm như nào mà đuổi được những người đòi nợ đó đi. Vi biểu cũng mỉm cười. Không khí trong phòng họp lập tức trở lên hài hòa hẳn, Triệu Quốc Đống đánh mắt ra hiệu Quế Toàn Hữu nhanh chóng ngồi xuống, sau đó hắn ho nhẹ hắng giọng mấy cái. Đây là dấu hiệu báo trước lãnh đạo chuẩn bị nói chuyện. Triệu Quốc Đống cũng có chút bi ai khi phát hiện những động tác nhỏ vốn không quen nhìn thì nay mình đã vô tình bắt chước và học tập. Nhưng nếu mà anh không như vậy thì anh khó mà dung nhập, khó mà trở thành một lãnh đạo trưởng thành thực sự được, mà làm như vậy thì vừa mài nhẵn những góc cạnh của mình đồng thời cũng mài mòn nhuệ khí của chính mình. Hôm nay chủ đề hội nghị rất đơn giản, chỉ có ba chữ, đón năm mới. Triệu Quốc Đống thích ngắn gọn, rõ ràng, cố gắng họp ngắn, hắn nỗ lực muốn áp dụng phong cách này vào cách làm việc của Ủy ban Nhân dân huyện, tuy rằng hắn biết điều này khá khó khăn nhưng dù sao cũng phải cố thử thay đổi xem mới được. Trước tiên xin thông báo với mọi người một tin, tôi đã đàm phán xong với công ty khai phá du lịch Lữ Du, bọn họ đồng ý chuyển 2 triệu phí chiếm dụng tài nguyên năm 96 cho chúng ta hôm nay, tuy rằng chỉ như muối bỏ biển nhưng cũng coi như là cứu mạng. Triệu Quốc Đống ngừng lại một chút. Hai ngày trước tất cả mọi người đã báo cáo đại khái hạng mục cần chi tiêu của mình, chỉ còn 4, 5 ngày nữa là đến năm mới, hôm nay chúng ta phải tính toán chi tiết các khoản nợ, tổng hợp lại xem thiếu bao nhiêu, làm như nào bây giờ. Mọi người cứ nói ra. Quế Toàn Hữu cũng đã ngồi ngay ngắn múa bút như bay, ghi chép một cách chính xác, vốn đây là chuyện mà phó chủ nhiệm phải làm nhưng hôm nay là thảo luận đến chuyện tiền nong, nhất là còn quan hệ đến vấn đề tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ toàn huyện. Bất cứ tin tức nào tiết lộ ra ngoài thì đều có khả năng dẫn đến phong ba không nhỏ cho nên Tào Uyên cũng đặc biệt dặn hắn tự mình ghi chép. 2 triệu. Vi biểu chậc lưỡi. Chủ tịch Triệu, số tiền này còn thiếu nhiều lắm. Thu không đủ chi đã thành thói quen rồi, có thể bảo bên kia dứt khoát thêm một chút, trả luôn 4 triệu được không? Lão Vi, lão cũng đừng tham quá, án theo hiệp nghị thì số tiền này cuối năm nay bên kia mới phải cấp, hiện giờ công ty khai phá du lịch Lữ Du đang thi công gấp, vốn đầu tư cũng rất lớn, có thể moi được số tiền này trước cũng đã không dễ dàng gì rồi. Tân Tồn Hoán nói xen vào. Lão Tân, nếu vậy thì lão đến thay tôi quản mảng này đi. Vi biểu có phần không thoải mái. Triệu Quốc Đống còn chưa nói thì nhà ngươi la hét cái gì? Không phải bên mảng của lão cũng không cần tiền đó chứ? Tân Tồn Hoán ngẩn ra, trong lòng cũng có chút bốc hỏa, vốn dĩ hắn mất cả buổi chiều đi cùng với Triệu Quốc Đống tới công ty khai phá du lịch Lữ Du gây sức ép, khiến cho mối quan hệ vốn đang hòa hợp cũng phải biến thành căng thẳng, cầm được số tiền này về đã là tốt lắm rồi mà giờ bị nói vậy thì ai mà chẳng tức cơ chứ? Lão Vi, ai cũng cần tiền nhưng phải phân rõ tình hình. Công ty khai phá du lịch Lữ Du là của tư nhân, lão cho rằng có thể dễ dàng moi tiền từ trong túi người khác như vậy à? Lão không nhìn xem các khoản tiền mà huyện ta cần trả mà còn không đủ dùng chớ nói chi là đến người ta, có thể lấy được 2 triệu này thì tôi và chủ tịch Triệu đã thiếu chút nữa là cạch mặt đối phương rồi. Vi biểu cũng cảm thấy mình nói hơi quá lời, hắn cũng biết tên Tân Tồn Hoán này không phải là loại người không biết tiến thối, nhưng đối phương vừa nói như vậy thì khiến hắn hơi mất mặt. Lão Tân, ý lão là gì? Chẳng qua ý tôi là xem có thể bảo bọn họ chi nhiều thêm một ít hay không, số tiền này thì sớm muộn gì bọn họ cũng phải chi, sớm hay muộn một chút thì có quan hệ gì. Huyện chúng ta túng thiếu, bọn họ ủng hộ công tác của huyện chúng ta thì cũng là ủng hộ cho chính bọn họ, mà huyện chúng ta không phải cũng nắm giữ cổ phần trong công ty đó sao? Lão Vi, đừng nên nói như vậy, đúng là huyện chúng ta có cổ phần nhưng chúng ta không phải chi ra một đồng nào. Người ta thì lại phải bỏ hàng triệu đồng vào nên cũng phải coi trọng báo đáp chứ. Đều nói phải tạo hoàn cảnh tốt cho người ta, giúp đỡ người ta nhanh chóng xây dựng xong khu du lịch mà chúng ta lại vì khó khăn của mình tới đòi tiền, thế này khác nào được voi đòi hai bà trưng, liệu có hợp lý hay không? Thấy hai người dần dần nóng hơn, vốn không muốn xen vào đề tài này nhưng Triệu Quốc Đống cũng phải vội vàng xen vào. Lão Vi, lão Tân, hôm nay cả hai làm sao vậy? Đều là vì công tác. Có cần thiết phải châm chích đến mức ấy không? Tào Uyên cảm thấy mình là phó chủ tịch thường trực cũng nên tạo một chút quyền uy. Đúng vậy, lão Vi, lão Tân, đừng để cảm tình cá nhân lẫn lộn vào công tác, để người bên ngoài biết được chúng ta mở hội nghị mà thành thế này thì đứng là trò cười. Phó chủ tịch Tào, tôi và lão Tân chẳng có gì cả, đều là luận sự, công tác bất đồng quan điểm nên tranh luận cũng là rất bình thường mà, lão Tân và tôi chưa từng có ân oán cá nhân nào cả.
Vi Biểu lạnh lùng liếc nhìn Tào Uyên rồi nói một cách tỉnh bơ. Vốn thấy Tào Uyên nhảy ngang vào Hoa Lâm thì trong lòng Vi Biểu đã tức bụng rồi, giờ vừa mới tới chưa được mấy ngày mà đã muốn ra mặt làm cao nhân nên Vi Biểu lại càng khó chịu nên không thèm khiêm nhường như ngày thường mà nói lại luôn. Thấy tình hình có phần theo chiều hướng xấu, nếu không can thiệp cứng rắn thì hội nghị này sẽ không khống chế được, Triệu Quốc Đống lập tức giận tái mặt nói. Đủ rồi, mọi người đều là những người tài tuyển chọn từ hơn 60 vạn hương thân phụ lão, khí thế như này thì ngày sau mọi người còn cùng nhau công tác như thế nào? Lần đầu tiên tất cả mọi người thấy Triệu Quốc Đống có vẻ mặt này, ngoại trừ Quế Toàn Hữu. Tuy rằng chưa nói là sợ hãi nhưng cũng không muốn mất thân phận trước mặt vị chủ tịch huyện trẻ tuổi này, hai người Vi Biểu và Tân Tồn Hoán đều gục đầu xuống, không dám nói gì mà chỉ viết linh tinh vào quyển sổ của mình. Tào Uyên vốn bị Vi Biểu đốp chát mất mặt cuối cùng cũng vãn hồi lại chút thể diện nên không hề lên tiếng. Lão Uông, bắt đầu từ bên lão, hãy nói những phiền toái thuộc mảng lão phụ trách mà cần giải quyết cấp bách. Đại khái cần thu xếp bao nhiêu tài chính để qua năm nay. Nói trước là đừng giả bộ ngớ ngẩn đề lừa gạt tôi, miếng bánh huyện ta khá lớn, đừng tưởng là phóng đại với tôi rồi thích làm gì thì làm, cứ báo cáo số liệu chân thực. Triệu Quốc Đống lúc này đã hoàn toàn hòa nhập vào vai chủ tịch huyện, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng, nếu năm nay mà không qua được thì chẳng cần nói bên huyện ủy mà cả cái huyện này sẽ nhìn hắn mà chê cười. Uông Minh Hy cũng thu lại nụ cười thường có trên mặt, nhìn xuống những con số trên quyển sổ của mình. Cẩn thận tính toán một chút rồi mới nói. Chủ tịch Triệu, ngài cũng biết mảng của tôi là phiền toái nhất. Đầu tiên là khối giáo dục, nếu tính sơ thì ít nhất cũng thiếu hụt 80 vạn, đó là còn chưa tính đến khoản chi cho các công trình kiến thiết cơ sở thiết bị giáo dục. Bên khối dân chính thì ủng hộ gia đình quân nhân cách mạng và an ủi hộ nghèo khó cũng tầm 30 vạn, kế hoạch hóa gia đình là khối đơn giản nhất, chỉ cần 20 vạn là đủ, nếu thật sự không được thì 10 vạn cũng có thể xoay sở. Triệu Quốc Đống cũng biết mảng phụ trách của Uông Minh Hy cần dùng rất nhiều tiền, giáo dục đều là khối nuốt vàng của các cấp chính quyền, dù có cấp bao nhiêu tiền thì cũng không đủ, nhưng anh không cấp thì không được. 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người, kế hoạch 100 năm, giáo dục đi trước, khẩu hiệu này thì hô gọi rất vang dội, chưa có cấp chính quyền nào dám không coi trọng. Dù có phải đập nồi bán sắt cũng phải bịt cái lỗ thủng này. Ủng hộ gia đình quân nhân cách mạng và an ủi hộ nghèo khó cũng là khối không thể thiếu. Cứ một năm hai lần, xã hội chủ nghĩa xã hội, ngày lễ ngày Tết thì gia đình quân nhân quân đội khỏi phải nói nhưng còn bên hộ nghèo khó thì cũng phải làm để thể hiện sự đầm ấp bao bọc mang tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội khoa học so với tư bản chủ nghĩa chứ. Kế hoạch hóa gia đình cũng giống thế, nền tảng quốc sách, anh dám không coi trọng sao, thờ ơ với cán bộ kế hoạch hóa gia đình và hộ sinh con một, đợi đến khi sinh đẻ nhiều thì anh cứ chờ cấp trên nguyền rủa rồi sau đó cứ đi viết kiểm điểm đi. Tính toán một chút thì thấy 2 triệu mang về đã vơi đi hơn phân nửa, Triệu Quốc Đống thấy lạnh cả người, cố giữ bình tĩnh rồi đưa mắt sang bên phía Hoàng Thiết Thần. Lão Hoàng, bên lão tạm gác lại để nói sau, tôi biết mảng bên lão cũng không thiếu nhiều tiền, lát nữa chúng ta sẽ từ từ tính sau. Lão Tân, nói bên lão đi. Bên tôi cũng tạm được, ngoại trừ tiền thưởng và phúc lợi của cán bộ các phòng ban do bên tài chính thống nhất suy xét thì vẫn còn tiền thư phúc lợi của công nhân viên chức các đơn vị sự nghiệp như vệ sinh. Phòng chữa bệnh, phòng dịch, phòng chống bệnh nghề nghiệp, mặc dù đều là những văn phòng được tổ chức miễn phí mà lại không có thu nhập bên ngoài, nhưng số lượng công nhân viên chức cũng lên tới vài chục người, hàng năm cũng phải chi 10 vạn cũng mới cân bằng được. Tân Tồn Hoán cũng rất thẳng thắn. Ồ, hơn 10 vạn, cũng là một con số không nhỏ. Triệu Quốc Đống thở dài một hơi. Lão Vi, còn bên lão thì sao? Chủ tịch Triệu, tình hình bên tôi chắc ngài cũng rõ, kiến thiết cần rất nhiều tiền. Dù 10 triệu cũng không vá nổi lỗ thủng lớn này, nhưng năm nay tôi tính thì cũng phải 1,2 đến 1,3 triệu thì mới có thể đuổi được đám ôn thân đòi nợ này. Vi Biểu cũng không làm nhảm trước mặt Triệu Quốc Đống, có gì nói hết. Lần này thì khoản tiền đem về kia cũng còn không đủ, cái này còn chưa tính hai mảng chính mà Tào Uyên và Miêu Nguyệt Hoa phụ trách. Con số tiền thưởng cuối năm dành cho cán bộ xã trấn và cơ quan một khi nói ra thì đủ để bất cứ ai nghe thấy cũng phải há hốc mồm. May là trước đó Triệu Quốc Đống cũng đã bảo hai người tính toán tỉ mỉ, cố gắng giảm bớt, để xem rốt cuộc là thiếu bao nhiêu, vậy mà đến giờ phút này hắn cũng sợ hãi không dám mở miệng hỏi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 15.